chương 21, kẻ giết người vô hình. Lần này, cơ thể Diệp Vô Phong đập vào tường, sau đó bắn trở lại, đụng trúng người Phùng Nhị Biêu. Diệp Vô Phong cao 1m8 với Phùng Nhị Biêu cao gần 2m, so ra thế mà non nhỏ bé đến lạ. Phùng Nhị Biêu túm cổ áo Diệp Vô Phong, khinh bỉ nói cái dạng này mà cũng đòi làm bảo vệ à. Cút, Phùng Nhị Biêu vung tay, hất văng Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong quỳ dạp trên đất, mặt mũi nhăn nhúng cũng đủ dọa người, có vẻ một phát vừa rồi bị đụng không nhẹ. Mặc dù Diệp vô phong bị đánh bại, nhưng nói gì thì nói, anh cũng là chồng cô. Nếu không phải ban nãy cô khích tướng anh, thì sao anh lại đi liều mạng với Phùng Nhị Biêu chứ? Cô rõ ràng biết anh không phải đối thủ của Phùng Nhị Biêu, vừa rồi thật sự không nên giễu cợt anh. Vô phong, anh sao rồi? Lâm Thư âm chạy đến nâng Diệp vô phong dậy, mắt đỏ ngầu, ái náy hỏi. Diệp vô phong ủ rũ đứng lên, thư âm, anh không sao. Tử mạch mặt đầy thất vọng, cũng may cô kịp thời báo cho bạn trai của mình Chu Khải, giờ chắc anh đang trên đường tới. Lâm Thư âm khẽ cắn môi, nói với Phùng Nhị Biêu, Phùng Nhị Biêu, anh đập phá khách sạn, còn đánh người, đúng là không coi luật pháp ra gì. Audio điện tử võ tấn bền Phùng Nhị Biêu ra vẻ ngang ngược hống hách, đắc ý giạt rào đáp lại, bà chủ à, thật ngại quá, là cô đắc tội với người không nên đắc tội lầm thư âm tức giận nói tôi không tin mấy người thật sự có thể một tay che trời phùng nhị biu nhìn nhìn diệp vô phong trên mặt đất nói bà chủ ơi cô đoán đúng rồi đấy ông chủ của bọn này chỉ cần vươn một cánh tay ra là có thể che khuất cả bầu trời thành phố tam giang muốn đấu với bọn tôi đúng là tự tìm đường chết tôi hôm nay chính thức cảnh cáo cô trong vòng ba ngày nếu không chuyển nhượng khách sạn lớn hoàng triều thì tự gánh lấy hậu quả tụi mày đâu đi thôi nhìn thấy Phùng Nhị Biêu hung hăng hống hách rời đi, Lâm Thư Âm tức giận đến cả người phát run. Diệp Vô Phong nói, Thư Âm, thằng này quá vênh váo rồi, anh thấy nó đúng là ngứa đòn. Tử Mạch ở một bên trợn trắng mắt liếc anh một cái, thế sao anh không xử lý nó đi? Đánh cho nó tàn phế vào, xảy ra chuyện gì, chị Lâm sẽ chịu trách nhiệm cho anh. Diệp Vô Phong thành thật cười, Trung Quốc là đất nước có pháp luật quản lý. Trong khách sạn nhiều camera như vậy, nếu trước mặt mọi người đánh nó tàn phế, chẳng phải là gây phiền toái cho thư âm sao? Lâm Thư Âm nhìn nhìn Diệp Vô Phong, thấy có vẻ anh bị thương không nặng lắm, còn cười nói vui vẻ được, nghi ngờ hỏi, vừa rồi anh giỏi lắm, thật là anh không sao chứ? Diệp Vô Phong cười nhạt, nói, anh thì có thể làm sao chứ? Lâm Thư Âm gật gật đầu, em đi hối một chút, để cho mấy người bảo vệ cao cấp bên Long kiếm kia đến càng sớm càng tốt. Diệp Vô Phong lại thần bí cười, nói, thư âm không cần tìm bảo vệ long kiếm gì nữa, thằng Phùng Nhị Biêu này từ sau không dám đến khách sạn chúng ta gây sự nữa đâu. Lâm Thư âm buồn bực nói, anh còn chém gió nữa. Vừa nãy bị người ta đánh cho thảm hại thế nào quên rồi à? Nhưng Diệp Vô Phong lại nói, Thư âm, đừng quá mức tin tưởng vào hai mắt mình. Có đôi khi, cái mình nhìn thấy chưa chắc đã giống sự thật lắm đâu. Bởi vì anh đã chính thức nhận trước đội trưởng đội an ninh ở đây, trọng trách này anh tự biết gánh vác. Đừng nói là mỗi người ở đây, đến từng nhánh cây ngọn cỏ trong khách sạn này, cũng không thể tùy tiện bị bắt nạt. Anh ấy à, làm việc không xem quá trình, chỉ nhìn kết quả. Anh đảm bảo với em, thằng Phùng Nhị Biêu này, từ nay về sau tuyệt đối không đến khách sạn lớn Hoàng Triều quấy phá nữa. Lâm Thư âm sửng sốt, có ý gì? Chẳng nhẽ Phùng Nhị Biêu lại thật sự bị mấy câu kia của anh dọa sợ. Diệp vô phong nhìn cô nháy nháy mắt, biết đâu Phùng Nhị Biêu kia lại đụng chúng một thằng thần kinh nào đấy, xong rồi cả đời sau nằm ở trên giường không dậy được đúng lúc này bên ngoài phòng ăn khách sạn lớn hoàng triệu xảy ra một trận hỗn loạn không nhỏ phùng nhị biêu đập phá xong kéo quân đi anh biêu mời lên xe đàn em mở cửa ô tô phùng nhị biêu vinh mặt đắc ý nhấc chân định bước lên xe ai ngờ cái chân như nặng nghìn cân không tài nào nhấc lên nổi con mẹ nó chuyện quái gì thế này sao chân tao tê dần vậy anh biêu anh làm gì thế hay vừa rồi đánh nhau đánh chưa đã à? Có cần bọn em quay lại cho thằng bảo vệ kia một trận nữa không? Phùng Nhị Biu lắc lắc đầu, thử cắn răng nhấc chân lần nữa, nào ngờ chân chưa nhấc được đã phun ra một ngụm máu tươi. Tất cả máu me bắn hết lên người thằng đàn em đang mở cửa trước mặt. Sau đó hắn cảm thấy mắt mũi tối sầm, lập tức lăn quay ra đất. Đàn em mở cửa sợ hết hồn, anh Biu, anh sao thế? Lâm Thư Âm bước ra khỏi cửa vừa khéo nhìn thấy kinh hãi một trận, phùng nhị biêu phun máu mỏ, bất tỉnh rồi. Anh ta thật sự ngã lăn ra đó. Lẽ nào, Diệp vô phong biết dùng yêu thuật. Phùng nhị biêu bị thương ngã xuống đất, đám đàn em dưới chướng sợ vỡ mật, nhao nhao chạy đến đỡ, hỏi sao lại thế này. Thằng thì gọi cấp cứu 115, thằng thì báo cảnh sát. Bạn trai của Diệp tử, Chu Khải, là đội trưởng đội cảnh sát hình sự thuộc đồn công an, hôm nay vừa đúng ca trực. Trước đó anh nhận được điện thoại của tử mạch, vốn là đến khách sạn giúp đỡ. Ai mà ngờ, sự tình lại xảy ra biến hóa kịch tính khôn lường, tên côn đồ Phùng Nhị Biêu nổi danh thế giới ngầm ở thành phố Tam Giang này, tự mình hộp máu, bất tỉnh. Chu Khải tách đám người đang vây quay ra, đi lại nhìn Phùng Nhị Biêu cả người đầy máu, hỏi đây không phải là Phùng Nhị Biêu sao? Sao anh ta lại ngất xỉu? Mấy thằng đàn em của Phùng Nhị Biêu cũng không hiểu chuyện gì. Phùng Nhị Biêu ban nãy vẫn đang lành lặn khỏe mạnh, còn đánh cho Diệp vô phong đái cả ra quần, rõ ràng là thắng lợi trở về, ai ngờ đúng lúc ấy lại xảy ra vấn đề, anh Biêu tự dưng hộp máu, lăn đùng ra đấy, hôn mê bất tỉnh. Phùng Nhị Biêu và Diệp Vô Phong xảy ra xung đột, trước sau đều là hắn ra tay đánh người, tên bảo vệ kia rõ ràng không hề đánh lại. Chắc hẳn không phải là tên bảo vệ kia đánh anh Biêu bị thương, hay là anh Biêu bị cảm nắng, đám đàn em thằng nào thằng nấy mặt mũi ủ ê chán nản, không rõ nguyên do từ đâu có một tên nói anh Biu có bệnh tim bẩm sinh không phải là bệnh tim tái phát đấy chứ Chu Khải nói vậy đừng nhiều lời nữa mau đưa đến bệnh viện cấp cứu đi đang nói thì xe cứu thương của bệnh viện đến mọi người ba chân bốn cẳng khiêng Phùng Nhị Biu lên xe tiến bước xong anh Biu thương tích đầy mình Chu Khải đến tìm Lâm Thư Âm chị Âm chị không sao chứ Lâm Thư Âm vẫn đang buồn bực sao Phùng Nhị bưu lại tự dưng hộc máu. Đúng là Phùng Nhị Biêu và Diệp Vô Phong có đánh nhau, nhưng Diệp Vô Phong không hề đánh lại một cái nào mà. Đột nhiên, cô nhớ lại lời Diệp Vô Phong nói, tao là đội trưởng đội bảo an của khách sạn Hoàng Triều Diệp Vô Phong. Ai dám đến đây gây rối, tao sẽ khiến cho no nửa đời sau sống trong hối hận. Chồng mình bá đạo quá đi, tà ác quá đi. Không rảnh nghĩ nhiều, Lâm Thư Âm nói với Chu Khải, Chu Khải, cảm ơn cậu đã đến giúp. Vẫn tốt, tôi không sao, không có việc gì chu khải cười ai chị âm không sao là tốt rồi sau khi chu khải đi lâm thư âm bảo tử mạch đi thu dọn phòng ăn một chút còn mình thì đưa diệp vô phong vào văn phòng cô đánh giá diệp vô phong từ trên xuống dưới vô phong phùng nhị biêu là anh đánh sao diệp vô phong gãi gãi đầu có phải anh đánh hay không nhỉ lâm thư âm nhíu mày rõ ràng em không thấy anh ra tay mặc kệ có phải anh đánh hay không lần này chúng ta chọc phải cái nhọt lớn rồi Phùng Nhị Biêu bối cảnh phức tạp, hôm nay anh ta bị đánh thành như vậy, nhất định sẽ tìm đủ cách trả thù chúng ta. Không được, em phải gọi điện thoại, hối bên bảo vệ Long Kiếm nhanh nhanh chạy qua đây mới được. chương 22, cảnh sát tới nhà. Buổi chiều, Lâm Thư Âm xử lý xong dự án của công ty xây dựng thì lái xe về lại khách sạn lớn Hoàng Triều. Cô vừa dừng xe lại đã phát hiện có một xe cảnh sát cũng dừng kế xe cô. Cửa xe cảnh sát mở ra, có bốn vị cảnh sát bước ra từ cái xe, dẫn đầu là một nữ cảnh sát nữ có tư thế hiên ngang. Khuôn mặt nữ cảnh sát này rất sắc sảo, cô ta mặc bộ đồng phục cảnh sát mùa hè. Lâm Thư Âm có quen nữ cảnh sát này, cô gái này chính là đội phó đội hình sự thuộc sở cảnh sát Tam Giang, Bạch Tinh Đồng. Không những thế, cô ta còn là bạn cùng lớp trước đây của Lâm Thư Âm. Bạch Tinh Đồng chẳng những có dáng người quyến rũ, khuôn mặt cô ta còn rất xinh đẹp các đường nét của cô ta như thể được chính tay người thợ điêu khắc tài ba nhất thế giới dốc hết tâm huyết một đời khắc nên. Mỗi một góc cạnh mỗi một đường cong trên khuôn mặt cô ta đều tỏ lộ ra vẻ oai hùng khí phách khác người. Dù là bạn học cùng lớp nhưng mối quan hệ giữa hai cô gái này lại không ra gì cả. Nguyên nhân chủ yếu cũng chỉ vì thành tích học tập của cả hai quá xuất sắc, cả hai đua nhau từng điểm số từ trong lớp tới toàn khối. Trên vấn đề học tập cả hai ngang sức ngang tài, Thế là có người hiểu chuyện lập bảng xếp hạng tứ đại mỹ nhân. Kết quả bầu chọn, Lâm Thư Âm nhờ vào thân hình mảnh mai như ngọc thành hoa khôi của cả thành phố Tam Giang. Kết quả này khiến Bạch Tinh Đồng kiêu ngạo vô cùng không cam lòng, vì thế nên dù hai người là bạn cùng lớp nhưng chưa từng một lần tâm đầu ý hợp. Nhất là sau khi tốt nghiệp đại học, nhờ vào bối cảnh gia tộc mà Bạch Tinh Đồng được vào đội cảnh sát hình sự. Rất nhanh sau đó cô ta cũng thăng tiến thành phó đội trưởng khi địa vị cô ta cao như thế thì quan hệ giữa hai người ngày càng kéo xa. Trước mắt, Bạch Tinh Đồng vẫn còn độc thân, chỉ là một năm trước, khi cô nghe tin Lâm Thư Âm lấy một tên ăn bám vô dụng làm chồng, hiện tại thì một quan chức nhà nước cao cấp như cô ta tự mình đến gặp đối thủ cạnh tranh cũ, cô ta tất nhiên sẽ bày ra khí thế cao lớn uy nghiêm với Lâm Thư Âm. Phó đội trưởng Bạch, có chuyện gì mà cô lại tới khách sạn tôi thế? Lâm Thư Âm hỏi. Bạch Tinh Đồng cười lạnh trả lời, tổng giám đốc Lâm chẳng lẽ cô không biết hay sao? Có án mạng xảy ra tại khách sạn của cô, một phó đội trưởng như tôi cũng chỉ theo quy trình mà đến thôi. Trong lòng Lâm Thư Âm có hơi hồi hộp, án mạng à? Bạch Tinh đồng nghiêm mặt đi vào khách sạn Hoàng Triều, cô ta hô lớn, ai là Diệp Vô Phong? Diệp Vô Phong nhìn thấy vợ anh dẫn theo nhóm cảnh sát đi vào, trong lòng anh đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhất định là do cái tên khốn khiếp phùng nhị biêu kia đã chết trong bệnh viện rồi. Hừ, muốn gây phiền phức cho tôi à, chỉ sợ mấy người đã uổng công chuyến này rồi. Tôi là Diệp Vô Phong, Diệp Vô Phong đứng ra trả lời. Bạch Tinh Đồng dò xét vài lần Diệp Vô Phong rồi nói, có phải vào trưa ngày hôm nay đã có một cuộc ẩu đả giữa anh và một người đàn ông tên Phùng Nhị Biêu tại khách sạn lớn Hoàng Triều Anh đang làm việc hay không? Diệp Vô Phong nói, Phùng Nhị Biêu đã gây rối tại khách sạn của chúng tôi, tôi là đội trưởng đội an ninh nên có ra mặt ngăn cản. Nhưng tôi không có đánh nhau với anh ta, Xin cô cảnh sát hình sự này trước khi tình hình được điều tra rõ ràng thì không dùng từ ngữ dễ gây hiểu lầm. Anh, Bạch Tinh Đồng không thể ngờ được một tên bảo vệ thấp kém vậy mà cũng dám to gan chống đối cô như thế. Phải biết, trong cả cái thành phố Tam Giang này, mặc kệ bọn họ có thuộc chính hay tà thì trước mặt cô cũng phải mở miệng gọi chị Bạch. Có ai từng dám vô lễ với cô chưa? Diệp Vô Phong chính là kẻ đầu tiên. Lâm Thư Âm bồn chồn không thôi bạch tinh đồng vừa nói là tại khách sạn của cô đã xảy ra án mạng chẳng lẽ phùng nhị biêu đã chết tổng giám đốc lâm phùng nhị biêu chết vào cuối chiều hôm nay là người nhà anh ta báo án nên tôi muốn đến điều tra băng thu hình của khách sạn các người hắn chết thật rồi chuyện này sao có thể xảy ra chứ cơ thể tên kia khỏe mạnh như vậy tuy là giữa trưa không hiểu tại sao hắn ói ra máu có thể là do cảm nắng hoặc tim mạch bất ngờ có vấn đề Hắn chết là đáng đời nhưng nếu liên lụy đến Diệp Vô Phong thì không phải quá oan uổng cho anh hay sao? Cảnh sát muốn xem qua băng thu hình, Lâm Thư Âm cũng không dám từ chối. Phó đội trưởng Bạch hãy đi theo tôi, phòng giám sát ở trên lầu. Bạch Tinh Đồng phân phó cho nhóm thuộc cấp, mấy người trước tiên cứ khống chế người tên Diệp Vô Phong này lại. Diệp Vô Phong buông lời chế giễu, tôi không có phạm tội, đây cũng là nhà của tôi, tôi cũng sẽ không chạy trốn, mấy người thích bày vẽ quá. Lâm Thư Âm dẫn Bạch Tinh Đồng đi vào phòng riêng của nhân viên an ninh trên tầng 2. Bạch Tinh Đồng bắt đầu xem lại băng ghi hình trong nhà ăn. Tâm trạng Lâm Thư Âm còn bồn chồn nên cô đứng kế bên nhìn theo. Đoạn ghi hình cảnh Phùng Nhị biêu ẩu đả với Diệp Vô Phong dài chưa đến 3 phút, Bạch Tinh Đồng liên tục xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần. Lâm Thư Âm có hơi lo sợ, phó đội trưởng Bạch, chuyện Phùng Nhị biêu chết hãy coi như không có liên quan đến khách sạn của chúng tôi đi dù sao hai chúng ta từng là bạn cùng lớp cô cũng không thể gán ghép tội danh cho khách sạn của tôi được bạch tinh đồng nói tôi sẽ làm theo pháp luật bạch tinh đồng nghiêm túc phân tích tình tiết vụ án phùng nhị biêu tự dương ói ra máu rồi ngất đi não bạch tinh đồng không bị úng nước cô ta không hề cho rằng phùng nhị biêu là bị cảm nắng càng không thể do bệnh tim của hắn tái phát được chỉ có một khả năng duy nhất là bị diệp vô phong đả thương thế nhưng là cô ta xem đi xem lại đoạn ghi hình từ đầu đến cuối đều chỉ có Diệp Vô Phong bị đánh, không hề có cảnh Diệp Vô Phong đánh đấm gì Phùng Nhị Biêu. Lần duy nhất hai người tiếp xúc thân thể với nhau chính là khi Phùng Nhị Biêu đá bay Diệp Vô Phong ra ngoài, nhưng cơ thể Diệp Vô Phong bị cản nên đã văng ngược đụng lại Phùng Nhị Biêu. Bạch Tinh đồng ấn nút tạm dừng, cô ta trừng to hai mắt ra nhìn cảnh tượng khi thân thể hai người kia tiếp xúc. Hai tay Diệp Vô Phong hất lên một cách lố bịch như thể anh đang cố khống chế thăng bằng cho cơ thể, nhưng bả vai của anh lại mạnh mẽ đâm vào ngực Phùng Nhị Biêu. Bạch Tinh Đồng là một cao thủ ngoại công, cô đã luyện tập ngoại công với ông ngoại từ nhỏ, trong đó có cả hình ý quyền. Kỹ thuật giết người mạnh nhất của hình ý quyền gấu đen ghét cây hút mạnh mẽ. Chẳng lẽ tên Diệp vô phong kia lại là cao thủ có thể so với ông ngoại à? Chỉ mới hút bả vai vào ngực Phùng Nhị Biêu mà đã làm nội tạng hắn bị trọng thương, dẫn đến cái chết bất đắc kỳ tử trong bệnh viện ý nghĩ trên vừa được sinh ra đã bị bạch tinh đồng loại bỏ. Không thể nào có chuyện đó, Phùng Nhị Biêu tung hoành trong cái thành phố Tam Giang này đã 20 năm rồi vẫn chưa gặp đối thủ. Cô ta còn nghe đồn võ công của hắn đã được xếp vào hàng tinh anh. Để phân chia sức chiến đấu mạnh yếu mà giới võ thuật của Trung Quốc đã đặt ra một hệ thống cấp bậc. Tổng cộng có 5 cấp bậc chính, nhập môn, tinh anh, võ sĩ, võ sư, chiến thần. Người nhập môn ý chỉ người vừa bước vào con đường luyện võ, đã nắm vững kiến thức cơ bản, chỉ với một người có thể đánh bại 3-4 người bình thường. Mà tinh anh là chỉ những ai đã tập võ 3 năm trở lên, một người có thể đấu lại 10 người bình thường. Một người luyện võ đã tập luyện 10 năm trở lên và từng có chiến tích huy hoàng sẽ được gọi là võ sĩ. Một võ sĩ dù không thể lấy một địch trăm người, nhưng chỉ với 30-50 người bình thường thì không thể đánh bại một võ sĩ được. Bạch Tinh Đồng đang ở cấp bậc võ sĩ. Võ sư là những con người cực kỳ hiếm gặp. Võ sư chỉ người có khả năng thành lập ra một môn phái võ thuật riêng, ví dụ như Hoàng Phi Hồng, Hoắc Nguyên Giáp, Trần Trân, Lý Tiểu Long. Dù ba võ sư si phối hợp cũng không chắc sẽ đối đầu được một võ sư. Chiến thần là cấp bậc cao nhất, tất nhiên còn mạnh hơn cả võ sư. Đây là danh hiệu chỉ những bậc tướng quân tài năng xuất chúng, là những nhân vật đời trước không ai sánh bằng mà sau này cũng không ai so được. Số lượng những người được xưng là chiến thần trong lịch sử Trung Hoa chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay chương 23, quan hệ giữa bạn cùng lớp. Người không dùng tay mà chỉ húc bả vai đã đánh trọng thương Phùng Nhị Biêu thì tối thiểu cũng thuộc cấp bậc võ sư, đến cô ta cũng phải thua. Thành phố Tam Giang đất đai rộng lớn là do ba thành phố nhỏ hợp lại, dù vậy số lượng võ sĩ vẫn ít đến thảm thương chứ đừng nói tới đẳng cấp võ sư. Nếu người đó thật sự là cao thủ cấp võ sư thì cần tới khách sạn lớn của Lâm Thư Âm làm bảo vệ à một cao thủ cấp võ sư bốc đại cái công ty nào đó làm vệ sĩ riêng thôi thì một năm lương cũng mấy tỷ rồi cho nên bạch tinh đồng kết luận rằng diệp vô phong không thể có chiến lược cấp võ sư xem ra manh mối điều tra lần này nên tìm trong khoảng trước khi phùng nhị biêu đến khách sạn xem xem hắn có gặp mặt hay đánh nhau với ai đó trước không bạch tinh đồng nghĩ tới đó thì đứng dậy tổng giám đốc lâm đội cảnh sát hình sự cần giữ một bản sao của đoạn ghi hình này cô có ý kiến gì không Lâm Thư âm nói, cô cũng chỉ thi hành công vụ, tôi tất nhiên không có ý kiến. Tôi chỉ là muốn hỏi, cái chết của Phùng Nhị Biêu có liên quan gì đến khách sạn của chúng tôi không vậy? Bạch Tinh Đồng nói, tình hình hiện tại là không có liên hệ gì. Nhưng tôi có khả năng còn sẽ điều tra thêm về Diệp Vô Phong. Tên oát con kia cũng to gan thật, dám chống đối tôi, lai lịch anh ta như thế nào? Chuyện này, Lâm Thư âm suy tư một lát rồi nói tiếp, anh ấy là người thân của tôi, trước kia làm việc ở nước ngoài, năm ngoái vừa mới về lại đây. Bạch Tinh Đồng đã sao chép xong đoạn ghi hình vào điện thoại, cô ta nói, tạm thời là vậy, bạn học cũ, cô vất vả rồi. Lâm Thư âm tiến Bạch Tinh Đồng đến cửa khách sạn, đột nhiên Bạch Tinh Đồng nói, Tổng Giám Đốc Lâm, thứ năm tuần sau là buổi họp lớp đầu tiên của khóa chúng ta, ở phòng VIP nhà hàng ca dao phương Đông, khi đi nhớ dẫn theo người nhà nhá. Tôi nghe nói năm ngoái cô đã kết hôn, lúc đó tôi vướng phải một vụ ở nước ngoài nên không đến được nên lần này cô phải dẫn chồng cô đến ra mắt bạn bè cũ đấy vừa dứt lời thì bạch tinh đồng nở nụ cười khó hiểu rồi cô quay người rời đi từ khi tốt nghiệp trung học lên đại học các bạn cùng lớp cũng đường ai nấy đi số lượng người còn ở lại thành phố tam giang cũng không nhiều lần họp lớp đầu tiên này đúng thật là đáng chờ mong nhưng lâm thư âm hiểu rất rõ cả cái thành phố tam giang này đều biết cô lấy một kẻ không nghề không nghiệp làm chồng Bạch Tinh Đồng là cố ý muốn cô bị mất mặt. Cô có nên dẫn theo Diệp Vô Phong đến buổi họp lớp không? Phùng Nhị Biêu bất ngờ bỏ mạng, cơ quan công an tuyên bố nguyên nhân cái chết của Phùng Nhị Biêu không có liên quan đến Diệp Vô Phong. Thế nhưng Lâm Kiến Ba vẫn bí mật tìm gặp anh trai của Phùng Nhị Biêu, Phùng Đại Hồ. Phùng Đại Hồ vì cái chết của đứa em Phùng Nhị Biêu mà đau lòng vô cùng. Cơ quan công an báo với người nhà nạn nhân là chưa điều tra ra nguyên nhân cái chết, họ còn cho người nhà nạn nhân xem qua băng ghi hình ở khách sạn lớn hoàng triều thật ra phùng đại hổ cũng không tin diệp vô phong là hung thủ từ đầu đến cuối hắn ta không hề thấy diệp vô phong phản kháng lại phùng nhị biêu nhưng lâm kiến ba lại nói thế này anh đại hổ tên diệp vô phong này rất đáng gờm em nghe nói tên nhãi này rất giỏi trong việc dùng độc còn đồn là đệ tử của giáo phái ngũ độc thần long gì đó nữa nếu so đấu võ thuật thì tám tên diệp vô phong cũng không đấu lại anh nhị biêu nhưng mà đối thủ ở trong tối dở trò chúng ta ở ngoài sáng khó lòng phòng bị được nên em mới nói tên đó đã hạ độc anh nhị bưu phùng đại hổ lấy làm kinh hãi hỏi lại tên đó giỏi dùng độc thật à lâm kiến ba đáp nó là em rể em sao em lại không biết chứ phùng đại hổ là một tên bạo lực tính cách bốc đồng khi nghe lâm kiến ba nói vậy thì nổi trận lôi đình mẹ nó tao lập tức đi gọi đàn em tới phanh thây cái thằng chó đẻ kia báo thù cho em trai tao Lâm Kiến Ba vội vàng ngăn cản, anh đại hổ, anh không nên nóng nảy như vậy. Cơ quan công an đã tuyên bố cái chết của anh Nhị Biêu không liên quan đến Diệp Vô Phong. Khi anh còn chưa có chứng cứ mà đã tìm tên kia báo thù thì sẽ ở thế bất lợi. Chỉ vì nó mà anh phải vào trại cải tạo là không đáng. Phùng Đại Hổ lớn giọng nói, vậy giờ tao phải làm sao? Chẳng lẽ cứ im ỉm như thế, nghĩ đến chuyện em trai tao chết thê thảm, mà còn là do thằng chó Diệp Vô Phong hạ độc hại chết, cơn tức này tao nuốt không trôi. Lâm Kiến Ba ghé sát tai Phùng Đại Hổ thầm thì, anh Đại Hổ, con chó Lâm Thư Âm kia vừa mới mua một chiếc BMW X5, chỉ mới đăng ký sở hữu tạm thời. Tối hôm nay con nhỏ này có hẹn ăn tối với bên cung cấp vật liệu ở nhà hàng Đông Phương Minh Duyệt, lúc về sẽ đi đường. Lâm Kiến Ba là giám đốc công ty, tất nhiên anh ta có thể biết lịch trình tối nay của Lâm Thư Âm. Bởi vì dự án khởi công tầng trệt của Bích La Loan đã sắp tới hạn rồi, mà nguồn tài chính của nhà họ Lâm còn hạn hẹp hơn cả thời gian nên bên Lâm Thị không thể không hẹn một lúc mấy công ty cung cấp vật liệu đang hợp tác để họp bàn. Nhà họ Lâm mong muốn bên phía nhà cung cấp sẽ cho ứng trước một phần vật liệu, sau đó dùng phương thức trả góp mà bù lại số tiền còn thiếu. Đúng là các công ty cung cấp vật liệu xây dựng muốn tiền trao cháo múc, nhưng dự án bích la loan đổ sộ như thế, một khi chúng thầu khẳng định sẽ thu về bộn tiền. Do đó các nhà cung cấp cũng đành chấp nhận. Vì chuyện này mà Lâm Thư Âm rất vui vẻ, cô còn đặt bàn tại nhà hàng sang trọng nhất thành phố Tam Giang, nhà hàng Đông Phương Minh Duyệt để cảm ơn các nhà cung cấp. Lâm Kiến Ba cố ý nói cho Phùng Đại Hổ lộ trình về nhà của Lâm Thư Âm. Anh ta còn kích động Phùng Đại Hổ thủ tiêu diệp vô phong ở trên đường về, tiện tay xử luôn Lâm Thư Âm. Nếu thành công thì chỉ còn lại hai ông bà già Lâm Vĩnh Quân và Tả Tiểu Thanh, bọn họ cũng không còn cách nào nào ngăn cản anh ta chiếm lấy khách sạn lớn Hoàng Triều nữa. Chỉ có điều, Lâm Kiến ba nghìn tính vạn tính cũng tính sót một dữ kiện. Đó chính là Lâm Thi Mộng cũng đi cùng Lâm Thư Âm đến bữa hẹn tối nay. Lý do Lâm Thi Mộng đi cùng là vì cô ta có người bạn chung lớp cũ làm bên vật liệu đá. Vật liệu đá chiếm phần lớn trong dự án xây dựng lần này nên người bạn kia muốn trả cho Lâm Thi Mộng 900 triệu tiền môi giới để có thể hợp tác với nhà họ Lâm. Lại đúng lúc nhà cung ứng vật liệu đá trước đó không đồng ý cho ứng trước số vật liệu nhiều như vậy nên đã không ký hợp đồng với nhà họ Lâm. Thế là Lâm Thi Mộng đề cử công ty của bạn cô ta cho Lâm Thư Âm luôn. Dù Lâm Thư Âm có xích mích với Lâm Kiến Ba, nhưng Lâm Thi Mộng vẫn là người một nhà nên Lâm Thư Âm dứt khoát đồng ý yêu cầu của Lâm Thi Mộng. Kết quả, Lâm Thi Mộng có mặt trong bữa tiệc tối nay. Để tỏ lòng thành ý với đối tác mà Lâm Thư Âm uống khá nhiều. Lâm Thi Mộng vì vừa thu được 900 triệu tiền cò nên uống mừng đến say. Tình trạng của cả hai người đều không thể lái xe được. Thế là, trước khi kết thúc bữa tiệc Lâm Thư Âm có gọi điện nhắn Diệp Vô Phong đến đón hai người. Diệp Vô Phong bắt xe đến nhà hàng Đông Phương Minh Duyệt. Lúc anh tìm đến phòng VIP Lâm Thư Âm mướn thì khách khứa đã về hết, chỉ còn hai chị em say khướt nằm trên ghế sofa. Thư Âm, em say rồi à? Diệp Vô Phong lo lắng hỏi thăm. Ánh mắt Lâm Thư Âm mù mịt nhìn qua Diệp Vô Phong, cô nói, không có, em còn có thể uống thêm một ly. Vô Phong, hôm nay em vui lắm, bạn bè của em đều rất nể mặt em, họ đồng ý hỗ trợ tài chính cho em, họ đều là bạn tốt của hai đứa mình. Diệp Vô Phong đỡ hai cô gái đứng lên, mỗi bên dìu một người mà đi tới thang máy. Lúc xuống tới bãi đỗ xe, Lâm Thi Mộng bất ngờ hỏi, "Diệp Vô Phong, trên cổ anh có dấu son môi của ai thế?" "Có à, khi nãy trong thang máy, cơ thể hai chị em này say mềm mềm nhũn nên đứng tựa vào người Diệp Vô Phong suốt." Nếu hỏi Diệp Vô Phong rốt cuộc là dấu son của ai thì anh cũng chịu chết, làm sao anh biết? Chương 24, bị đánh hội đồng lúc đêm khuya. Diệp Vô Phong nhét Lâm Thi Mộng vào xe trước sau đó đỡ Lâm Thư Âm lên xe, Lâm Thư Âm lảo đảo ngã vào lòng Diệp Vô Phong, dáng vẻ say rượu của người đẹp là sự cám dỗ của ngàn người, đôi mắt ngập nước mông lung còn có nụ cười như có như không, cả người toát ra sự quyến rũ mà tất cả đàn ông trên thế giới này đều muốn vây vào diệp vô phong không khỏi có chút đơ thư âm chậm lại một chút sau khi đưa hai người họ vào xe anh cũng ngồi vào vị trí lái xe mở gương ở tấm che nắng ra soi quả nhiên là có một vết đỏ trên cổ trái nhớ lại thì lúc xuống thang máy lâm thư âm ở bên trái vết đỏ này nhất định là cô làm cứ nghĩ đến được lâm thư âm hôn trong lòng diệp vô phong có chút vui sướng diệp vô phong lái xe trở về thư âm em gái em ở đâu đấy anh chưa từng đi đến nhà cô ấy lâm thư âm lại không trả lời dựa lưng vào ghế giường như ngủ rồi diệp vô phong lại nhìn lâm thi mộng một cái cô ta dựa vào người lâm thư âm ngủ say không còn cách khác đành phải đưa lâm thi mộng về nhà mình trước rồi hôm sau để cô ta tự về nhà vậy diệp vô phong vừa lái xe lên đường lớn thì phát hiện đằng sau có hai cái xe theo đuôi theo dõi rất lộ liếu diệp vô phong cau mày hai chiếc xe đằng sau một chiếc là xe Toyota Việt Giã và một chiếc là Citroen C3 XA. Tốc độ của hai xe đánh ngang hàng với xe của anh, anh nhanh đối phương cũng nhanh, anh chậm đối phương cũng chậm. Diệp vô phong tăng tốc nhưng không cắt được hai cái xe kia. Có chút thú vị. Vậy mà có người dám đánh chủ ý lên tôi, vậy thì tôi cũng mấy người chơi một trận. Nhất định phải cho mấy người nhớ rõ thế nào là đau. Nếu không sau này mấy người lại tìm tôi gây phiền phức. Diệp vô phong dẫm ga để vận tốc xe lên tới 130 km h chiếc xe này giống như bay trên đường cao tốc hoàn thành vậy, trực tiếp chạy theo hướng đường cao tốc về tỉnh G. Trên đường cao tốc này, ở giữa phải đi qua một đoạn đường bàn sơn. Diệp vô phong lái rất nhanh, hai xe đằng sau cũng lái rất nhanh, vẫn luôn giữ khoảng cách khoảng 500-600 mét với xe của Diệp vô phong. Đoạn đường bàn sơn này ban ngày cũng rất ít xe đến buổi tối càng không nhìn được một cái bóng của xe chiếc xe BMW X5 đột nhiên thay đổi phương hướng, Lâm Thi Mộng bị làm sợ tỉnh, Diệp Vô Phong anh lái xe nhanh như thế làm gì? Dọa chết tôi rồi. Diệp Vô Phong lạnh giọng nói, đằng sau có người theo dõi, cô ngồi cho chắc là được, đợi lát nữa tôi tìm được khoảng đất trồng cho bọn họ một trận. Lâm Thi Mộng quay đầu nhìn quả nhiên là có hai chiếc xe đang theo đuôi, cô ta cũng không biết thủ đoạn của Lâm Kiến Ba và Phùng Đại Hổ. Đêm hôm khuya khoát bị người ta đuổi giết Lâm Thi Mộng cũng có chút sợ hãi, lo lắng nói, bọn họ nhiều người như thế, anh có một người thì phải làm thế nào? Diệp vô phong không cười nói, yên tâm đi, đông người thì cũng không có ích gì. Diệp vô phong vừa dứt lời, xe đang chạy nhanh đột nhiên đi chậm lại. Tiếng xe dừng gấp kết một cái lói tai, Diệp vô phong dừng xe lại nói với phía sau, thì mộng, cô với chị âm của cô ngồi yên trong xe. Sau khi Diệp vô phong xuống xe, tự ý đứng trước đầu xe chỉ đợi hai chiếc xe kia đến gần một đoàn người tay cầm con dao nhảy từ xe xuống người nào khí thế cũng hùng hùng hổ hổ vừa nhìn đã biết không phải người tốt rồi diệp vô phong cười lạnh vẫy vẫy tay với bọn họ anh bạn muốn đánh nhau sao diệp vô phong mày tên là diệp vô phong đúng không hôm nay ông đây sẽ biến mày thành cho người dẫn đầu thân hình to lớn khuôn mặt dữ dằn trong tay cầm dao diệp vô phong nói tôi không hề quen biết anh chúng ta có thù sao hừ vậy thì hôm nay tao cho mày biết, tao là Phùng Đại Hổ, anh của Phùng Nhị Biêu. Mày hại em trai tao chết, hôm nay tao bắt mày phải đền mạng. Diệp vô phong cười lạnh nói, vậy thì phải xem anh có bản lĩnh đấy không? Thằng nhóc, kiêu ngạo đấy. Khuôn mặt dữ dằn của Phùng Đại Hổ bị đèn ô tô chiếu vào càng lộ ra vẻ dữ tợn kinh khủng, chẳng qua hôm nay mày chết chắc rồi. Diệp vô phong huyết sáo một cái, được thôi, cho hỏi anh định để tôi chết như thế nào. Phùng Đại Hổ cười lạnh phất tay, hội ý với đàn em, mỗi tên đều mang đều cười ác độc vây quanh Diệp Vô Phong, Diệp Vô Phong, sắp chết đến nơi rồi mày còn không biết điều. Diệp Vô Phong cười nhạo nói, Phùng Đại Hổ, chỉ cầm mấy con dao cũng đám đến đuổi giết tôi. Phùng Đại Hổ cực kỳ hung hăng chửi, Diệp Vô Phong, cái mạng nhỏ của mày xác định là không giữ được rồi, giết mày chết trước rồi chơi với vợ và em vợ mày. Một tên to con sau lưng Phùng Đại Hổ cười kha kha, anh Đại Hổ, vợ và em vợ của Diệp vô phong đều mảnh mai như thế, bọn họ chịu nổi không? Phùng đại hổ chửi, cái tên gấu ngu bò nhà mày, quản nhiều như vậy làm gì? Bọn họ chịu không nổi cũng phải chịu, chơi xong thì đốt xe của bọn nó đẩy xuống vách núi, không có ai phát hiện ra tối hôm nay đã xảy ra chuyện gì. Diệp vô phong cười nhạo nói, Phùng đại hổ, cách nghĩ của mày không tồi chỉ là muốn động vào người của tao đều cần phải có chút bản lĩnh. Mày chỉ sợ là không được trên mặt phùng đại hổ lộ ra vẻ tàn nhẫn, giờ con dao trong tay lên, Diệp vô phong, ông đây vốn không muốn giết mày chỉ tính chặt hai tay của mày. Xem ra mày đã muốn chết thì ông đây thành toàn cho mày. Anh em, giết nó trước sau đó chơi gái. Một tên côn đồ gầy gò sau lưng phùng đại hổ đã không đợi được từ lâu rồi, anh đại hổ, không cần phải dây dưa với nó, mau giết nó đi. Bọn em còn đợi để chơi vợ nó nữa đây. Sáu tên cười dâm tặc sông lên vây chặt Diệp vô phong. Phùng Đại Hổ cũng cười gần từng bước một tiếp cận Diệp Vô Phong, hắn ta kiêu ngạo nói, cũng chỉ có tên vô dụng như mày mới dừng xe lại chỗ này, gần đây không một bóng người. Bọn tao giết mày xong lần lượt chơi đùa với hai đứa con gái kia, mày nói sướng không? Não mày cũng ngu thật, chạy đến chỗ nào không chạy, cố tình chạy đến chỗ hẻo lành như vậy, có phải mày còn không phải là đi tìm chết sao? Diệp Vô Phong, mọi người đều nói mày giỏi võ, hôm nay để anh hổ lĩnh giáo thử nào. Phùng Đại Hổ hét lớn lên một tiếng, xông lên dẫn đầu bổ một dao về phía Diệp Vô Phong. Mấy tên sau lưng của Phùng Đại Hổ cũng không chậm trễ, đều cầm vũ khí công kích Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong cười lạnh một cái, đối phó với mấy tên dâu rìa này thật sự là không cần dùng đến võ. Anh cười lạnh một tiếng, xoay người xông vào đám người vây kín lánh ra ngoài. Từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, mặt Diệp Vô Phong vẫn luôn duy trì sự ổn định thấy sáu tên côn đồ cầm dao sắc bén sông lên chém về phía mình, đột nhiên cơ thể Diệp vô phong động. Giống như ma quỷ vậy cất bước đi theo hình chữ S không có quy luật, bóng dáng của anh nhanh thoăn thoát trong loạn dao khiến cho bọn côn đồ nhìn đến nỗi mịt mờ, thậm chí còn có tên trong đó tự chém người của chính mình. Tên bị chém chính là tên gầy gò kia, anh ta ôm bà vai chửi, mắt mày bị đuôi à, người của mình cũng chém. Diệp vô phong cười lạnh nói, mấy tên cặn bã bọn mày, chém người còn chưa biết mà đã dám ở thế giới ngầm vật lộn, đúng là tụi bây ngu số 2 thì chẳng có ai số 1 mà. Phùng đại hổ thẹn quá hóa giận, chửi, diệp vô phong, có bản lĩnh thì đừng có trốn. Hắn ta khí thế hùng hổ múa may con dao trong tay bổ về phía Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong cũng phí lời với hắn ta nữa, anh giơ chân ra đá chuẩn và người đàn ông to lớn trước mặt, cái đá này trúng ngay bụng hắn ta. Tên to lớn này ôm bụng quỳ xuống chương 25, sắp chết đến nơi mà không sợ. Diệp vô phong cũng không tốn quá nhiều sức lực, hai chân anh đá liên tục, phùng đại hổ sao có thể đỡ được đòn công kích này của anh. Lúc đầu còn có thể đỡ được hai ba chiêu, còn chưa đến chiêu thứ năm đã chống đỡ không nổi rồi. Nhoáng một cái diệp vô phong đã đứng trước mặt bọn họ rồi, quét chân ở bên dưới, phùng đại hổ nhún người nhảy lên định trốn cú đá này. Ai ngờ đây là một chiêu dụ của diệp vô phong, nhìn thấy thân hình của phùng đại hổ bay lên, anh đấm một đấm hướng về phùng đại hổ trúng vào bụng dưới hắn ta phùng đại hổ kêu thảm một tiếng bị đánh bay ra ngoài miệng phun máu bụng một tiếng hôn mê trên mặt đất phùng đại hổ là cao thủ cấp tinh anh mấy người khác kém hắn ta rất nhiều diệp vô phong cũng không tốn quá nhiều sức đã đánh cho mấy tên khác ngã xuống đất diệp vô phong cũng không hạ thủ lưu tình dưới nắm đấm của anh mấy tên côn đồ không gãy tay thì chính là gãy chân dù sao thì cũng không có một người lành lặn anh dễ anh giỏi thật." Lâm Thi Mộng càng thêm khen ngợi Diệp Vô Phong, cô ta thậm chí quên cả sợ hãi dựa vào men rượu đi đến trước tên gấu chó to lớn, đá tên đó một cái bằng giày cao gót, "Thằng khốn nạn, còn dám đánh chủ ý lên bà đây. Hôm nay để cho bọn mày có đi không có về." Tên gấu chó to lớn bị Lâm Thi Mộng dẫm giày cao gót lên mặt thật sự đau không nhịn nổi không khỏi kêu gào thảm thiết. Tiếng gào thét truyền đi rất xa, Lâm Thi Mộng vẫn không bỏ qua càng dẫm càng mạnh, trong giây lát không thể dừng tay. Diệp vô phong nói với Lâm Thi Mộng: Thi Mộng, đừng dẫm nữa, còn dẫm nữa là ra mạng người đấy. Cô đi lấy dây thừng từ trong thùng dự bị của xe ra đây trói mấy tên này lại. Được, Lâm Thi Mộng chạy về xe tìm dây thừng. Nhưng khi cô ta chạy đến xe thì có một tên từ trong ghế sau của xe đột nhiên đi ra, tay cầm dao găm đặt vào cổ Lâm Thư Âm chui ra ngoài xe. Lâm Thi Mộng bị dọa kinh hô một tiếng, chị Âm. Diệp vô phong đang thẩm vấn phùng đại hổ đột nhiên nghe thấy đằng sau lưng có tiếng nói chuyện, quay đầu lại nhìn thì chỉ thấy một người đàn ông to lớn kề con dao găm vào cổ thon dài trắng nõn của Lâm Thư Âm. Lâm Thư Âm bởi vì uống say rồi nên ý thức không rõ ràng, nửa tỉnh nửa mê bị người đàn ông kìm chặt. Phùng đại hổ cười khiêu khích, Diệp vô phong, mày thắng được bọn tao thì sao? Còn không phải là cũng ngu như bò đó à? Đại cầu, coi chừng con bé đó cho tốt. Diệp vô phong mày lập tức đầu hàng cho tao, nếu không tao sẽ nói đại cầu đâm chết lâm thư âm đại cầu cười ác đốc nói diệp vô phong mày đúng là giỏi võ đến cả anh đại hổ cũng không phải đối thủ của mày nhưng nếu mày không muốn vợ mày chết thì ngoan ngoãn chịu trói đi tim diệp vô phong khẽ thắt lại thầm chửi mình là quá sơ ý rồi không ngờ là còn có một tên ẩn nấp lặng lẽ mai phục khống chế thư âm nhất định là vừa nãy khi lâm thi mộng chạy ra ngoài thì anh ta lẻn vào Diệp Vô Phong lo lắng Lâm Thư Âm sẽ bị thương không dám động thủ, âm thầm tính toán kế sách. Thấy Diệp Vô Phong không tỏ ra thái độ gì đại cầu cực kỳ tức giận, chửi, Diệp Vô Phong, mẹ mày cái thằng tai điếc. Tao nói lại một lần nữa, nếu mày không đầu hàng thì con đàn bà này sẽ chết. Đại cầu điên cuồng hét lên đồng thời mũi dao cũng nhấn mạnh gần như sắp cắt vào cổ Lâm Thư Âm. Đừng, đừng kích động, tao đầu hàng. Diệp Vô Phong nói xong ra hiệu cho Lâm Thi Mộng, ý bảo cô ta cũng đừng manh động. Lâm Thi Mộng bị dọa đến mức bay màu, lo sợ trốn sang một bên. Đại cầu cười lớn, thằng tư, thằng năm, mau bò dậy trói bọn nó lại. Hai tên côn đò được gọi là thằng tư, thằng năm kia nhịn đau bò dậy, lấy hai cái còng tay đã chuẩn bị sẵn ở trên người ra, còng hai tay Lâm Thi Mộng lại trước. Lâm Thi Mộng chửi, thằng khốn mày nói không giữ lời, tao đầu hàng rồi mày còn trói tao. Diệp vô phong nói với đại cầu, đại cầu, tao cũng đầu hàng, mày tha cho hai người bọn họ tao ở lại với chúng mày, tùy chúng mày xử lý. Đại cầu hư nói, Diệp vô phong, tao biết là mày rất giỏi, đánh đơn thì bọn tao không ai là đối thủ của mày cả. Nếu như tao thả người ra trước chẳng phải tao sẽ biến thành thằng ngu sao. Mày chắc chắn sẽ đập cho bọn tao một trận vậy nên ông đây sẽ không con đàn bà này ra trước đâu. Diệp vô phong hỏi, vậy thì phải làm sao? Đại cầu nghiến răng nghiến lợi nói, Diệp vô phong, mày ngoan ngoãn nghe theo lệnh của tao, Còng tay của mình lại, tao đếm 1 2 3, nếu như mày không làm theo lời tao nói thì tao sẽ giết vợ mày ngay lập tức. Diệp Vô Phong quàng tay siết cổ Phùng Đại Hổ, thằng kia, mày muốn chơi thì tao chơi với mày đến cùng. Mày dám động vào vợ tao vậy tao sẽ giết chết đại ca mày. Phùng Đại Hổ yếu ớt chỉ huy, đại cẩu, dù sao cũng không được buông con đàn bà đó ra, mày mà buông ra thì tao chết chắc. Đại cầu cũng không chút yếu thế nói, Diệp Vô Phong mày mà dám động vào một sợi lông của anh hổ, tao, chấm tao sẽ đâm chết con đàn bà này. Nói xong, anh ta kề gần hơn vào cổ lâm thư âm. Thấy đại cầu không bị uy hiếp, Diệp vô phong không còn cách nào khác chỉ đành nói, đợi đã, coi như mày được. Tao đầu hàng, Diệp vô phong thở dài đưa tay ra tỏ vẻ chấp nhận bị còng. Thằng tư còng nó lại, dưới sự chỉ huy của đại cầu, thằng tư cầm còng tay còng Diệp vô phong lại. Sau khi Diệp vô phong bị còng, anh nói với đại cầu, đại cầu, ông đây đã đầu hàng rồi, mày nói lời phải giữ lấy lời, thả bọn họ ra. Đại cầu thấy Diệp Vô Phong bị còng tay lại cười to nói, Diệp Vô Phong, mày là một con lợn ngu, tao cười ỉa. Não có chút chất xám này cũng dám ra ngoài đường, thằng nhóc mày chờ chết đi. Phùng Đại Hổ cũng đắc ý cười, đại cầu, làm tốt lắm. Đại cầu kéo lâm thư âm đi đến, đứng cách Diệp Vô Phong khoảng 10 bước chân cho dù diệp vô phong đã bị còng nhưng huy phong vẫn còn anh ta không dám lại quá gần đại cầu chỉ vào vách núi nói diệp vô phong mày tự nhảy xuống hay là để bọn tao vứt mày xuống ngoài phùng đại hổ bị diệp vô phong đá đến trọng thương thì năm tên côn đồ khác đều nhịn đau bỏ dậy khí thế hùng hổ đến gần anh hổ hôm nay thằng nhãi này không chết thì sau này chúng ta không sống nổi ở thành phố tam giang đâu diệp vô phong tức giận nói thằng khốn nói chuyện không giữ lời tao sẽ không tha cho mày đâu cơ thể Diệp vô phong đột nhiên bổ nhào về phía trước đến trước mặt đại cầu. Khoảng cách của hai người còn hơn 10 mét, đại cầu thật sự là có chuẩn bị. Anh ta cảm thấy Diệp vô phong bị còng thì sức sẽ bị giảm đi rất nhiều. Ngoài ra, Lâm Thư Âm còn ở trong tay anh ta nên mới không sợ. Đột nhiên nhìn thấy Diệp vô phong bổ nhào đến, trong lòng hơi sợ nâng tay cầm con dao chém vào cổ tay của Diệp vô phong. Anh ta lại không ngờ được, đột nhiên hai tay của Diệp vô phong tách ra tay trái vắt lấy cái tay cầm dao của đại cẩu, tay phải thì đấm mạnh vào phần dưới của anh ta. Cú đấm này của Diệp vô phong cũng rất có chừng mực. Đánh mạnh thì tên đại cầu chắc chắn khỏi cần nghĩ, mà đánh nhẹ thì tên này lại không nhớ sự đau đớn này. Đánh bốn phần sức lực, vừa vặn đánh gãy hai cái xương sườn của đại cầu. À, đại cẩu gào thảm thiết, âm thanh truyền đi rất xa. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 26, con dao găm có độc cái còng ở trên tay Diệp Vô Phong không biết đã được mở ra từ lúc nào. Đại cầu thì chúng đòn nghiêm trọng, kêu lên một tiếng thật thảm rồi bị quăng ra xa 7-8 mét, sau đó thấy anh ta không cử động được nữa. Thật sự không hiểu cái còng trên tay Diệp Vô Phong biến mất bằng cách nào. Lúc này đây, Diệp Vô Phong đang ôm lâm thư em mờ run rẩy trong lòng mình. Còn năm tên côn đồ cao lớn kia vừa thấy đại cầu ngã ra chưa kịp ổn định tinh thần thì mỗi tên đã phải nhận một cái đạp từ Diệp Vô Phong. Lâm thư em mờ nửa tỉnh nửa say, bị tình cảnh vừa rồi dọa sợ, cả người như mềm nhũn tựa vào Diệp vô phong thở gấp hu hu, Vô phong, hù chết em rồi. Diệp vô phong mỉm cười ôm Lâm thư em mờ nói, thư em mờ à, có anh ở đây em cứ yên tâm, không ai có thể làm hại em. Vừa dứt lời, Diệp vô phong quay qua hét với Lâm Thi Mộng, Thi Mộng, cô còn không nhanh đến đây giúp đỡ chị em mờ của cô. Lâm Thi Mộng nhanh chóng đồng ý. Khi đi đến bên Diệp vô phong cô liền đi một vòng đến bên phùng đại hổ. Lúc này cô mới hiểu rõ hắn ta chính là thằng cầm đầu. Khốn khiếp, dám làm chuyện xấu này, vừa chửi rủa cô ta vừa nhấc chân dẫm mạnh vào mặt phùng đại hổ. Ai ngờ, lúc này một sự việc ngoài ý muốn đã xảy ra, phùng đại hổ vừa bị diệp vô phong làm trọng thương đột nhiên lách người qua. Sau đó, hắn ta ôm lấy chân lâm thi mộng, cô ta hét lên một tiếng rồi té ngã xuống đất phùng đại hổ bị diệp vô phong đá một cú khiến miệng chảy máu rất nhiều nhưng lâm thi mộng quá vô tình lại đi qua người hắn ta hắn ta cắn chặt răng cố chịu vết thương bám trụ vào đùi cô ta và rút từ trong áo ra một con dao găm con dao đen phát ra ánh sáng ép sát vào đùi lâm thi mộng hung tợn nói diệp vô phong đây là mày ép tao con dao này đã tẩm đầy thuốc độc loại mạch hẹn gặp lại lúc mày đi nhặt xác người đẹp này diệp vô phong như thế nào cũng không ngờ sẽ có tình huống thay đổi đột ngột như này anh âm thầm trách Lâm Thi Mộng quá sơ ý. Cô chạy nhanh một chút thì có phải được không, làm chuyện vô bổ này làm gì? Anh cố gắng nhìn kỹ lạ, thì thấy con dao của Phùng Đại Hổ đang phát ra thứ ánh sáng xanh dưới ánh trăng mờ ảo, rõ ràng là đã ngâm qua nước thuốc. Nghĩ đến đây, trong lòng Diệp vô phong trùng xuống, với tình hình trước mắt, nếu anh nhào đến cứu cô ta thì Phùng Đại Hổ sẽ đâm con dao này vào cô ta. Anh hoàn toàn không có hiểu biết gì về độc tính của con dao này, đặc biệt là bản thân cô ta cũng không có nội công để tự giải độc nơi đây cách thành phố ít nhất cũng một đoạn đường cũng không kịp đi đến bệnh viện lâm thi mộng rất có thể sẽ bị phát độc rồi bỏ mạng nửa đường chết tiệt tên khốn này thật quá gian xảo mà chính anh cũng không dám làm liều mà thầm tính toán cách để đối phó diệp vô phong thằng nhãi nhà mày cũng quá độc ác nhưng nếu mày hứa thả tụi tao đi thì sẽ không làm khó dễ con nhỏ này Phùng Đại Hổ tính toán là anh hùng thì cũng có thể chịu thiệt trước mắt, trốn thoát trước đã rồi tính tiệp. Nhưng Lâm Thi Mộng lại không bị Phùng Đại Hổ hù dọa, lúc đầu cô ta bị Phùng Đại Hổ nắm lấy cổ chân thì giật muốn bay màu, nhưng cũng phát hiện được lực mà Phùng Đại Hổ dùng để nắm chân cô thật rất yếu ớt, không những thế miệng còn đang chảy máu, có thể thấy vết thương không hề nhỏ. Sức lực kia của hắn ta nắm như vậy chẳng phải là đang nói cô ta có thể bất cứ chạy được bất cứ lúc nào sao chỉ là khi hắn ta nói con dao có độc làm cô ta hơi sợ hãi. Nhưng, sau này suy nghĩ khác, có thể phùng đại hổ làm vậy chỉ để dọa cô ta, bà đây tuyệt đối không thể nghĩ không thể để mày có thể tùy ý lợi dụng làm yếu để uy hiếp người khác. Một luồng sức mạnh dâng đến não, cô ta dùng hết sức lực của mình lấy chân kia đạp mạnh vào đầu phùng đại hổ. Cú đạp này đã làm đầu óc hắn ta xoay vòng vòng hết 49 ngày mà hơi thả lỏng ra. Chỉ trong nháy mắt, Lâm Thi Mộng đã chạy khỏi. Phùng Đại Hổ theo bản năng mà cua tay lên, con dao găm trong tay cũng theo đó quẹt nhẹ vào chân trái của Lâm Thi Mộng. Lúc này, cô ta chỉ thấy hơi đau, như bị ong đốt. Cùng lúc đó, Diệp vô phong phóng đến, đạp mạnh vào tay cầm dao của hắn, dùng sức vặn một cái, xương bể nát. Phùng Đại Hổ phát ra một tiếng rên rỉ, sau đó đau đến ngất đi. Diệp vô phong đỡ lấy Lâm Thi Mộng, quan tâm hỏi, thơ mộng, cô không có sao chứ? Vẻ mặt cô ta tái nhợt nói, tôi không sao, chỉ là bị cái thằng này quẹt phải một nhát. Diệp Vô Phong bị sốc, chuyện anh lo lắng nhất vậy mà vẫn xảy ra, cô bị thương ở đâu? Mau đưa cho tôi xem. Vẻ mặt thị Mộng hơi bất ổn, cô ta nghĩ nghĩ rồi nói không. Không sao cả, tôi không có đau. Diệp Vô Phong lấy chìa khóa còng tay từ thằng tư, nhanh chóng mở còng tay cho Lâm Thị Mộng, rồi nói Thị Mộng, cô kiên trì chút nữa. Tôi dọn dẹp đám khốn nạn này trước, rồi sẽ giúp cô trị thương diệp vô phong tức giận mút trời anh nhấc phùng đại hổ lên như con gà rồi ném chung chỗ với mấy con gà con kia sau đó đi tìm một sợi dây thường buộc bảy người vào một chỗ giống như bó châu chấu vậy diệp vô phong mày muốn làm gì xiết người diệt khẩu sao phùng đại hổ cười ác độc hỏi diệp vô phong cười nhạt nói lũ khốn nạn như tụi bây chính là những tên cướp của không xem pháp luật ra gì nay tao thay trời mà dạy dỗ tụi bây một chút suốt lời anh xách cả chuỗi thịt châu chấu đến bên vách đá sau đó đạp đại cầu ra đại cầu treo lơ lửng ở vách đá phía dưới là vực sâu không đáy lúc này anh ta sợ đến mức thét lên diệp vô phong chẳng lẽ mày còn dám giết tụi tao sao diệp vô phong lấy một sợi dây rồi trói cả nhóm bảy người vào vách đá sau đó đầu dây còn lại thì buộc vào một thân cây bên mép vực anh đứng nhìn cả bảy người bị buộc thành châu chấu cười lạnh nói tao lười tự tay giết tụi bây Thôi thì tụi bây cứ ở đây mà tự suy nghĩ đi. Nhưng mà, đừng có nghĩ đến chuyện bỏ trốn cũng đừng bao giờ nghĩ đến chuyện muốn giấy rựa, nó mà đứt thì cho dù tụi bây có tỉnh lại cũng đã vô ích rồi. Nhìn xuống dưới thì là một màu đen không thấy đáy, nếu mà té xuống một cái thì kết quả chỉ có một là thịt nát xương tan. Mấy tên bị sợ tới mức gào khóc thảm thiết, chỉ có Phùng Đại Hổ vẫn cố kìm nén mà không tỏ ra yếu thế. Nhưng những mấy thằng côn đồ khác đã sớm sợ tới mức đái trong quần. Đại cậu ở dưới cùng nói lớn, Diệp vô phong, mày đừng có mà mất dậy. Hơn 30 năm ở Hà Đông, 30 năm Hà Tây, hôm nay ông nội đây mà không chết thì sớm muộn gì cũng sẽ giết chết mày. Đang chửi bới, bỗng anh ta cảm nhận có luồng nước nóng trên đầu, hơn nữa của có mùi tanh truyền đến. Anh ta hét to, mẹ kiếp, thằng nào sợ tới mức đái trong quần thế. Anh đại hổ, đừng nói là anh đó nhé. Đại hổ ở phía trên đại cầu oan ức nói, con mẹ mày đại cầu, việc này đâu phải muốn là sẽ kiềm chế được. Ông đây cũng bị tưới một đầu đây, hừ, chết tiệt. Bốn tên côn đồ ở phía trên đại cầu và phùng đại hổ đã bị dọa sợ tè ra quần người còn lại thì cũng đã ngất đi. Diệp vô phong lo sợ đại cầu và phùng đại hổ không hứng đủ nước, bèn chịu thiệt chút mà cởi dây nịt ra rồi hòa mình vào thiên nhiên. Giải tỏa xong, Diệp vô phong chỉnh sửa lại dây nịt rồi đi kiểm tra tình trạng hai người phụ nữ. Lúc này, Lâm Thư M đã nửa tỉnh nửa say, Nằm trên mặt đất khép hờ mắt, giống như là ngủ, chỉ là say rượu, coi như không có gì nghiêm trọng. Chương 27, Lâm Thi Mộng trúng độc. Cơ thể Lâm Thi Mộng nằm cuộn tròn trên mặt đất, nhìn thấy Diệp Vô Phong đi tới thì khổ sở mồi dậy, người tôi lạnh quá. Tuy trước giờ cô ta và Diệp Vô Phong luôn là đối thủ nhưng trong tình huống hiểm nguy này cô ta chỉ có thể cầu cứu anh. Diệp Vô Phong trao mày, anh biết rõ con dao đó có độc, hiện tại độc trong người Lâm Thi Mộng có thể đang phát tán anh liền đưa tay kiểm tra chán cho cô ta, nóng đến phỏng tay. Diệp vô phong, tôi lạnh quá, có thể là chúng độc rồi, anh mau đưa tôi đến bệnh viện đi. Lâm Thi Mộng cầu xin. Diệp vô phong an ủi nói, Thi Mộng, trên dao có độc, với tình hình hiện giờ thì đường đến bệnh viện là quá xa, cộng với việc đường gập gành sẽ đẩy nhanh tốc độ chất độc xâm nhập đến tim. Lâm Thi Mộng nức nở hỏi, vậy tôi hết cách cứu được rồi sao? Diệp vô phong nói, cô không cần lo lắng, có tôi đây, Tôi sẽ cố gắng cứu lấy cô. Giờ cô mau cởi quần áo ra để tôi xem thử vết thương." Diệp Vô Phong đưa tay ra đỡ cô ta nằm xuống. "Tôi sẽ không để anh xem." Mặc dù tính cách Lâm Thi Mông trước giờ gian xảo nhưng cũng là hoa chưa có chậu, vết thương ở tận bắp đùi trái của mình, cô ta làm sao có thể để cho anh rể rác rưởi này nhìn thấy chỗ kín đáo của mình chứ? Diệp Vô Phong nói, "Cô trúng độc ở trên con dao, nếu còn chậm trễ sẽ mất mạng." "Cô cho rằng tôi thích nhìn cô lắm à?" Anh anh, Lâm Thi Mộng bị buộc hết cách, với lại cô ta cũng chẳng muốn chết nên đành nghe theo lời của Diệp Vô Phong sắp xếp mà nằm xuống, bởi vì người không có sức lực nên cả người chợt run lên, quần cởi nửa ngày cũng không xong. Diệp Vô Phong biết rằng anh phải giúp cô ta hút độc ra càng sớm càng tốt, nếu không độc xâm nhập vào tim thì Lâm Thi Mộng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Thi Mộng, vết thương trên người cô không thể chậm chế nữa, thật xin lỗi, tôi đê đành liều vậy. Diệp vô phong tự mình cởi dây nịt quần jean của Lâm Thi Mộng ra, Vền ống quần lên, đôi chân trắng trẻo lập tức lộ ra trước mắt Diệp Vô Phong. Trên đùi chân trái có một vết thương, tuy không sâu nhưng đã sớm biến thành màu xanh đen. Lâm Thi Mộng nghiến răng nghiến lợi nói, "Diệp Vô Phong, tôi thật xui xẻo mà." Với Diệp Vô Phong thì cứu người là quan trọng, anh cũng không quan tâm đến sự khác biệt giữa nam và nữ. Anh cúi đầu, đưa miệng đến sát vết thương, dùng sức hút một hơi đầy máu rồi phun ra đất. Lâm Thi Mộng cắn chặt hàm răng, nhìn thấy diệp vô phong vì mình mà chữa trị như vậy trong lòng dâng lên một sự biết ơn khó tả nổi lúc trước mình và anh trai đôi ba lần cùng cười nhạo anh ta chẳng lẽ anh ta một chút cũng không ghi hận mình sao nếu đổi lại là loại người như anh trai mình thì chắc hôm nay anh ấy đã mong mình chúng độc chết rồi vừa rồi lâm thư âm đã ngủ đi vì uống quá nhiều gió đêm lạnh đến mức đánh thức cô vừa mở mắt nhìn đến diệp vô phong ghé vào giữa hai chân lâm thi mộng điên cuồng hút Lâm Thư Âm liền cho rằng Diệp Vô Phong cưỡng hiếp Lâm Thi Mộng nên cô xông đến đánh một cú. Cú đấm này thực sự rất mạnh, Diệp Vô Phong bị đánh đến mức choáng váng, anh quay đầu lại nở nụ cười vô tội, "Thư Âm, đừng đánh. Em nhìn xem, Lâm Thi Mộng bị trúng độc, anh đây là đang giúp cô ấy hút độc mà." "Thật sao?" Lâm Thư Âm cúi đầu nhìn kỹ thì thấy ngoài miệng anh dính đầy máu tươi, phía dưới, Lâm Thi Mộng tuy rằng đã hôn mê, quần cũng bị kéo xuống dưới, nhưng quần lót còn ở chỗ cũ che chỗ thánh địa kia. Lâm Thư âm thở phào nhẹ nhõm, hỏi chúng độc. Nhưng vì sao? Còn không phải vì cứu em. Hiện tại không rảnh cùng em nói cặn kẽ, chờ anh giúp Lâm Thi mộng hút xong độc dư trong cơ thể thì lại nói tiếp. Diệp vô phong không rảnh giải thích, lại tiếp tục cứu giúp. Sau khi hiểu rõ đầu đuôi sự việc, Lâm Thư âm hết giận, Diệp vô phong, nam nữ khác nhau. Hay là anh tránh ra, em sẽ hút giúp Thi mộng. Diệp vô phong nói, Thư âm, anh không có thời gian nói đùa. Độc này rất mạnh, nếu thi mộng không kịp thời cứu chữa, cô ấy nhất định sẽ chết không nghi ngờ. Anh có nội công, có thể khống chế độc tố, đổi lại là em, lát nữa nếu chúng độc thì phải làm sao? Một câu này làm Lâm Thư âm im lặng, Diệp vô phong tiếp tục hút chất độc cho Lâm Thi Mộng, ước chừng 10 lần nữa thì vết thương mới có máu tươi chảy xuống. Lâm Thi Mộng hét lên một tiếng, cô ta vừa mở mắt đã thấy Diệp Vô Phong đang đè trên người mình còn Lâm Thư Âm thì ở một bên đứng nhìn, quần của cô ta thì bị kéo xuống dưới đầu gối, Lâm Thi Mộng hoảng hốt, cô ta hét lên lấy tay che mặt. Diệp Vô Phong thở dài một hơi, dừng động tác lại rồi lau miệng mình, con mẹ nó, môi của tôi tê cả rồi. Độc tính thật sự không nhẹ, giờ tôi vận công đẩy độc tố ra đã. Diệp Vô Phong ngồi thiền bắt chéo chân, vận công để thải độc. Lâm Thư Âm chú ý tới môi anh đang sưng lên, xem ra anh không có nói đùa độc tính thật sự không nhẹ mặc dù lâm thi mộng không còn nguy hiểm đến tính mạng nhưng cơ thể cô ta vẫn còn rất yếu vì thế anh đã nhờ lâm thư âm dìu cô ta lên xe nghỉ ngơi trước lâm thư âm không hiểu chuyện gì vừa xảy ra hỏi diệp vô phong chuyện gì vừa xảy ra vậy tại sao em lại xuất hiện ở đây hai chiếc xe đó là của ai diệp vô phong thở dài rồi giải thích những gì phùng đại hổ đã làm sau khi lâm thư âm say Lâm Thư âm tức giận đến mức chửi to, Phùng Đa Hổ ngay cả đúng sai phải trái cũng chẳng phân biệt được. Cảnh sát đã nói cái chết của em trai anh ta không liên quan gì đến chúng ta, cứ để tên khốn này té xuống núi chết luôn đi. Diệp Vô Phong nói, nếu nói về giết người chúng ta không thể làm được. Cho loại xúc vật này đền mạng không xứng đâu. Anh vừa gọi xe 113, xe cảnh sát cùng xe cứu thương họ có lẽ sẽ đến đây ngay đấy nếu lúc này lái xe vào thành phố anh sợ xe sóc sẽ ảnh hưởng đến vết thương của Lâm Thi Mộng. Anh tuy rằng đã giúp hút hết độc trong người cô ấy ra tuy nhiên có một phần đã nhiễm vào máu. Em đem đầu cô ấy nâng cao một chút để giúp cho độc đỡ lan xuống. Lâm Thư Âm nói liên hồi, được rồi, theo ý anh. Thi Mộng ngủ rồi, Thư Âm, em có lạnh không? Diệp vô phong vươn tay để che lại chiếc áo sơ mi đang hở của Lâm Thư Âm. Lúc này cô mới để ý được cúc áo của mình đã bị rơi mất khiến áo cô bị hở toang, dù đã có áo ngực che lại đôi gò bồng tròn chìa cao mất ngưỡng kia nhưng cả nơi nhạy cảm đã bị anh nhìn thấy hết. Còn nữa, không biết lúc cô say anh có nhân cơ hội mà dê cô không nhỉ. Nghĩ đến đây, mặt lâm thư âm tối lại, diệp vô phong, lúc em say anh có nhân cơ hội dê em không đấy. Hả, không có, thư âm, em đừng hiểu lầm, chiếc cúc áo sơ mi của em đã bị cởi ra lúc bọn họ uy hiếp không liên quan gì đến anh cả. Vậy bọn họ có đụng vào em không? Tức chết em rồi, em đi tìm bọn họ tính ép sổ. Lâm Thư Âm giận nói. Thư Âm, mấy người đó bị anh dùng dây thừng trói vào vách núi. Em đừng có đi nếu không thì trượt chân xuống đó. Diệp vô phong nhắc nhở. Hừ, vậy thì hên cho anh ta, khi khác lại tìm anh ta tính sổ. Diệp vô phong, em mệt quá, em muốn nằm nghỉ một lát. Lâm Thư Âm không thoải mái lắm vì say rượu, cô ôm Lâm Thi Mộc, Than thở mệt mỏi. Thư Âm, nếu mệt thì dựa vào anh này, có thể ấm áp hơn đó. Diệp Vô Phong để cho cô dựa vào lên bắp đùi của mình, còn cẩn thận vuốt lọn tóc mai ở trên trán Lâm Thư Âm. Chương 28, tình cảm mãnh liệt trong đêm mưa phùn. Lâm Thư Âm nằm trên đùi Diệp Vô Phong, ngửa đầu nhìn khuôn mặt của anh, đúng lúc nhìn thấy dấu son môi sáng chói. Cô ngồi dậy, vẻ mặt tức giận, hỏi em có một câu hỏi đã kìm nén từ lâu rồi. Em hỏi anh, dấu son môi trên cổ anh ở đâu ra? Diệp Vô Phong bất đắc dĩ nói, "Thư Âm, nếu anh nói ra thì em đừng giận anh nhé. Đây là lúc em uống say, em để lại." "Cái gì? Em hôn anh à?" Mặt Lâm Thư Âm đỏ bừng, sau đó tức giận, "Anh nói bậy, sao lại là em được?" Diệp Vô Phong cười ha ha nói, "Thư Âm, anh nói rồi em làm gì chứ? Anh thề với trời, cái vết son môi đỏ này là em để lại lúc ở trong thang máy." nếu không tin thì em cứ đưa môi lên trên dấu son xem có giống với cái miệng nhỏ của em không em sẽ biết lời anh nói là sự thật diệp vô phong vươn cổ ra nói đồ xấu xa này anh còn chưa dê xồm đủ à thoáng cái mặt của lâm thư âm đã trở nên đỏ bừng cô phát hiện dấu môi trên cổ diệp vô phong thực sự rất giống của mình cô không khỏi thấy ngượng ngùng một lúc mặc dù hai người cũng đã kết hôn gần một năm nhưng lâm thư âm chưa bao giờ để diệp vô phong chạm vào cơ thể mình chứ đừng nói đến loại tiếp xúc mập mờ như hôn môi này. Lâm Thư âm cúi đầu, được rồi, chuyện này để ngày mai rồi nói. Em thấy hơi mệt nên ngủ trước một lúc, khi nào xe cứu thương tới anh gọi em dậy nhé. Lâm Thư âm nói xong thì nghiêng đầu dựa vào vai Diệp Vô Phong, hai mắt nhắm lại. Dù sao thì hôm nay cô cũng đã uống quá nhiều rượu, cô nhắm hai mắt lại và chìm vào giấc ngủ. Được Lâm Thư âm dựa vào vai mình, cảm giác khối da thịt mềm mại nhô cao trước ngực của cô dán chặt vào vai mình thật là thích. Cảm giác này làm trong lòng Diệp Vô Phong xuất hiện một sự kích thích nào đó, cô vợ cực phẩm của anh thật quá hấp dẫn, khiến Diệp Lâm Phong có một loại ham muốn chinh phục mãnh liệt vào lúc này. Nhưng mà anh không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chỉ cần anh thật lòng yêu cô thì một ngày nào đó, Thư Âm sẽ hoàn toàn mở lòng với anh. Mấy phút sau, đột nhiên Lâm Thư Âm tỉnh giấc, mở mắt ra, nhỏ giọng nói, Vô Phong, em muốn đi vệ sinh. Nhưng ở đây hoang vắng quá, em hơi sợ. Thư Âm, nếu như em sợ thì cứ mở cửa xe, giải quyết ở đó có được không? Không được, em sợ anh nhìn trộm. Giọng nói của Lâm Thư Âm rất cương quyết, không có chỗ để thương lượng, ở đằng kia có một cây cổ thụ lớn, em sẽ đi ra phía sau cây, anh đi theo em ở phía sau, đừng xa quá, xa thì em sẽ sợ, nhưng mà cũng không được gần quá, gần thì em sợ anh nhìn trộm. Hiểu không? Thật sự là phiền phức. Được rồi, anh đi với em." Diệp Vô Phong xuống xe, đi theo Lâm Thư Âm. Cách đó mấy chục mét có một bãi cỏ hoang vắng, ở giữa là một cây cổ thụ. Lâm Thư Âm chạy về phía cây cổ thụ, Diệp Vô Phong nói: "Thư Âm, phía bên kia cái cây có một vách núi, em cẩn thận một chút, không lại ngã xuống đó." Lâm Thư Âm hừ một tiếng rồi nói: "Em cũng không phải là trẻ con, anh không cần phải nói." Lâm Thư Âm đồng ý, ngồi xổm dưới gốc cây, để phòng quay người lại nhìn Diệp Vô Phong nói anh đứng tại chỗ đó quay người sang chỗ khác không có lệnh của em thì không được phép vượt qua danh giới nếu anh dám nhìn trộm thì coi chừng em trở mặt với anh em yên tâm đi anh không phải người nhàm chán như thế diệp vô phong quay người sang chỗ khác lâm thư âm hùng hổ vén váy lên một đợt tiếng nước chảy vang lên như tiếng một dòng suối nhỏ chảy đi diệp vô phong nghe thấy mà cảm giác ngứa ngáy trong lòng đột nhiên phía dưới vách núi đại cầu lại kêu anh đại hổ thằng gấu này đây là lần thứ hai trong hôm nay mày xả lũ lên đầu tao rồi đấy đột nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện của đàn ông lâm thư âm bị dọa đến dùng mình một cái mẹ ơi phía dưới có người cô xấu hổ quá đi mất lâm thư âm sợ tới mức vội vàng đứng lên kéo váy ai ngờ bị trượt chân dẫm phải một hòn đá cơ thể lảo đảo sắp ngã xuống dưới vách núi mắt nhìn thấy sắp ngã xuống vách núi bỗng một bóng người vụt qua diệp vô phong đưa tay ra nắm lấy mắt cá chân của lâm thư âm cố hết sức kéo lên Kéo Lâm Thư Âm từ mép vách núi lên. Ôi trời ơi, làm em sợ muốn chết. Lâm Thư Âm trở về từ chết, sợ đến mức mặt trắng bệch, hai tay ôm lấy cổ Diệp Vô Phong không chịu buông ra, cơ thể không ngừng run rẩy, Diệp Vô Phong. Thư Âm, anh nói em cẩn thận một chút kẻo ngã xuống, em còn không chịu nghe." Diệp Vô Phong tức giận nói. Lâm Thư Âm đỏ mặt nói, ai mà biết được dưới đó lại có mấy tên khốn nạn chứ, dọa em giật cả mình diệp vô phong nhìn khuôn mặt xinh đẹp khi sợ hãi của cô cảm giác yêu thương dâng trong lòng anh nhỏ giọng nói thư âm mau trở về xe thôi lâm thư âm cúi đầu nhìn lập tức hai gò má đỏ bừng vì xấu hổ thì ra quần lót vẫn còn ở đầu gối còn chưa kịp kéo lên anh tên xấu xa này nhìn thấy hết rồi lâm thư âm đỏ mặt nhảy xuống từ trên người diệp vô phong nhanh chóng kéo quần lót lên chạy như bay về toa xe diệp vô phong vững vàng đi theo mới vừa lên xe lâm thư âm đã hỏi ngay vừa này có phải anh đã nhìn thấy gì rồi phải không diệp vô phong bình tĩnh trả lời trời tối quá mắt của anh cũng không tốt không nhìn thấy gì cả hơn nữa anh là chồng của em lâm thư âm gắt lên là chồng em thì cũng không được em không cho phép thì anh không được nhìn lần này thì quên đi nhưng lần sau thì không được làm như thế nữa diệp vô phong vội vàng nói vâng thưa bà xã sau vài phút nữa một chiếc xe cứu thương và hai chiếc xe cảnh sát chạy tới các y tá và cảnh sát lần lượt bước xuống xe tiến đến vây quanh chiếc xe diệp vô phong thăm dò bên ngoài cửa xe hét lên bệnh nhân ở đây tên côn đồ ở trên vách đá y tá ba chân bốn cẳng bế lâm thi mộng lên xe cứu thương cảnh sát trưởng hỏi diệp vô phong về nguyên nhân vụ việc diệp vô phong nói tôi không quen biết bọn họ bọn họ cướp giật trên đường con dao này còn có độc em dâu tôi bị bọn họ đâm một dao sẽ chút nữa là mất mạng. Hiện tại bọn họ đã bị tôi khống chế, trói lại treo ở trên vách đá. Mấy người mang bọn họ về điều tra đi. Xe cứu thương, xe cảnh sát và cả xe hơi riêng của Lâm Thư Âm từ từ đi xuống con đường quanh co chạy về phía thành phố Tam Giang. Lâm Thị Mộng phải nằm viện điều trị vì một con dao dính độc, Lâm Thư Âm gọi cho chú hai và thím hai của mình, hai vợ chồng họ nghe nói con gái bảo bối xảy ra chuyện lập tức chạy đến bệnh viện. Có hai người họ ở lại Diệp Vô Phong và Lâm Thư rời khỏi bệnh viện rồi trở về nhà. Tả Tiểu Thanh và Lâm Vĩnh Quân đã ngủ rồi, Lâm Thư âm cũng không đánh thức họ, tốt hơn hết là đừng để họ biết chuyện này, kẻo bố mẹ lại lo lắng. Sau khi tắm nước nóng, Lâm Thư âm mặc đồ ngủ đứng trước cửa sổ của biệt thự, nhìn ánh trăng sáng ngoài cửa sổ, cô nhớ lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra ngày hôm nay một chút. Lâm Thư âm lo lắng hỏi Diệp Vô Phong, Diệp Vô Phong, chuyện ngày hôm nay, rõ ràng là đối phương muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết. Anh có sợ không? Diệp Vô Phong cười, "Thư Âm, không cần lo lắng, anh sẽ bảo vệ em." Lâm Thư Âm nói, "Em chợt phát hiện ra, dường như anh giấu em rất nhiều chuyện. Hôm nay anh làm thế nào mà có thể đối phó với nhiều tên giết người chặn đường như thế?" Diệp Vô Phong nói, "Anh không giấu em gì hết, anh có võ công. Anh từng nói với em rồi mà." Lâm Thư Âm không hiểu, hỏi, "Nếu trên người anh có tài nghệ như thế sao lại cam lòng bị bọn họ gọi là phế vật?" Diệp Vô Phong cười nói, anh mặc kệ người khác nghĩ thế nào, chỉ cần trở thành người gần gũi với em thì anh đã thấy hạnh phúc rồi. Chương 29, biệt thự trên núi Nhạn Tây. Ngày hôm sau, Lâm Thư Âm phải tới bệnh viện hỏi thăm Lâm Thi Mộng, mặc dù mối quan hệ giữa cô và Lâm Thi Mộng không được tốt lắm, nhưng Lâm Thư Âm lại cảm thấy dù sao thì Lâm Thi Mộng cũng là em gái mình, hơn nữa còn bị thương lúc đang ở chung với cô, chính là cô đã không làm tròn trách nhiệm của một người chị gái lái xe đi đến thành phố nhất định phải qua núi Nhạn Tây. Khi xe đến đỉnh núi, đột nhiên Lâm Thư Âm dừng xe lại, Diệp Vô Phong hỏi, Thư Âm, sao em lại dừng xe? Lâm Thư Âm chỉ một ngón tay, anh nhìn chiếc xe kia. Đó không phải là chiếc Bugatti mà hôm trước bị chúng ta đâm phải sao? Diệp Vô Phong nhìn theo hướng ngón tay của Lâm Thư Âm chỉ, bên cạnh cửa chính của một khu nhà sang trọng có hai chiếc Bugatti bóng bẩy của đường chảm đậu ở đó, đèn sau xe đã được sửa lại. Tấm biển quảng cáo lớn ở trước cổng ghi, chủ nhà đã ra nước ngoài định cư, thật lòng muốn bán nhà, buổi đấu giá sẽ diễn ra vào tối ngày 3 tháng 9 ở đại sảnh của bữa tiệc Đông Phương Minh Duyệt. Ký tên xe thể thao Bugatti, biển số xe tô F00544, tặng miễn phí chủ nhân mới của ngôi nhà này. Diệp vô phong thầm nghĩ, xem ra thằng nhóc đường chảm này phải đi thật rồi, thật sự là cậu ta phải nhanh trở về, nếu không thì lính đánh thuê của đại đường sẽ không có cách nào chống lại chúa Sơn Lâm. Thư âm, Chẳng lẽ em thích chiếc xe này à? Nếu như em thích thì chúng ta mua lại đi." Lâm Thư âm hừ một tiếng, nói anh lại nói điều với em rồi. "Anh có biết những người sống ở đây là ai không? Tâm nguyện lớn nhất của bà nội em chính là chuyển đến sống ở biệt thự trên đỉnh núi Nhạn Tây. Tiếc là trên ngọn núi này chỉ 10 căn biệt thự, giá cả của mỗi căn thì trên trời, biệt thự ở nơi này dường như đã trở thành biểu tượng cơ bản của các gia đình giàu có ở thành phố Tam Giang." Hạng của gia đình nào không được lọt vào trong top 10 thì cơ bản không có tư cách sống trên núi Nhạn Tây. Lâm Thư Âm khởi động xe và nói tiếp, căn biệt thự sắp được bán đấu giá là một căn biệt thự tốt, cũng là công trình có diện tích lớn nhất trên núi Nhạn Tây. Nghe nói, chủ nhân của nó là một doanh nhân ngầm ở nước ngoài. Chẳng trách lại ngu ngốc trả cho em 7 tỷ đồng, đúng là người có tiền. Không phải anh ta nói là đêm qua mới đánh bài thắng à? Ném tiền cho chúng ta thì có thể là đang vội vã đi công chuyện không muốn lãng phí thời gian với chúng ta. Tiền lãi thu được từ việc quản lý tài sản của giới siêu giàu còn nhiều hơn so với tiền chúng ta liều sống liều chết kiếm được. Thằng khốn nạn đường trảm này thì quản lý tài sản chỗ nào chứ? Năm đó ở trên du thuyền Victoria Sa Hoa, một đêm thua mất 500 triệu đô la Mỹ. Sau đó lại bắt cóc con trai Victoria của ông chủ, đòi 1 tỷ đô la Mỹ. Suýt nữa là khiến cho đám lính đánh thuê của Đại Đường và Philippines xảy ra xung đột quân sự. May mà bên mình đã tự hòa giải, thả con trai Victoria của ông chủ ra. Bên kia cũng trả lại tiền vốn mà đường Trảm thua mất. Nhưng mà những lời này không thể nói cho Lâm Thư Âm. Khi đến bệnh viện, Diệp Vô Phong nhìn thấy bà cụ cũng đang ở đây, dĩ nhiên là bà rất lo lắng cho cháu gái của mình. Lâm Vĩnh Kiệt, Tô Cẩm Tú và Lâm Kiến Ba đều đang ở trong phòng bệnh. Lâm Thi Mộng trải qua điều trị ở bệnh viện, vết thương do nhiễm độc đã cơ bản bị loại bỏ nằm viện quan sát thêm một ngày đêm là được xuất viện. Lúc này, cô ta đang lướt phòng bạn bè trên điện thoại của mình, ôi! Bà nội nhìn này, căn biệt thự số 9 trên núi Nhạn Tây sắp được bán đấu giá. Chủ nhà nói là sẽ tặng thêm một chiếc xe thể thể thao Bugatti. Thật sao, kết quả là bà cụ nhìn về phía điện thoại, đeo kính lão đọc kỹ tin tức này, nhẹ lắc đầu thở dài một tiếng, phòng ở nhà này luôn giữ mức giá hơn 300 tỷ. Hơn nữa còn một chiếc xe thể thao Bugatti, bà thấy là nếu không có hơn 600 tỷ thì không thể lấy được. Bà đã phấn đấu cả cuộc đời cũng không đủ tư cách ở trên núi Nhạn Tây. Bà nội chỉ còn sống được vài năm nữa, sợ là không có cơ hội được ở trên núi Nhạn Tây, ngắm biệt thự sông Trường Giang. Sau này thì phải xem đám con cháu các người, bà hy vọng là có ai đó có thể đại diện cho nhà họ Lâm chúng ta, làm dạng dỡ nhà cửa. Nhìn thấy Lâm Thư Âm và Diệp vô phong tới, Lâm Kiến ba mỉa mai nói, bà nội à, Thư Âm có năng lực nhất định cô ấy sẽ giúp bà hoàn thành tâm nguyện của ông cụ lúc còn sống. Diệp vô phong tiếp lời, nói, bà nội, kiến ba nói không sai, nhiệm vụ nho nhỏ này cứ giao cho thư âm, chúng cháu cam đoan bà có thể đến ở biệt thự trên núi Nhạn Tây. Ngắm dòng sông Trường Giang chảy về phía đông, nghe chim nhạn hót trên cao trở về phương nam. Đi tận hưởng tuổi già, sao lại không làm nhỉ? Bà cụ nghe Diệp vô phong nói xong, trong mắt tràn đầy hy vọng, vô phong, những điều cháu nói không phải là đùa chứ. Diệp vô phong nghiêm túc nói, nếu như bà có thể luôn luôn tin tưởng thư âm thì tất cả đều không phải là chuyện đùa. Bà cụ cười tủm tỉm, gật đầu, được rồi, bà già này sẽ chờ cháu rể của bà triển khai kế hoạch lớn, giúp bà làm dạng dỡ nhà cửa của nhà họ Lâm. Vào lúc ông cụ đang hấp hối đã nhẹ nhàng nói với bà rằng người cháu rể này chắc chắn sẽ có những thành tựu to lớn và một tương lai rộng mở. Tuy là mấy năm qua, Cháu không chịu làm gì khi ở nhà họ Lâm chúng ta, còn chơi bời lêu lỏng, nhưng mà vẫn hết lòng quan tâm và giúp đỡ cháu, từ trước đến giờ chưa cháu ra khỏi nhà họ Lâm. Nhờ câu cháu mới vừa nói thì chắc bà có thể sống thêm vài năm nữa để nhìn xem rốt cuộc cháu có thể làm nên chuyện lớn gì. Lâm Kiến bà tức giận nói, bà nội, bà đừng nghe cậu ta nói khoác. Lời nói xuông chém gió thì ai chả nói được, nếu cậu ta thật sự có tài năng thì đã phát triển sự nghiệp lớn từ lâu rồi còn phải thấp hèn ăn bám nhà họ Lâm chúng ta sao? Diệp vô phong thản nhiên cười, đúng thật là tôi không có khả năng làm chuyện lớn. Nhưng mà tôi có thể giúp đỡ thư âm làm chủ kế hoạch to lớn là hoàn thành ước nguyện của bà nội. Tôi đã từng nói là sẽ không mất nhiều thời gian, có thể là 3 năm rưỡi, hoặc là 1-2 năm, thậm chí là ngắn hơn. Tôi muốn thư âm có thể thay thế mạc Tam gia, nhà họ Lâm trở thành gia đình giàu có nhất ở thành phố Tam Giang. Khi đó, bà nội có thể nở mày nở mặt sổng trên núi nhạn tây ngắm biệt thự sông Trường Giang. Lâm Kiến bà cười ha ha, Diệp vô phong, cậu đúng là nằm mơ rồi. Thật là buồn cười quá, cậu đừng quên tình hình hiện tại của nhà họ Lâm chúng ta. Chúng ta nằm mơ thì cũng phải làm đến nơi đến chốn một tí. Năm năm nữa có thể chen chân vào nhóm người gia đình giàu có đã là chuyện hư cấu trong giới kinh doanh, cậu còn dám hô to gióng giặc như vậy, tôi cũng không thèm so đo với cậu. Tôi chỉ muốn hỏi cậu một việc, diệp vô phong hỏi có chuyện gì lâm kiến ba nghiến răng nghiến lợi nói diệp vô phong tối hôm qua cậu đối xử với em gái tôi thật quá đáng nó vẫn là cô gái chưa kết hôn thế mà nhân lúc nó hôn mê vì chúng độc cậu lại dám cởi quần nó lại còn hôn vùng kín của nó cậu đừng có nói với tôi là vì cậu muốn cứu nó nên mới hút độc ra cho nó những lời này chỉ có thể đánh lừa con nít chưa biết suy nghĩ thôi cậu hoàn toàn có thể dùng tay bóp chất độc ra ngoài hoặc là nhờ Lâm Thư Âm thay cậu hút độc ra cho nó mà. Bà cụ không biết chi tiết những chuyện đã xảy ra đêm qua, vừa nghe Lâm Kiến Ba nói như vậy, vẻ mặt bà tối sầm. Bà cụ là một người gian xảo và khắt khe, nhưng trước già bà luôn yêu cầu phụ nữ nhà họ Lâm phải luôn giữ gìn trinh tiết. Lâm Thi Mộng là cháu gái bà yêu thương nhất, là đóa hoa còn chưa gả đi lại bị Diệp Vô Phong hôn vùng kín, thật là phạm vào điều cấm kỵ của dòng họ. Vô Phong, có chuyện này sao? ánh mắt bà cụ như bắn ra những tia nguy hiểm, dĩ nhiên là rất tức giận trước hành động không đúng mực của Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong nói, đúng là có chuyện này, tình huống lúc đó rất nguy cấp, thì mông bị trúng loại độc của nọc rắn hổ mang cực độc, căn bản là lấy tay nặn độc ra có khả năng sẽ không kịp. Để thư âm thay thế cháu, lỡ như thư âm cũng trúng độc thì sao? Để cứu người thì cháu chỉ có thể áp dụng cách cuối cùng đấy thôi. chương 30, vệ sĩ cao cấp. Từ trước đến giờ, tô cẩm tú luôn có ấn tượng không tốt về diệp vô phong khi bà ta biết được con gái mình bị diệp vô phong hôn vào vùng kín thì lập tức nổi giận tay chỉ vào vô phong quát lớn diệp vô phong cậu đừng có dở trò che mắt mọi người cậu vốn dĩ là một thằng ăn bám rác rưởi bây giờ còn là một thằng khốn nạn thi mộng còn chưa kết hôn đã bị cậu làm nhục sau này làm sao nó lập gia đình được nữa bà cụ phải làm chủ cho thi mộng Diệp vô phong biết là dù anh có giải thích thế nào thì ba người nhà Lâm Kiến ba cũng sẽ không chịu tin anh, nên anh chỉ im lặng không nói gì. Lúc này Lâm Thư Âm đứng ra nói: Bà nội, cháu có thể làm chứng, đúng thật là lúc đó vô phong có lựa chọn nào khác để cứu người. Cháu cũng đề nghị thay anh ấy hút nọc độc ra cho Thi Mộng, nhưng mà độc tính thật sự rất mạnh, môi của Diệp vô phong sưng vù lên. Lâm Thư Âm quay đầu nói với Lâm Thi Mộng: Thi Mộng, cô cũng đứng lên nói lời công bằng đi anh rể cô thành tâm cứu cô suýt chút nữa làm mình trúng độc từ đầu đến cuối anh ấy có thể làm gì có lỗi với cô tôi lâm thi mộng nghẹn lời bởi vì lâm kiến ba đã dặn cô ta trước đấy bảo cô ta cứ nhất quyết nói là diệp vô phong lén lút dùng miệng hôn vào chỗ riêng tư của cô ta nhân lúc chữa trị vết thương bị trúng độc cho cô ta vết thương này ở trên đùi nếu như chỉ là hôn môi lên vết thương thì hành động của diệp vô phong còn có thể được tha thứ nếu như Lâm Thi Mộng nhất quyết khẳng định là Diệp Vô Phong hôn vào vùng kín của cô ta thì Diệp Vô Phong có trăm cái miệng cũng khó mà cãi, tội này không thể tha thứ. Mặc dù Lâm Thi Mộng có một lòng căm thù sâu sắc đối với Diệp Vô Phong, cô ta cũng không muốn bà nội sẽ đuổi Vô Phong ra khỏi nhà họ Lâm sớm. Nhưng mà lòng người vẫn còn là máu thịt, dù sao thì Lâm Thi Mộng cũng chưa hư hỏng đến mức như Lâm Kiến Ba. Lúc Diệp Vô Phong cứu cô ta tối hôm qua, đúng thật là chỉ quy củ ngậm miệng vết thương không hề vượt quá ranh giới như vừa nói. Cô ta cũng thấy môi của Diệp vôi phong sưng lên như ông cao vì hút độc ra cho cô ta. Lúc độc được hút ra ngoài, quần áo anh đã ướt đẫm mồ hôi. Nếu Diệp vô phong ghét cô ta vì bình thường cô ta hay nói những lời mỉa mai anh mà bỏ mặc cô ta, có thể hôm nay cô ta đã là một cái xác lạnh lẽo rồi. Bà cũng nghiêm mặt hỏi, thi mộng, cháu không cần phải sợ, cứ thành thật mà nói. Diệp vô phong có làm gì có lỗi với cháu không? Lâm Thi Mộng khẽ cắn môi nói, bà nội, lúc Diệp vô phong chữa trị vết thương chúng độc cho cháu không hề làm gì vượt quá danh giới. Bên kia, Lâm Kiến ba nghe Lâm Thi Mộng nói những lời này thì tức giận trợn mắt lên, ngàn năm mới có một cơ hội đụng đến Diệp vô phong mà lại bị Lâm Thi Mộng ngu rốt này phá hỏng như thế. Đêm qua, Phùng Đại Hổ dẫn đầu một vài người có võ công nổi tiếng bao vây Diệp vô phong định báo thù cho Phùng Nhị Biêu. Kết quả đều bị Diệp vô phong chỉnh đốn, Phùng Đại Hổ cũng bị cảnh sát mời đến sở cảnh sát, hiện nay còn đang bị thẩm vấn trong đó. Phùng Đại Hổ và Phùng Nhị Biêu đều là đàn em hung ác của Mạc Đông Lôi, đàn em liên tục thất bại làm cho Mạc Đông Lôi rất tức giận. Lâm Kiến Ba, rốt cuộc cái thằng Diệp vô phong này có lai lịch gì? Cậu ta lại có thể khiến cho hai tên đàn em mạnh mẽ nhất của tôi vừa chết vừa bị thương, làm tôi tức chết rồi. Lâm Kiến Ba nói, anh Lôi, theo như tôi biết thì thằng nhóc này cũng đã lăn lộn ở nước ngoài vài năm, rốt cuộc cậu ta làm gì thì không ai biết. Tôi đoán nhất định là cậu ta đã làm một ít chuyện cướp bóc. Trước đây tôi thật sự không biết là cậu ta có võ công, hiện tại xem ra thằng nhóc này cũng có chút năng lực. Một đông lôi chửi, có tí võ công đã muốn xoay chuyển trời đất. Cậu ta cũng không chịu hỏi thăm một chút, thành phố Tam Giang là chiến trường lập nên hàng nghìn công danh của cậu ta chắc. Tôi nhất định phải khiến cậu ta chết không yên thân, báo thù cho cái chết của nhị Bưu. Lâm Kiến Ba, cậu đã cam đoan với tôi rồi đấy. Trước ngày Quốc Khánh phải giành được khách sạn lớn Hoàng Triều. Nếu không thì tôi sẽ không hoàn thành nhiệm vụ chú ba giao cho tôi. Đến lúc đó, cậu đừng có trách tôi dùng thủ đoạn tàn nhẫn. Lâm Kiến Ba sợ hết hồn, anh lôi, anh cứ yên tâm, Diệp Vô Phong chẳng qua là một thằng có võ mà thôi. Chúng ta còn có trí tuệ, nhưng mà đến lúc đó làm phiền anh sử dụng quan hệ của dòng họ nhà anh một chút. Tìm một người quen trong bộ y tế đứng ra là được. Chúng ta cứ như vậy, như vậy, như vậy. Mạc Đông lôi nghe âm mưu quỷ quái của Lâm Kiến Ba xong thì nở một nụ cười trên mặt, tốt lắm chuyện này cứ làm theo ý cậu. Tôi sẽ lập tức thông báo cho bộ trưởng Tần của bộ y tế, chuẩn bị phong tỏa khách sạn lớn Hoàng Triều. Chuyện kinh doanh gần đây của khách sạn lớn Hoàng Triều không được tốt lắm, khách đến càng ngày càng ít, doanh thu buôn bán thấp đến mức khó mà duy trì tiền lương cho nhân viên lâm thư âm cảm thấy rất lo lắng cô hỏi diệp vô phong vô phong anh có cách nào hay để tăng doanh thu buôn bán của khách sạn chúng ta lên không diệp vô phong mỉm cười nói cách thì có nhưng mà anh còn thiếu một tí động lực cặp lông mày thanh tú của lâm thư nhân lại cô hỏi anh thử nói xem diệp vô phong nói khi anh làm lính đánh thuê ở nước ngoài anh đã từng cầm ngôi làm đầu bếp cho quân đội anh làm một nồi đồ ăn lớn cả đoàn lính đánh thuê đều rất thích ăn anh để ý thấy giá cả thức ăn của khách sạn Hoàng Triều không hề đắt, ngoại trừ lý do vì người ngoài đến quấy rối thì việc doanh thu buôn bán thấp còn do thiếu những món ăn thương hiệu. Anh dự định sáng sớm ngày mai sẽ làm vài món thương hiệu cho khách sạn của chúng ta. Đảm bảo với em là trong vòng 3 ngày, doanh thu buôn bán của khách sạn sẽ tăng vọt, lật ngược tình thế không phải là vấn đề. Lâm Thư âm vui vẻ nói, "Quá tốt rồi, vậy anh lập tức chuẩn bị bắt tay vào việc đi." Diệp Vô Phong cười ha ha nói, anh vừa nói rồi mà, còn thiếu động lực nữa. Em nghĩ xem, anh phải dậy sớm nấu đồ ăn có phải là rất vất vả không? Lâm Thư Âm hỏi, vậy anh muốn được thưởng gì? Diệp Vô Phong chỉ vào mặt mình, hôn môi một cái là được. Lâm Thư Âm lập tức nhíu mày lại, nghiến răng nghiến lợi nói, anh thích cái đẹp à? Nếu có cách cứu khách sạn thì sẽ không phải tốn sức đi làm việc nữa. Diệp Vô Phong, anh bắt đùa em bằng mấy trò khôn vật này đi anh cứ làm xong chuyện này đi thì đương nhiên em sẽ xem xét khen thưởng đối mặt với sự duyên dáng cùng với uy quyền của lâm thư âm diệp vô phong chỉ đành cười ha ha vâng thưa bà xã được rồi ba người vệ sĩ cao cấp của công ty an ninh long kiếm sẽ đến đây vào tối nay anh đi theo bọn họ rồi tiện thể làm quen một chút sau này bọn họ sẽ do anh phụ trách ba người vệ sĩ cao cấp mới đến cũng làm diệp vô phong thấy yên tâm hơn mặc dù anh có khả năng chống chọi với trời đất nhưng anh không thể đảm bảo mình có thể bảo vệ Lâm Thư Âm mọi lúc mọi nơi. Anh đã giết chết Phùng Nhị Biêu, làm Phùng Đại Hổ bị thương, kẻ thù phía sau chắc chắn còn muốn đập chết anh. Hằng ngày, Lâm Thư Âm đều phải tới dự án, còn phải chăm lo cho khách sạn, có thêm ba người vệ sĩ này thì sự an toàn của Lâm Thư Âm càng được bảo đảm. Đêm hôm đó, ba vệ sĩ cao cấp đến từ tỉnh thành cuối cùng cũng thong dong đến muộn, người dẫn đầu tên là Tiết Phi, hai người trợ lý còn lại là Mã Vũ và Hàn Kỳ. Lâm Thư Âm đối xử với họ rất nhiệt tình, dù sao thì họ cũng là vệ sĩ được mời tới trông coi khách sạn với mức lương cao. Cô mở một bữa tiệc rượu thịnh soạn trong phòng riêng xa hoa nhất của khách sạn lớn Hoàng Triều để chiêu đãi ba vệ sĩ cao cấp này. Lúc này, Diệp Vô Phong đang bận việc bếp núc, sau khi đi làm chính thức, hiện tại Diệp Vô Phong không những là đội trưởng an ninh của khách sạn mà còn là đầu bếp trưởng. Ban đầu trong khách sạn có bốn đầu bếp nhưng mà đã sa thải hai người vì chuyện kinh doanh không tốt, Diệp Vô Phong nghi ngờ tài nấu nướng của hai người đầu bếp này không được giỏi, đang tự mình dạy họ xào rau. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 31, tay nghề nấu nướng của đội trưởng Diệp Tử Mạch đi đến phòng bếp tìm Diệp Vô Phong, "Đội trưởng Diệp, chị âm gọi anh qua đây." "Được rồi, đi thôi." Diệp Vô Phong đặt món, bánh nướng nhỏ nhân hành, mình vừa làm xong vào đĩa, ngay cả người phục vụ dọn món cũng bị cắt giảm, trực tiếp bưng vào phòng riêng. Lâm Thư Âm nhìn thấy Diệp Vô Phong đang đeo tạp dề, tay cầm đĩa đồ ăn, suýt nữa bật cười thành tiếng, tên xấu xa này, anh đúng là không có phong cách gì cả. Biết rõ là em giúp anh giới thiệu khách quý mà còn ăn mặc như thế này à? Diệp Vô Phong, tới đây, để em giới thiệu cho anh một chút, ba người này đều là cao thủ đến từ công ty an ninh Long Kiếm ở tỉnh Thành. Người này chính là người phụ trách hạng mục, Tiết Phi. Anh ấy lớn hơn anh vào tuổi, anh nên gọi anh ấy là anh Phi đi. Diệp vô phong đặt cái đĩa trong tay xuống bàn, chùi tay vào tạp dề rồi cười ha ha, chia tay phải ra, chào anh Phi, tôi là Diệp vô phong. Không ngờ, Tiết Phi lại ung dung cầm đũa lên, nếm thử một miếng sườn trong đĩa mà Diệp vô phong bưng lên, chà chà, mùi vị cũng tạm được. Tay nghề nấu nướng rất tốt, tuy rằng miệng khen ngợi Diệp vô phong nhưng anh ta lại không hề có ý muốn bắt tay. Tay của Diệp vô phong chia ra giữa khoảng không, khá là xấu hổ ai nấy đều thấy được ngoài mặt tiết phi có vẻ đang khen ngợi diệp vô phong nhưng trong lòng lại âm thầm chậm rãi châm chọc anh ai bảo đội trưởng diệp thân là đội trưởng an ninh của khách sạn lớn hoàng triều lại không duy trì trật tự được còn phải để tổng giám đốc lâm bỏ tiền ra thuê vệ sĩ từ tỉnh thành đến trấn áp thay diệp vô phong thông minh như vậy làm sao anh có thể không nhìn ra được suy nghĩ của tiết phi nhưng anh không quan tâm cười cười ngồi bên cạnh lâm thư âm Lâm Thư Âm cũng cảm thấy không được tự nhiên trong một bầu không khí khó xử như vậy, dù sao thì Diệp Vô Phong cũng là chồng của cô, giấy thì không gói được lửa, nếu như Tiết Phi và Diệp Vô Phong xảy ra mâu thuẫn với nhau thì việc kinh doanh của khách sạn trong tương lai khó mà tiến triển được. Lâm Thư Âm không dám làm mất lòng Tiết Phi, bởi vì Tiết Phi là con át chủ bài của công ty An Ninh Long Kiếm, nhưng mà tính chất của công ty Long Kiếm này giống như là không chính thức, cho nên không tên bên ngoài không treo là vệ sĩ cao cấp mà hầu hết đều để tên là công ty an tinh. Thế giới ngầm là một môi trường đa dạng sinh thái, có những thế lực xã hội đen ngầm, cũng có những công ty an ninh và thám tử tư hành nghề phụ. Diệp vô phong tùy ý rót rượu cho Tiết Phi, Mã Vũ và Hàn Kỳ, sau đó anh cũng cầm ly rượu lên, anh Phi, sau này chúng ta là đồng nghiệp, tôi mời anh một ly. Thái độ của Diệp vô phong làm cho Tiết Phi cảm thấy không chịu nổi, rốt cuộc thì anh cũng không phải hạng người kiêu căng ngạo mạn mắt không thèm nhìn thế giới, cho dù nói thế nào thì Diệp Vô Phong cũng là người thân bên nhà chồng của tổng giám đốc Lâm, nếu không thì sao có thể để anh làm đội trưởng an ninh. Phó công không tốt cũng không có gì xấu hổ, chính những bậc thầy cấp cao thủ ẩn mình ở thành phố Tam Giang còn chưa dám nói có thể đánh cả Tam Giang này, huống chi là anh. Tiết Phi khẽ gật đầu, cầm ly rượu lên nói, "Cậu Diệp, tính tình của cậu cũng khá là chân thành. Có thời gian tôi sẽ dạy cho cậu vài chiêu, chắc chắn là sau này cậu sẽ sử dụng" Cảm ơn anh Phi chỉ bảo, Diệp Vô Phong lịch sự cạn ly trước. Trong cuộc gặp gỡ này, nhờ có Diệp Vô Phong khiêm tốn mà không xảy ra xích mích gì, điều này càng làm cho Lâm Thư Âm nhận ra một ưu điểm của Diệp Vô Phong, thật ra không phải là anh không có năng lực, mà là người tài giả vờ ngu, chuẩn bị chờ thời cơ thích hợp. Ông nội nói đúng, Diệp Vô Phong chính là rồng vàng trong ao, một ngày nào đó sẽ tạo làm nên sự nghiệp lớn. Mới sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Vô Phong đã thức dậy Lâm Thư Âm buồn bực nói, có chuyện gì hay sao mà dậy sớm thế? Diệp Vô Phong nói, à, anh đã nói sẽ tăng doanh thu khách sạn trong vòng 3 ngày mà. Không được, anh lo là mấy người trong nhà bếp làm hết sức mình, anh nhất định phải đích thân giám sát họ, đảm bảo là chúng ta có một nồi đồ ăn chất lượng lớn. Nhất định phải khai trương vào trưa hôm nay. Tinh thần của Lâm Thư Âm lập tức nâng cao, tốt quá, chúng ta đến khách sạn ngay bây giờ, em đưa anh đi. Diệp Vô Phong lắc đầu nói, "Đừng, em cũng đã vất vả rồi, quay về ngủ mơ tiếp giấc mơ cao cả của em đi, anh tự đi đến khách sạn cũng được." Dưới sự kiên quyết của Diệp Vô Phong, Lâm Thư Âm lười biếng nở nụ cười, ôm anh, kề sát mặt cố gắng lên. "Cảm ơn anh." Lâm Thư Âm ngủ thêm một lúc lâu mới dậy trang điểm, sau đó lái xe đến khách sạn lớn Hoàng Triều. Bước vào phòng bếp, cô nhìn thấy Diệp Vô Phong và hai người đầu bếp đang bận rộn đến mức mồ hôi đầm đìa. Lâm Thư Âm đau lòng nói, "Được rồi, mọi người nghỉ ngơi một chút đi, bận biểu cả ngày rồi. Chỉ cần kiếm được tiền thì tất cả mọi người đều sẽ có thưởng." Hai đầu bếp lập tức vui mừng, "Cảm ơn tổng giám đốc Lâm." Trong lòng Lâm Thư Âm vẫn cảm thấy không yên tâm, "Diệp Vô Phong, lỡ như đến buổi trưa vẫn không có khách thì phải xử lý thế nào?" Diệp Vô Phong bình tĩnh nói, "Em cứ yên tâm đi. Dù anh em nhà họ Phùng kia đến quấy rối làm lượng khách hàng của chúng ta cũng bị ảnh hưởng một chút, nhưng mà chúng ta còn có một phương án kinh doanh khác. Chúng ta sẽ mang những nồi thức ăn lớn này đặt ngoài cửa lớn, giá cả tạm thời sẽ là 60.000 một bát. Chúng ta có ít nhất 100 bát đựng thức ăn, bán đi ít nhất cũng thu được 6 triệu. Trừ đi 600 tiền vốn thì vẫn hoàn toàn lãi được hơn 5 triệu. Gương mặt Lâm Thư Âm tràn đầy lo lắng, Diệp Vô Phong tính toán cũng khéo lắm. Nhưng mà, một bát 60.000 thì có được không? Có phải là hơi đắt không? trừ khi đầu óc mọi người có vấn đề, hoặc là con lừa. Phụt, Diệp vô phong phụt cười ngay lập tức, thư âm, vậy em hãy nhìn xem hôm nay cuối cùng có bao nhiêu người mà đầu óc của họ thực sự là con lừa nhé, ha ha. Ngọn lửa bùng lên rồi cho nhỏ lửa để ninh, mãi đến buổi trưa thì cái nồi thức ăn của Diệp vô phong cuối cùng cũng chín. Anh lập tức kêu gọi mấy người tử mạch đến giúp đỡ, bày trận ở dưới bóng cây ngay bên ngoài cửa khách sạn. Đúng người 11 giờ, Hai giỏ bánh bao lớn mới ra lò được đặt trước đã được mang ra ngay, rất đúng giờ, cuối cùng cũng chính thức mở hàng nồi thức ăn lớn này. Lâm Thư Âm kê một chiếc bàn nhỏ ở bên cạnh để làm công việc thu ngân. Mặc dù cô ấp ủ một niềm hy vọng rất lớn, cô vẫn cảm thấy 60.000 một bát quả thật hơi đắt dù bát thức ăn này rất ngon. Theo như mong muốn trong lòng cô thì nên bán 30.000 một bát, nó tương đối phù hợp với mức tiêu dùng của mọi người hiện nay trong lúc cô còn đang lo lắng trong lòng thì đã có khách hàng tới cửa rồi hơn nữa còn là một vài người dẫn đầu là một chủ thầu công nông dân có lẽ là ngửi thấy mùi thơm đặc biệt của bát thức ăn không nhịn được mà dừng chiếc mô tô ba bánh lại anh ta lại gần ngửi ngửi rồi lại nhìn thành phần của bát thức ăn nghĩ rằng nó rất đầy đủ nên chắc là giá trị dinh dưỡng rất cao cảm thấy động lòng kết quả là sau khi hỏi giá anh ta cảm thấy hơi do dự đồ ăn nhìn rất ngon nhưng mà giá cả thế này, 60.000 có hơi đắt không? Nếu không thì cho mỗi người trong đội chúng tôi một bát. Diệp vô phong nở nụ cười, ông chủ à, ông đúng là người hiểu biết phân biệt hàng hóa. Tục ngữ có câu tiền nào của nấy, bát thức ăn này của tôi không chỉ có nguyên liệu đầy đủ mà còn có công dụng đặc biệt, rất có tác dụng bồi bổ cơ thể cho công nông dân. Chỉ cần ăn bát thức ăn này của tôi thì đảm bảo mọi mệt nhọc sẽ biến mất, sức lực cũng tăng mạnh, còn hơn cả thuốc tăng lực. Nói không phải khoe khoang, Tôi cam đoan rằng những người anh em của anh ăn xong, làm xong việc ban ngày vẫn có thể tiếp tục làm vào ban đêm. Vì vậy đây là cái giá của Lương Tâm. Ông chủ thầu liếc nhìn một cái, nói: "Người anh em à, cậu đừng có lừa tôi đấy. Một bát thức ăn mà thôi, còn có thể bồi bổ cơ thể. Nếu thật sự có tác dụng này thì tôi mua hết 31 bát." Diệp Vô Phong nói: "Chúng tôi làm kinh doanh chân chính, tuyệt đối không lừa bịp ai bao giờ." Ông chủ à, sau khi anh nếm thử một bát thì quay lại đánh giá cũng được. Ông chủ thầu mỉm cười gật đầu, "Được, gói lại cho tôi hai cái bánh bao và một bát thức ăn, nếu như tôi ăn cảm thấy ngon thì cam đoan sẽ giúp đỡ chuyện kinh doanh của cậu." Hơn 10 phút sau, nhìn thấy ông chủ thầu xuất hiện sau khi ăn xong, Diệp Vô Phong cười hỏi, "Ông chủ, anh thấy thế nào?" Chương 32: Cung cấp không theo kịp nhu cầu. Ông chủ thầu hào hứng gật đầu với Diệp Vô Phong vội vàng lấy điện thoại di động ra dặn dò em ba nói với mấy người anh em làm việc cho chúng ta là sáng sớm hôm nay không cần uống nước đậu hũ với ăn bánh bao hấp nữa đến khách sạn lớn hoàng chiều ăn mấy bát thức ăn đến đây hết đi cải thiện cuộc sống trong vòng chưa đến nửa tiếng đồng hồ bốn năm chục công nhân từng người từng người tràn qua đây một cách dữ dội diệp vô phong lập tức can dặn lấy đủ bánh bao sau khi những người công nhân ăn xong Họ đều khen ngợi bát thức ăn này đúng là món ngon trên đời, ăn quá ngon. Ông chủ thầu cười ầm, các anh em ơi, chính tôi cũng đã nếm thử bát thức ăn này, thực sự quá ngon. Nhưng mà 60.000 đồng một bát, vậy nên ai ăn xong rồi thì phải cố gắng làm việc, không ai được phép lười biếng. Hơn nữa, đêm nay chúng ta còn phải tăng ca. Thật sao, ông chủ à, ban ngày chúng tôi làm việc đã mệt mỏi muốn chết rồi, còn bắt chúng tôi tăng ca buổi tối nữa sao? Một bát thức ăn đủ để bóc lột chúng tôi à? Đến lúc đó chúng tôi vừa mệt vừa đói, không có đủ sức để làm việc đâu." Đám công nhân lập tức phản đối. Chủ thầu cười lúng túng, nhìn về phía Diệp Vô Phong, người phía sau khoát tay một cái, nói một cách chắc chắn, "Các anh em à, ăn bát thức ăn này của tôi rồi, đến lúc đó mọi người sẽ biết tác dụng của nó." Đám công nhân ăn rất nhanh, chưa đến 10 phút mà mỗi người đã ăn hết một bát lớn, có mấy người ăn khỏe còn muốn ăn thêm bát thứ hai nhưng mà ông chủ đã chi rất nhiều nên hoàn toàn không nỡ mà những người công nhân sau khi ăn xong bát thức ăn này cũng cảm thấy dường như những mệt nhọc trước đó đã biến mất hết cả người tự nhiên tràn đầy sức lực tinh thần cũng phấn chấn hẳn lên có người công dân vạm vỡ còn duỗi thẳng cơ thể rắn chắc ra lớn tiếng nói bà nội ơi sao tôi lại thấy toàn thân khác thế này cả người đều tràn đầy sức lực cái loại sức lực này nếu mà không nhanh làm công việc gì đó chắc người tôi bị nghẹn đến chết mất các anh em ơi mau đến công trường thôi vung tay lên và bắt tay vào công việc nào kết quả là sau khi người đó bắt chuyện tất cả công nhân cũng có cảm giác giống như thế mọi người đều chạy về phía công trường với tốc độ nhanh nhất cho tới tận bây giờ người chủ thầu cũng chưa bao giờ nhìn thấy tình huống như vậy anh ta mừng thầm trong lòng nói với diệp vô phong lúc đang thanh toán tiền người anh em à tôi nghĩ là chắc chắn bát thức ăn của cậu có công thức đặc biệt hay là cậu có thể tiết lộ công thức gia truyền cho tôi một chút không Tôi bỏ tiền ra mua công thức của cậu." Diệp Vô Phong cười ha ha một tiếng, "Ông chủ à, ông cũng thật là thông minh quá. Nhưng mà, đây là ông muốn giành bát cơm của tôi rồi. Vậy nên hãy quên đi nó đi nhé." Ông chủ thầu xúc động nói một chút, "Có thể làm một bát thức ăn đơn giản mà lại ngon như vậy, chuyện này thật sự không đơn giản, cậu thật là giỏi giang. Như vậy đi, ở đây cậu cũng còn lại một nửa nồi, bên phía bạn của tôi cũng có hơn 40 người, tôi đặt trước nửa nồi thức ăn này cho anh ta." Kết quả là chỉ với một câu nói như vậy, nửa nồi thức ăn còn lại cũng thuận lợi bán hết sạch. Lâm Thư âm nghĩ là số tiền kiếm được sẽ có rút lại. Sau khi tính toán cẩn thận xong thì một mình nồi thức ăn này cũng kiếm về hơn 5 triệu. Mấu chốt là nhân tiện cũng bán được hết hai khuôn bánh bao. Tuy bán bánh bao không được nhiều lãi nhưng cũng bù đắp được hết 600.000 là chi phí làm nồi thức ăn. Nói cách khác, tiền lãi là hơn 6 triệu. Mặt mày Lâm Thư âm dạng dỡ, Diệp vô phong, em không ngờ là bán đắt như vậy mà lại có thể bán hết cả một nồi thức ăn lớn. Thật là giỏi. Đôi mắt xinh đẹp của Tử Mạch chợt lóe lên, cô ấy nói, "Chị Âm, chuyện này có vấn đề gì không ạ?" Những người công nhân kia chỉ làm một hồi thôi đã mệt đến mức muốn ngất đi, nhưng mà sau khi ăn bát thức ăn của Diệp Vô Phong thì tinh thần lại dâng cao, giống như đánh tiết gà á. À. "Chị nói xem, Diệp Vô Phong không biết là có bỏ chất cấm vi phạm pháp luật gì đó vào trong bát thức ăn không chị?" Nếu thế thì sẽ xảy ra chuyện lớn đó. Tim Lâm Thư Âm đập thình thịch, cô lập tức đi tìm Diệp Vô Phong, "Này, anh nói thật cho em biết được không, anh có bỏ chất cấm gì đó vào trong bát thức ăn của chúng ta không đó?" Diệp Vô Phong đảo mắt cười, "Thư Âm, em đang nghĩ cái gì thế? Sao anh có thể ngu ngốc như thế chứ, chẳng lẽ lại tự đi đập cửa hàng của mình à? Em yên tâm, trong bát thức ăn của chúng ta là công thức bí mật anh tự tìm ra." Tất cả nguyên liệu đều là các vị thuốc màu xanh hoàn toàn tự nhiên, chắc chắn không vi phạm lệnh cấm chứ đừng nói là bất hợp pháp, yên tâm đi. Lâm Thư Âm vỗ vỗ ngực vài cái, cuối cùng cũng ổn định tinh thần lại. Diệp Vô Phong đề nghị với cô rằng khi mà bát thức ăn nổi tiếng thì không thể để ở quầy hàng bên ngoài nữa, bởi vì quản lý thành phố sẽ chú ý đến trong trường hợp này. Hơn nữa Diệp Vô Phong cũng vô cùng tự tin rằng sức mạnh quảng cáo kêu gọi của gần 100 công dân ngày hôm nay dám chắc mang lại lợi ích lớn. Quả nhiên, vào ngày thứ hai sau khi Diệp Vô Phong làm xong nồi thức ăn lớn, dĩ nhiên là trực tiếp bị tranh mua hết sạch, những khách hàng đến chậm không còn cách nào khách đành dứt khoát gọi một số món ăn khác trong khách sạn. Việc buôn bán của khách sạn Hoàng Triều được phục hồi lại trong chớp mắt. Một số khách hàng khách vì không được ăn nồi thức ăn lớn mà bắt đầu cảm thấy khó chịu, Lâm Thư Âm không thể làm gì khác ngoài vừa xin lỗi vừa giải thích với những người khách này cùng với nhân viên phục vụ. Vào ngày thứ ba, đến 11 giờ nồi thức ăn mới được mang ra nhưng mới 9 giờ đã có một hàng dài xuất hiện bên ngoài khách sạn. Một cụ ông tóc bạc phơ nói, cô gái nhỏ à, bát thức ăn ở đây của cháu quả thật rất tuyệt vời. Ông và bà nhà ông đều bị bệnh viêm khớp mãn tính, vào mùa hè lại càng hay tái phát, chân bị đau suốt ngày nhưng mà sau khi bà nhà ông ăn một bát thức ăn ở đây ngày hôm qua thì tự nhiên chân lại không đau nữa tác dụng còn tốt hơn cả thuốc bệnh viện đưa lâm thư âm vô cùng ngạc nhiên ôi diệp vô phong đúng là thần bếp mà bát thức ăn này còn có tác dụng chữa bệnh sao thật hay giả vậy một người đàn ông đeo kính trông có vẻ nho nhã nói đúng vậy đúng vậy tôi là giáo sư của trường đại học trong khoảng thời gian bận rộn với công việc học tập tôi thường xuyên thấy áp lực mất ngủ cả ngày thuốc những nơi tôi từng đi khám đều không có tác dụng, nhưng mà ngày hôm qua ăn một bát thức ăn này, ha ha, mọi người đoán xem thế nào. Dĩ nhiên là tôi ngủ một giấc đến rạng sáng, hai vợ chồng chúng tôi ở riêng, trong nhà chỉ có mình tôi, bà chủ à, chúng ta bàn bạc một chút đi, mỗi ngày sau này đều để lại cho tôi một bát thức ăn vào buổi trưa, làm cho tôi cái thẻ hội viên mãi mãi được không? Ngoặc kép, không thể nào, tên Diệp vô phong này quả thật rất tài giỏi. Phía sau hàng ngũ có một cặp vợ chồng trẻ tuổi đang nhỏ giọng thì thầm điều gì đó, nhưng mà thính giác của Lâm Thư Âm khá tốt nên dĩ nhiên nghe thấy rất rõ. "Ông xã à, anh có nghe thấy không? Xem ra bát thức ăn này quả thật có tác dụng thần kỳ. Ngày hôm qua anh ăn một bát thức ăn, rồi làm đi làm lại với em, anh nói mấy thứ thuốc anh uống lúc trước không có tác dụng đúng không?" "Bà xã à, có phải là em mệt muốn chết rồi không? Hôm nay anh sẽ không ăn bát thức ăn đó nữa, được không?" anh nói gì thế, đúng là đồ ngốc, cho dù anh có mạnh gấp 10 lần nữa thì người ta vẫn chịu được, hi hi. Lâm Thư âm nghe thấy mấy chuyện riêng tư này thì trong lòng ngại ngùng, nhưng cô lại đang tính toán một chuyện khác, nếu bát thức ăn này có tác dụng thần kỳ như thế, nếu như tích chữ hàng để bán giá cao, chắc chắn giá cả sẽ tăng cao nhỉ. Có vẻ việc này còn cần phải thảo luận thêm một chút. Diệp vô phong, tới đây, em có chuyện muốn tìm anh. Lâm Thư âm gọi một tiếng, Diệp Vô Phong tung ta tung tăng, nhanh chóng xuất hiện trong phòng làm việc của cô. Lâm Thư Âm quả thực là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, ngay cả khi cô chỉ đeo kính và trên người chỉ mặc bộ vest chuyên nghiệp, ngồi ở chỗ đó vẫn khiến sức hấp dẫn tỏa ra xung quanh, từng chỗ da thịt của cô ấy đều toát lên vẻ quyến rũ khiến lòng Diệp Vô Phong say mê. Cô cố ý nâng hai chân lên bắt chéo vào nhau, đôi môi mỏng đỏ thắm mang theo một nụ cười làm lay động lòng người đôi mắt đẹp lấp lánh nhìn Diệp Vô Phong ở trước mặt, cuối cùng thì bát thức ăn của chúng ta cũng trở nên nổi tiếng, vậy nên em mới muốn bàn bạc với anh một chuyện quan trọng. chương 33, dông tố sắp đến. Diệp Vô Phong du ánh mắt xuống, thư âm, em nói đi. Lâm thư âm mỉm cười nói nói, Diệp Vô Phong, tài nghệ nấu ăn của anh quả thật có thể nói là vô cùng tuyệt vời. Không thể ngờ được nồi lớn thức của chúng ta, ấy vậy mà lại cung cấp không đủ nhu cầu của mọi người, cho nên, ngày mai em định tăng thêm một nồi trong phòng bếp, còn có tăng giá lên thành 90.000 đồng một bát. Diệp vô phong lắc đầu nói, thưa âm, em muốn thêm một nồi trong phòng bếp để nâng cao xuất bán, điều này tất nhiên là anh đồng ý. Nhưng mà không cần phải tăng giá lên như vậy. Lâm thư âm ngạc nhiên nói, sao lại không thể tăng giá. Biểu cảm của Diệp vô phong vô cùng nghiêm túc, em có từng nghĩ chưa, những người ăn đồ ăn chỗ chúng ta đều là những anh em nông dân với đồng lương dưới tầng đáy xã hội. 60.000 đồng một chén, lợi nhuận của chúng ta đã rất nhiều rồi, bọn họ còn có thể miễn cưỡng mà tiếp nhận. Nếu lại nâng giá lên, đó chính là một khoản lợi nhuận cách xù, em có nhẫn tâm không? Nếu như em vẫn kiên trì nói thế, vậy anh không thể tiếp tục làm đồ ăn nữa. Bởi vì anh cũng là xuất thân từ nông dân mà ra, anh sẽ không làm tổn hại đến những người anh em đó. Hả, Lâm Thư Âm không thể nào tưởng tượng được, Diệp vô phong vậy mà lại một mạch nói ra những lời nói đó ấn tượng của cô đối với anh lập tức thay đổi. Bởi vậy, cô cười nói, ừm, lời anh nói quả thật là có lý, xem ra ấn tượng của em về anh trước đây, vẫn là không đủ, cần phải học hỏi thêm. Như vậy, em sẽ theo ý của anh, chúng ta chỉ kiếm tiền mình nên kiếm, lợi nhuận ít nhưng doanh thu mạch, cùng lúc còn có thể chăm lo cho những anh em công dân của chúng ta, để họ có thể ăn được đồ ăn của chúng ta. Vì thế, Lâm Thư Âm liền bắt đầu sắp xếp việc này, thêm một cái nồi, còn tìm thêm hai phụ bếp, Chuyên môn hỗ trợ làm đồ ăn Dưới sự dẫn dắt của món hầm Việc kinh doanh của khách sạn lớn Hoàng Triều liền phất lên Nhưng Lâm Thư Âm luôn có một loại cảm giác lo lắng bất an Cứ như sẽ có một chuyện gì đó sẽ xảy ra Quả nhiên, hôm nay vậy mà lại thật sự xảy ra chuyện Lâm Thư Âm đang ngồi ngẩn ra trong văn phòng của cô Gọi điện cùng một khách hàng Từ mạch vội vàng chạy tới chỗ cô, chị Âm Xảy ra chuyện rồi Có một khách hàng, lúc ăn đồ ăn của chúng ta phát hiện ra một con bò cạp. Chị mau đi xem một chút đi. Lâm Thư Âm vừa nghe liền nóng nảy, rốt cuộc sao lại thế này? Trong đồ ăn của chúng ta sao lại có bò cạp được? Bọn họ có báo cáo cho quản lý thực phẩm và dược phẩm nhà nước không? Tử Mạch nói, tạm thời còn chưa rõ. Hai người vội vội vàng vàng đi xuống lầu một, quả nhiên, có một bàn thực khách đang tức giận mà to tiếng hét lớn. Trong đó một người đàn ông mặt to, đang nổi giận đùng đùng mà hét lớn với nhân viên phục vụ, nói đi. Rốt cuộc tính cho tôi một lời giải thích thế nào đây? Chỗ mấy người là chỗ nuôi bò cạp chuyên nghiệp hả? Đồ ăn bên trong trong nồi sao lại trộn lẫn với bò cạp? Cho rằng chúng tôi đều thích ăn cái thứ này sao? Bàn của vị khách này kêu một bàn thức ăn lớn, bên trong vậy mà thật sự có một con con bò cạp, rất dễ thấy. Người đàn ông mặt to liên tục cười lạnh, đừng có mà nói đây là dược liệu. Ăn vào có thể bổ âm tráng dương, nhưng xuất hiện ở trong đồ ăn của các người, quá là không nên rồi. Việc này, chúng tôi cần một lời giải thích thích đáng. Giải thích không rõ ràng, chúng tôi liền báo lên trên. Mau giải thích đi." Diệp Vô Phong thấy Lâm Thư Âm ra, vội vàng tiến lại gần nói, "Thư Âm, việc này kỳ quái, anh thấy bọn họ là đến đây gây sự." Lâm Thư Âm lạnh mặt nói, "Em cũng đã nhìn ra rồi, bọn họ chính là cố ý tới chỉnh khách sạn lớn hoàng triều của chúng ta." Cô đi về phía bàn đó, thay một gương mặt tươi cười nói các vị tôi chính là bà chủ của khách sạn mọi người trước hết bình tĩnh đã có chuyện từ từ nói được không người đàn ông kia căn bản không hề quan tâm vẫn cứ lớn tiếng nói bà chủ sao được lắm khách sạn các người cũng thật biết chăm sóc khẩu vị của khách hàng bên trong lẫn một con bò cạp thứ này chính là côn trùng có độc lỡ đâu ăn phải dẫn đến chết người cô chịu trách nhiệm nổi sao đúng rồi chúng tôi đã điện thoại báo cáo rồi đúng lúc vào lúc này ngoài cửa hai nhân viên công tác mặc đồ của cục quản lý thực phẩm và dược phẩm nhà nước vừa tiến đến liền ồn ào rốt cuộc sao lại thế này là ai báo nói tình huống đi người đàn ông mặt to kia lập tức nói là tôi báo chúng tôi ở chỗ này ăn cơm ăn đồ ăn của anh ta thế mà lại phát hiện một con bò cạp mấy anh cần phải làm chủ cho chúng tôi lâm thư âm vội vàng nói là trưởng khoa vương sao đây là hiểu lầm khách sạn lớn Hoàng Triều của chúng tôi lớn như vậy khẳng định là hợp vệ sinh, trưởng khoa vương ông cần phải phân rõ đúng sai. Trưởng khoa vương này đã từng tới vài lần, lúc này ông ta ra vẻ xử lý việc công, tổng giám đốc lâm, tôi tin rằng con đường nhập nguyên liệu nấu ăn của khách sạn lớn Hoàng Triều đều đã qua kiểm tra đo lường nghiêm khắc, tôi vô cùng yên tâm với mấy người. Chỉ là, cô có đảm bảo công nhân của cô sẽ làm theo quy trình không? Cho dù nói như thế nào, còn bỏ cạp xuất hiện trong nồi thức ăn ngày hôm nay, cô phải cho tôi một lời giải thích. Bằng không, tôi sẽ lập tức niêm phong khách sạn lớn Hoàng Triều. Diệp vô phong đi tới, nghiền ngẫm mà nhìn ông ta, trưởng khoa vương, ông không cần phải vội vàng chụp một cái mũ lên đầu khách sạn chúng tôi như vậy, làm sao ông biết được chất lượng thực phẩm của chúng tôi không đủ vệ sinh. Điều này nói không chừng còn có chỗ không đúng, cũng có thể là một số người cố ý quấy rối, cố ý đem con bò cạp để ở trong đồ ăn của chúng tôi, vu khống cho chúng tôi thì sao? mày nói bậy gì đó. Người đàn ông kia quát lên, mày có ý gì? Ý mày là con bỏ cặp kia do tự tao bỏ vào hay sao? Mày bị điên à? Diệp vô phong mỉm cười nói, bị điên. Anh mới là người bị điên. Hơn nữa, điên còn không nhẹ đâu. Ngũ độc giáo đồ, anh không cần làm bộ làm tịch nữa đâu. Vừa nói, Diệp vô phong vừa sấn lên, không nói lời nào, trực tiếp bóp cánh tay gã. Người đàn ông này tuy rằng vẫn luôn dễ dụa, thoạt nhìn chắc địch, nhưng ở trên tay Diệp Vô Phong cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Ở trước mắt bao người, tay của Diệp Vô Phong thò vào trong túi gã, móc ra một phong thư vô cùng tinh xảo thời cổ xưa, giơ trước mặt mọi người, trên thư viết bốn chữ to, ngũ độc thánh giáo, lắc mấy cái, bên trong phong thư vẫn còn có cái gì đó, lạo xạo rơi ra, con bò cạp, con rết, con nhện. Diệp Vô Phong chỉ vào mấy thứ này, giận dữ hết nói đi bây giờ tôi yêu cầu anh cho khách sạn hoàng triều chúng tôi một lời giải thích nếu không chúng tôi sẽ báo cảnh sát mày này đây là có chuyện gì nét mặt người đàn ông ngơ ngác trong túi gã sao lại có mấy thứ này gặp quỷ sao này rốt cuộc là chuyện gì trưởng khoa vương ông phải làm chủ cho tôi mấy thứ này chắc chắn không phải là của tôi là anh ta bỏ vào trong túi của tôi tôi không thể nào đem theo thứ này bên người được trưởng khoa vương đảo mắt nghiền ngẫm mà nói ai ra vừa rồi là ảo thuật sao tôi quả thật không thấy rõ lắm mấy thứ này rốt cuộc là ai mang đến lâm thư âm nhìn thấy vậy tức giận mà lớn tiếng với trưởng khoa vương sự việc rõ ràng là trưởng khoa vương ông lúc này bỗng nhiên lại có một giọng nữ chói tai vang lên ai ra thật buồn nôn khách sạn này thật quá đáng rồi vệ sinh quá kém chơi ạ à, bên trong đồ ăn sao lại có cái này mọi người ngay lập tức bị thanh âm này hấp dẫn thì thấy một người phụ nữ trung niên đang dùng chiếc đũa gắp ra một thứ gì đó từ trong nồi, chung quanh ngay lập tức nổi lên mấy trận nôn liên tục. Hóa ra, thứ kia lại là miếng băng vệ sinh mà phụ nữ thường dùng. Khó trách những thực khách mẫn cảm xung quanh, dường như muốn nôn cả cơm tối qua ra, tưởng tượng một chút, quả thực là chịu không nổi mà. Vệ sinh của khách sạn lớn Hoàng Triều quá kém nghe đồn đồ ăn ở đây vô cùng ngon thế mà cửa hàng của bọn họ lại khinh thường khách đến như vậy đền tiền nhất quyết phải đền tiền lâm thư âm cũng nhìn ra người phụ nữ này cùng người đàn ông vừa nãy rõ ràng chính là cùng một bọn phối hợp vô cùng ăn ý không những giải vây cho đồng lóa còn tạo thành hiệu quả làm ôn trưởng khoa vương lập tức nghiêm mặt lớn tiếng nói bà chủ chứng cứ vô cùng xác thực tôi thấy khách sạn hoàng triều lớn như vậy cần phải niêm phong ngay lập tức Chương 34, lấy độc trị độc. Trong lòng Lâm Thư Âm sáng tỏ, trưởng khoa Vương này rõ ràng cùng một ruột với đám người đàn ông kia, phối hợp tốt đến như vậy, chính là chuyên môn tới ăn vạ. Chắc chắn sau lưng còn có người điều khiển. Nhưng hiện tại nên làm gì bây giờ? Lâm Thư Âm nhịn không được đưa ánh mắt xin giúp đỡ, nhìn về phía Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong không hề nóng nảy, chậm rãi nói, "Trưởng khoa Vương, nếu thứ này thật sự là do đầu bếp của chúng tôi không cẩn thận bỏ vào đi nữa, ông yên tâm không cần ông niêm phong khách sạn chúng tôi cũng muốn đóng cửa lại còn có muốn bồi thường tổn thất kinh tế cho khách hàng tất cả mọi người mỗi người đền một triệu mọi người cảm thấy như thế nào hừm này còn được nhóm khách hàng xung quanh đương nhiên tán thành cách nói này diệp vô phong thong dong mà nói đền tiền là điều cần thiết tuy nhiên đầu tiên muốn tìm ra thủ phạm ai đem thứ này bỏ vào nồi thức ăn đều phải bồi thường tôi nghĩ rằng mọi người hẳn là không ý kiến đi. Lúc anh nói chuyện, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm người phụ nữ kia. Người phụ nữ bị anh nhìn chằm chằm đến nổi da gà, ngoài mạnh trong yếu mà kêu lên, mày nói bừa cái gì? Mày nhìn tao làm gì? Còn không mau đền tiền. Diệp vô phong chỉ vào bà ta, lớn tiếng nói, đền tiền không phải là vấn đề, vấn đề là, người đền tiền không phải là tôi, mà là bà. Nhìn Diệp vô phong vươn tay chỉ, người phụ nữ đột nhiên biến sắc mày, mày muốn làm gì bà ta bày ra một bộ dáng phòng bị diệp vô phong nôn một tiếng tôi khinh chỉ dựa vào dáng vẻ này mời tôi sờ tôi còn ghê tởm hiện tại mời bà mở túi nhỏ kia ra trước mặt mọi người tôi muốn kiểm tra một chút mày không có quyền lục soát tao bà ta nhịn không được bảo vệ túi nhỏ của mình diệp vô phong nói mọi người xem cho kỹ hiện tại tôi hoài nghi này miếng băng vệ sinh này là bà ta tự bỏ vào trong nồi thức ăn cho nên, trong túi của bà ta hẳn là vẫn còn chứng cứ. Mày nói bậy, ngậm máu phun người, trong túi của tao căn bản không có cái gì là chứng cứ cả. Mày không có quyền lục soát túi tao. Lúc này Chu Khải bạn trai của Tử Mạch đã đi tới, "Tôi là cảnh sát, tôi yêu cầu xem xét túi của bà. Có quyền hay không?" "Hả? Bà ta thấy Chu Khải quả thật là cảnh sát, ngay lập tức bắt đầu hoảng sợ, tôi không có phạm pháp." Chu Khải uy nghiêm mà nói, "Có phạm pháp hay không?" cảnh sát chúng tôi phá án chú ý chứng cứ. Hiện tại, mời bà mở túi ra, chứng minh mình trong sạch đi. Ánh mắt bà ta lập lè, muốn trốn, khách sạn lớn Hoàng Triều mấy người khinh khách, mấy người căn bản là một lũ cướp giật thông đồng với nhau. Làm cảnh sát, mấy người hẳn phải kiểm tra khách sạn lớn Hoàng Triều, sao có thể kiểm tra ngược lại khách hàng. Tôi sẽ không để các người yên đâu. Diệp vô phong ngăn bà ta lại, không để yên cho chúng tôi. Được thôi, mở túi ra đi rồi nói tiếp. Anh đưa chiếc đúa vừa rồi đã gắp miếng băng vệ sinh kia lên, dơ lên cho mọi người cùng xem, mọi người xem rõ ràng, thương hiệu này là do Hoa Anh Đào hay Đảo Quốc sản xuất đây. Sau đó anh lấy tư thế xét đánh, đem túi của bà ta mở ra, đồ vật bên trong liền bị rớt ra ngoài. Bên trong có son môi, kem chống nắng linh tinh, chìa khóa di động, ví tiền. Nhưng mọi người đều thấy được rõ ràng, bên trong quả thật có một túi băng vệ sinh đã mở ra, mấu chốt chính là thương hiệu lúc nãy, Hoa Anh Đào. Diệp vô phong cố ý cầm túi băng vệ sinh lên, cho mọi người xem, các vị khách hàng, mắt đã thấy rõ ràng. Loại đồ này bà ta tự mình dùng thì cũng chẳng hề thành vấn đề. Nhưng bà ta cố tình lấy ra bỏ vào đồ ăn, người như thế này cũng quá ghê tởm rồi. Khách sạn Hoàng Triều chúng tôi yêu cầu cảnh sát trị thẳng tay mấy thành phần quấy rối. Được, người phụ nữ này cũng quá xấu xa rồi, báo hại tôi nôn nửa ngày. Bắt bà ta, người gì quá ghê tởm. Cảnh sát, loại người xấu như này, cần phải chỉ thẳng tay mới được. Nhốt bà ta 100 năm, đỡ phải ra hại người. Phạm vào nhiều người tức giận, nữ nhân này trên người tức khắc chúng rất nhiều đồ linh tinh, chiếc đũa, mâm, đồ uống, nguyên liệu nấu ăn, tất cả đều ném lại đây, tiếng kêu thảm thiết. Chu Khải lớn tiếng nói, mọi người không cần đánh, tôi sẽ mang hai người bọn họ đi điều tra, mong mọi người dơ cao đánh khẽ, nhớ đâu đánh thành thương tích gì thì cũng không tốt lắm. Chu Khải lúc này ngược lại biến thành vị cứu tinh của tội phạm, hai người này liền ngoan ngoãn mà đi theo Chu Khải rời đi. Lâm Thư Âm thở nhẹ ra một hơi, tản đá trong lòng rơi xuống. Trời ạ, à, Diệp Vô Phong thật đúng là nhanh trí. Vốn dĩ loại chuyện này rất khó nói rõ, anh lại có thể dễ dàng hóa giải, làm cô có một cảm giác sống sót sau tai nạn. Hai người bốn mắt nhìn nhau, hiểu ý cười, tình ý miên man. Cô khôi phục bình tĩnh thong dong, trưởng khoa vương, sự thật đều phơi bày. Hai thành phần quấy rối kia cũng bị cảnh sát trừng trị, điều này càng chứng minh vệ sinh của khách sạn Hoàng Triều chúng tôi không có vấn đề. Các vị khách quý, mọi người có thể yên tâm mà thưởng thức đồ ăn của chúng tôi. Trưởng khoa Vương đại diện cho lãnh đạo cục quản lý thực phẩm và dược phẩm nhà nước, tự mình chứng kiến sự việc hôm nay, chúng ta cũng nên cảm ơn trưởng khoa Vương làm việc nghiêm minh. Bạch bạch, tiếng vỗ tay vang lên, chính là trưởng khoa Vương lại cảm thấy có khác gì tự vả vào mặt mình đâu mặt ông ta đỏ như đờ tê khỉ ông ta cố gắng nói vài câu đàng hoàng sau đó mang theo người của mình vội vàng trốn đi nhìn vị trưởng khoa xám xịt mà rời đi lâm thư âm làm yên lòng khách hàng rồi giao cho tử mạch lôi kéo diệp vô phong đi vào văn phòng diệp vô phong em cảm thấy việc ngày hôm nay có chỗ kỳ lạ anh đây hôm nay là chơi từ chỗ nào ra thế cái phong thư kia còn có túi băng vệ sinh là anh tự biến ra sao thành thật khai báo đi Diệp Vô Phong ngồi xuống trước mặt cô, cố ý bắt chéo chân, thản nhiên nói, "Khụ khụ, anh hơi khát, cái kia, Thư Âm, rót dùm anh ly nước lọc đi." Lâm Thư Âm trợn trắng mắt, nhưng vẫn đi rót nước giúp, "Được rồi được rồi, đừng úp úp mở mở nữa, nói nhanh lên đi, em vẫn chưa nghĩ thông suốt đâu." Nhận ly nước, Diệp Vô Phong tâm trạng thoải mái, tuy rằng chỉ là rót một chén nước, nhưng từ khi cùng cô kết hôn đến nay, vẫn là lần đầu tiên cô chịu làm như thế này. Diệp vô phong giải thích, thật ra, anh có thể thuận lợi giải quyết chuyện này, vừa rồi cũng là vừa khéo thôi. Thì ra, lúc sáng nay khi đi chợ mua đồ ăn bán, trùng hợp nhìn thấy một hàng bán mấy con trùng độc này, cố tình là người đàn ông hồi nãy còn đang đứng đó mua bọ cạp. Quan trọng nhất chính là, nội dung nói chuyện của người đàn ông và người phụ nữ, khiến cho Diệp vô phong chú ý. Người đàn ông mặt to nói, vợ à, đến lúc đó, anh đem con bò cạp bỏ vào, sau đó làm náo loạn lên, em cũng nhân cơ hội bỏ miếng băng vệ sinh em đem bỏ vào trong nồi thức ăn của bọn họ hôm nay phải cho khách sạn lớn hoàng triều không chối cãi được rồi đóng cửa luôn người phụ nữ cười khanh khách chồng à anh thật là quá thông minh chiều này quả thật có thể đuổi kịp thủ đoạn của khách sạn lớn triều chỉ cần có thể niêm phong khách sạn lớn hoàng triều cũng có thể báo thù cho huynh đệ nhị biêu tử của chúng ta khuôn mặt xinh đẹp của lâm thư âm lộ ra vẻ ngạc nhiên thì ra đôi nam nữ này là người thân của phùng nhị biêu à diệp vô phong gật đầu ừm lâm thư âm nói sau đó thì sao anh liền tương kế tự kế thuận tiện mua mấy con côn trùng bỏ vào phong thư bỏ vào túi của người đàn ông kia buồn cười chính là trên phong thư còn viết cái gì mà ngũ độc thánh giáo đáng thương thay cho anh ta thế mà vẫn cứ ngu dốt không biết diệp vô phong kinh ngạc mà mở to hai mắt ai ra thư âm sao anh lại không biết em lại thông minh như vậy chứ nhỉ lâm thư âm đảo mắt khinh thường hừ, anh như này là đang khen đấy à, người bình thường cũng có thể nhận ra, cô lại cười xinh đẹp, nhưng mà, chuyện hôm nay anh quả thật là làm rất đẹp, thiếu chút nữa làm em muốn rớt tim ra ngoài. Diệp vô phong trơ mặt ra, vậy bà xã khen tôi một cái đi nào. Lâm thư âm lạnh lùng, nói sau đi, chương 35, gặp phải sát thủ ở Hồ Nhạn Tây. Diệp vô phong thấy cô xấu hổ, biết được nếu tiến thêm một bước nữa sẽ rất khó khăn, chỉ có thể đợi đến buổi tối lại đi năn nỉ ỉ ôi. Nghĩ đến việc có thể thừa dịp này viên phòng cùng Lâm Thư Âm, tâm tư nho nhỏ của Diệp Vô Phong cũng linh hoạt lên, đến dáng đi đường cũng biến đổi. Vào buổi chiều, Diệp Vô Phong đưa cô đến công trường, khi gần kết thúc công việc, nhận được điện thoại của cô, Diệp Vô Phong, em quyết định buổi tối hôm nay sẽ thưởng cho anh. Được, được, thật tốt quá. Diệp Vô Phong hô chân múa tay. Lâm Thư Âm nói, anh kêu cả Tiết Phi, Mã Vũ, Hàn Kỳ lại đây, gọi thêm tử mạch nữa, tối nay em sẽ mời mọi người ăn lẩu xiên que, các anh cứ gọi rượu tùy thích. Khụ khụ, Diệp Vô Phong thiếu chút nữa bị nghẹn, lý tưởng tốt đẹp biết bao nhiêu, hiện thực càng thảm bấy nhiêu. Việc này cũng tính là khen thưởng sao? Lâm Thư âm nhẹ nhàng cười nói, đồng chí à, cách mạng còn chưa thành công, đồng chí vẫn cần phải nỗ lực nha. Mới có được một chút thành tích mà đã muốn đắc ý lên mặt, chừng nào anh làm ra thành công lớn hơn nữa. Trở thành một người thành công chân chính mới có thể có được khen thưởng thật sự chứ." Diệp Vô Phong không nhịn được thề, "Thư Âm, anh bảo đảm sẽ cho em thấy được thành tích của anh." Bên hồ nhạn tây, phong cảnh như tranh vẽ, bên cạnh hồ có một nhà hàng nướng BBQ lâu đời, bán lạp xưởng Tân Cương gì đó, mười mấy năm qua, việc kinh doanh vẫn luôn vô cùng phát đạt, có thể thấy được tiệm lẩu xiên nướng này vô cùng ngon. Phần thưởng của Lâm Thư Âm tất nhiên không phải chỉ là một món quà lặt vặt cô còn phát cho bọn Diệp vô phong mỗi người một phong bao lì xì. Ăn xiên que uống rượu, ngắm cảnh đẹp bên hồ, nói chuyện trên trời dưới đất, còn có người đẹp bên cạnh, một ngày như thế này quả thật là quá đẹp trời. Tử mạch nhịn không được hỏi Tiết Phi, anh Phi, nghe nói quê quán của anh cũng ở thành phố Tam Giang. Thế chúng ta là đồng hương rồi, anh còn thi đấu quyền anh, lại còn đạt được quán quân. Tiết Phi được người đẹp khen ngợi như vậy, nét mặt liền trở nên tỏa sáng, hưng phấn mà nói, ừm, anh quả thật là đã từng đạt quán quân một lần. Năm đó anh đánh tổng cộng 7 trận, đều là cắn răng nhẫn nhịn mà đấu, cho tới bây giờ vẫn còn vết thương ở trên người. Nói tới đây, Tiết Phi vừa muốn ở người đẹp trước mặt mình thấy được một mặt dũng mãnh của mình, mặt khác cũng muốn khoe khoang trước mặt Diệp Vô Phong, anh ta cởi chiếc áo đang mặc trên người, lộ ra một thân đầy vết thương. Wow, anh Phi, anh thật đỉnh quá đi, Từ Mạch quả nhiên hét lên một tiếng, cực kỳ hâm mộ. Diệp vô phong vốn dĩ không hề để tâm đến những cái này trên người anh quả thật không có được nhiều vết thương như vậy nhưng mà anh cũng đâu phải chưa từng đánh một trận ác liệt đâu. Nếu là Tiết Phi thì sớm đã chết một trăm lần. Còn nhớ ba năm trước ông đây một thân một mình đấu với một ổ ma túy còn bị nhốt bên trong một tòa nhà hoang đối phương còn sử dụng vũ khí hạng nặng còn chẳng phải bị ông đây đánh cho tan tác sao? Một cọng lông của ông cũng không bị thương kia. Diệp vô phong đã từng trải qua chiến tranh khói lửa xa trường đương nhiên không có hứng thú tranh cùng với loại người thường như tiết phi người khác cũng phụ họa khen diệp vô phong lại cố tình vùi đầu uống rượu căn bản không hề để ý tới tiết phi hơi không được vui thầm nghĩ trong lòng tổng giám đốc lâm bỏ số tiền lớn mời tôi tới đây chứng minh tôi cũng có giá trị tương xứng diệp vô phong tay mơ như anh thế mà cũng dám kiêu ngạo trước mặt ông đây dù trong lòng không được vui vẻ cũng không như thế nào biểu hiện ra ngoài âm thầm tính toán một ngày nào đó tìm cơ hội để cho diệp vô phong biết mã vương ra có ba con mắt sau khi cơm no rượu say lâm thư âm nói tiết phi nếu như mọi người đã ăn xong rồi ba người các anh thêm cả tử mạch cùng nhau về khách sạn đi vâng tổng giám đốc lâm mọi người đứng lên cùng tử mạch rời đi diệp vô phong ở cùng lâm thư âm lúc tính tiền xong đang muốn rời đi đột nhiên lỗ tai diệp vô phong bỗng nhiên giật giật anh chính là binh vương xuất sắc cho dù hiện trường có náo loạn ồn ào cỡ nào nhưng trời sinh vô cùng nhạy cảm với tiếng của vũ khí, cảm giác cực kỳ nhạy bén. Ngoài 50 mét, là tiếng súng nổ. Có người ở bắn súng, là vì ai mà tới? Chỉ trong nháy mắt, Diệp Vô Phong đã phản ứng một cách chuẩn xác, anh đột nhiên đè lâm thư âm xuống. Diệp Vô Phong phản ứng quá nhanh. Bằng, vào lúc tiếng súng vang lên, viên đạn găm vào bình rượu phía sau lâm âm, đập nát tan thành, văng tung tóe khắp nơi. Tiếng hét lập tức nổi lên bốn phía, toàn cảnh lâm vào hỗn loạn. Thật rõ ràng, viên đạn là hướng về phía lâm thư âm. Xung quanh nổi lên một chàng kêu bố gọi mẹ, tiếng bàn tán khắp nơi, các loại tiếng khóc la không dứt bên tai. Đột nhiên, Diệp vô phong cảm thấy trước mắt tối sầm, cũng không biết là ai đã kéo công tắc nguồn điện, một làn khói mang theo mùi lạ dần dần tản ra trong đám người. Mọi người bị dọa thảm hại như thể gặp phải tận thế, đủ hình dạng hoảng sợ. Lâm thư âm rõ ràng cảm giác được, Diệp Vô Phong bế ngang cô lên, tạm thời ẩn nhẫn, thấp giọng nói, "Thư Âm, có sát thủ. Có điều, em không cần lo lắng." Lâm Thư Âm cảm thấy cái ôm của anh vô cùng ấm áp. Mặc dù cô không hề có kinh nghiệm chiến đấu, nhưng cũng cảm thấy được, viên đạn vừa rồi chính là hướng về cô mà đến. Nếu không phải Diệp Vô Phong vào lúc nghìn cân treo sợi tóc, đè cô xuống, chính cô đã bị bắn trúng rồi. Ngôn tình sủng. Hiện trường mọi người vẫn chen chúc nhau, người đâm người. Người dẫm lên người, hỗn loạn không tả nổi. Diệp Vô Phong không nói chuyện, ôm chặt Lâm Thư Âm, anh men theo tuyến đường, áp dụng chiến thuật lẩn tránh, cho dù ở trong tình huống tối lửa tắt đèn, cũng có thể thoải mái lách qua bên người các khách khác, đi vào cửa, đột nhiên người anh cứng lại, hai mắt đỏ ngầu. Nguyên nhân là do anh vừa tình cờ nhìn thấy, ở trong ánh đèn mỏng manh, một thân hình vừa ẩn mình vào bụi lau sậy. Lâm Thư Âm cũng thấy rồi, Diệp Vô Phong, đó là sát thủ sao? Diệp vô phong tiếp tục ôm chặt cô, dùng thân thể bảo vệ an toàn cho cô, đột nhiên cúp điện, chứng tỏ sát thủ có đồng bọn, nếu như anh tiếp tục đuổi theo, em sẽ gặp nguy hiểm. Ở trong tình huống địch tối ta sáng, Lâm Thư Âm cũng sợ hãi đến cực điểm, hoàn toàn không biết làm sao. Hiện trường vẫn vô cùng hỗn loạn không có ổn định, bên trong đám đông bỗng nhiên có một cô gái, chạy tới bên hai người Diệp vô phong, có lẽ là quá kinh hoàng, thế mà lại kéo Diệp vô phong cánh tay, cứu mạng. Anh, cứu mạng với. Diệp vô phong tùy tiện nhìn cô ta một cái rồi lôi kéo lâm thư âm, nhanh chóng bỏ chạy. Cô gái trẻ tuổi này, theo sát phía sau bọn họ, mục tiêu của bọn họ là chiếc BMW đang dừng bên đường của lâm thư âm. Diệp vô phong cảm thấy, chỉ cần có thể lên xe thì có thể an toàn. Cấp tốc chạy khoảng 300 mét nữa, tới bên cạnh ô tô. Em sẽ phụ trách lái xe. Lâm thư âm lấy chìa khóa xe ra, mở cửa xe. Bỗng nhiên, lâm thư âm cảm thấy một bóng người chợt lóe lên trước mắt diệp vô phong thủ một tư thế vô cùng sắc bén nhào về hướng cô gái kia đòn tấn công của diệp vô phong mạnh đến mức nào cơ chứ cô gái kia ngay lập tức bị diệp vô phong khống chế hoàn toàn không thể động đậy khẩu súng lục mới vừa lấy ra căn bản không cách nào dùng đến chiêu thức của diệp vô phong vô cùng mạnh căn bản không hề bàn đến cái gì mà thương hoa tiếc ngọc sau khi áp chế được cô gái thì túm hai cánh tay của cô bẻ ngược về phía sau Cô ta chỉ có thể bị bắt áp sát vào ô tô, khẩu súng lục trên cánh tay kia rơi xuống. Lâm Thư Âm khiếp sợ, trời ạ, à, sao sát thủ lại có thể giả thành một cô gái đáng thương cơ chứ? Lại còn mang theo súng, nếu không phải Diệp Vô Phong phát hiện kịp thời, chính cô hôm nay chắc chắn cũng sẽ mất mạng. Nhưng làm sao anh phát hiện ra chứ? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 36, đồng bọn của nữ sát thủ. Diệp vô phong khống chế thân thể cô ta khiến cô ta không cách nào động đậy được. Cơ thể to lớn của anh ép sát lưng cô ta, hai chân anh hơi giang ra, thân dưới của anh cũng tỉ mạnh vào vòng ba của cô ta. Tư thế hiện tại của hai người cực kỳ giống tuyệt kỹ, vào cửa sau trong truyền thuyết. Nữ sát thủ phản kháng trong vô vọng, mặt cô ta xám xịt, cô ta mím chặt môi không nói một lời. Diệp vô phong nghiêm túc hỏi cô ta, thành thật khai báo, là ai ra lệnh cho cô? Nữ sát thủ thở dốc một hơi, cô khinh thường mà bĩu môi, không biết. Diệp vô phong nổi giận nói, con mẹ nó, đừng nói là ngay cả não bà cô cũng không đem nên ai phái tới cũng không biết đó nhé. Anh nhấc chân đá móc lên, rồi lại dùng tay chụp lấy cây súng lục hương, băng đạn còn đầy, cô chưa kịp nổ súng, quá nhục nhã nhỉ. Nữ sát thủ câm nín, một lúc sau cô ta nói, anh thắng, tôi thua, chỉ đơn giản vậy thôi diệp vô phong kê họng súng ngay huyệt thái dương của cô ta vậy tôi đành bắn chết cô nữ sát thủ dứt khoát nhắm chặt mắt lại có gan thì cứ nổ súng ai sợ anh chứ diệp vô phong cất khẩu súng lục đi cô tưởng muốn chết thì dễ vậy sao còn có thứ gọi là sống không bằng chết đến lúc đó cô sẽ phải cầu xin tôi sẽ làm theo hết thảy điều tôi nói nữ sát thủ bắt đầu sợ rồi cô ta gồng người lên ra sức mà vùng vẫy nhưng quá đáng tiếc Sức lực giữa cô ta và Diệp Vô Phong cách biệt một trời một vực, cô ta có vùng vẫy cả ngày thì cũng chỉ tốn công vô ích mà thôi. Cô ta dứt khoát không dãy dụa nữa, tôi không hiểu, làm sao anh có thể phát hiện ra tôi là sát thủ? Chỉ thiếu một bước nữa là cô ta đã thành công, cô ta có lòng tin tuyệt đối vào tài nghệ bắn súng của mình, chỉ cần có súng trong tay thì dù thân thủ Diệp Vô Phong có ghê gớm hơn nữa cũng sẽ có kết cục thành một cặp không sinh cùng tháng nhưng chết cùng ngày với Lâm Thư Em M. Đáng tiếc Kết quả hoàn toàn lệch khỏi dự liệu của cô ta, cô ta bị đối phương bắt tại trận. Cô ta không chỉ thất bại trong gang tấc mà còn không giữ được súng trong tay. Cô ta cảm thấy cô ta đã che giấu rất kỹ rồi nhưng tại sao người đàn ông này lại có thể phát hiện ra? Dù nghĩ đến nát óc cô ta cũng không hiểu nổi, cô ta tự tin rằng từng hành động của cô đều hoàn hảo không để lại một dấu vết gì. Đúng là tính cách của Diệp Vô Phong luôn đề phòng cảnh giác, nhưng xác thật lúc đầu anh cũng không nhận ra cô ta có điểm đáng ngờ nào phải nói là khả năng diễn xuất của cô ta tốt đến kinh người. Biểu cảm của cô ta rất tự nhiên, lúc giả vợ yếu đuối cũng rất là giả chân. Thế nhưng là, khoảnh khắc cả đám chạy đến chỗ chiếc xe BMW, Diệp Vô Phong đột nhiên phát hiện ra điểm bất thường, cô gái này hẳn phải là một cô gái yếu đuối nhưng lại chạy rất nhanh. Lâm Thư M cực kỳ quan tâm đến việc rèn luyện thể chất, bình thường cô một ngày chạy bộ cả ngàn mét cũng có. Nhưng đến cả Lâm Thư M lúc đó cũng phải thở hồng hộc, Hết lần này tới lần khác cô gái này lại chạy một cách cực kỳ thong dong. Mặt cô ta không đỏ, hơi thở cũng đều đặn, như vậy nghĩa là gì? Nghĩa là cô ta có cơ thể mạnh mẽ mà không một người bình thường nào có được. Không chỉ thế, cấp bậc võ công của cô cũng ít nhất đạt đến tinh anh. Một cao thủ có cấp bậc võ công đến trình độ đó thì trong một tình huống bình thường như vậy sẽ không bị đàn ông làm cho sợ hãi. Một cô gái như thế càng sẽ không xin giúp đỡ từ một người đàn ông bình thường. Khi Diệp Vô Phong bắt đầu thấy được điểm đáng nghi, anh cũng lập tức chú ý tới động tác rút súng của cô ta để mà kịp thời khống chế cô ta. Diệp Vô Phong không sợ có người khác làm phiền, cứ thế kể lại mọi chuyện cho cô, sau khi giải thích xong thì anh cười đắc ý, không ngờ đúng không? Cô đã bại lộ như vậy đó. Lúc đầu tôi còn tưởng cô chỉ là một đứa mê trai, bị vẻ đẹp trai phong độ người người của tôi quyến rũ. Ai biết cô lại là một con thiếu não tự nghĩ mình ngon. Bốp, Nói rồi Diệp Vô Phong cố ý dùng sức vỗ một cái lên mông của cô, nhìn đống cơ bắp này xem, lực đàn hồi tốt như thế, săn chắc đầy đặn như vậy, khẳng định không phải chỉ tập luyện vài ba năm là được đâu. Bị Diệp Vô Phong cố tình châm chọc khiến nội tâm nữ sát thủ kia hoàn toàn sụp đổ. Cô ta đã làm sát thủ được mấy năm, số lần chấp hành nhiệm vụ cũng trên vài chục. Mỗi một nhiệm vụ cô ta đều hoàn thành xuất sắc, cũng được coi là tinh anh trong giới sát thủ. Nhưng hôm nay cô thua quá nhục nhã không chỉ mất mặt, cô ta còn có thể mất mạng. Lâm Thư em mở oán hận nhìn qua nữ sát thủ này, Diệp vô phong, nếu cô ta đã không chịu khai ra thì chúng ta giao cho cảnh sát xử lý đi. Đúng ngay lúc đó có mấy bóng người xuất hiện, nhóm người Tiết Phi, Mã Vũ, Hàn Kỳ, Tử Mạch cùng chạy đến chỗ chiếc xe BMW. Ra là vì cao thủ cấp võ sư Tiết Phi này vừa đi chưa được bao xa đã nghe thấy tiếng súng. Anh ta lập tức đoán được nhóm Lâm Thư M gặp nguy hiểm nên đã dẫn ba người này quay về đây. Bốn người này bị kìm chân lại bởi một đám đông đang hoảng loạn, mãi một lúc sau mới tìm thấy nơi này. Khi họ nhìn thấy nữ sát thủ đã bị Diệp Vô Phong khống chế thì Tiết Phi cảm thấy khó chịu, anh ta mới là vệ sĩ cao cấp mà Lâm Thư M thuê tới nha. Sao tên nhãi này dám chiếm công thế hả? Dù cho tâm trạng Tiết Phi có phiền muộn thì cũng không tiện nói ra anh ta chỉ có thể quan tâm thăm hỏi tổng giám đốc lâm cô không sao chứ lâm thư m vẫn còn hơi hoảng loạn tâm tình cô chưa kịp bình tĩnh lại chỉ có thể nói tôi không sao tiết phi diệp vô phòng đã bắt được nữ sát thủ này mọi người cũng có mặt nên tôi cũng yên tâm hơn tiết phi cắn răng nói con đàn bà đáng chết kia cô còn không tranh thủ thời gian khai thật ra đi rốt cuộc là ai sai cô đến đây thế mà dám gây sự với công ty an ninh long kiếm cũng quá xem thường công ty An Ninh Long Kiếm này rồi đó. Nhưng nữ sát thủ kia vẫn cắn chặt răng, không hề có ý định trả lời. Mã Vũ cười lạnh nói, anh phi nhiều lời với cô ta làm chi cho mệt. Để em tra tấn cô ta trước đã lại giao cho cảnh sát là xong. Rồi Mã Vũ rút một con dao nhỏ ra từ bên hông, anh đứng nhìn hai tay cô gái kia đang suy nghĩ nên cắt kiểu gì. Đột nhiên có một tiếng cười vang dội truyền đến từ đằng xa rồi chỉ trong chớp mắt lại có giọng nói sát bên bọn họ, lũ chuột nhất không biết điều kia, kẻ nào dám đụng đến một sợi lông của cô ấy thì tôi bẻ cổ người đó. Một người đàn ông mặc áo đen có dáng người cao gầy bỗng dưng như một bóng ma hiện ra trước mắt bọn họ. Ông ta khoảng chừng 50 tuổi, trong tay ông ta đang cầm một cây văn minh côn, hơn nữa, người này còn mang cả kính dâm. Nhưng toàn thân ông ta tỏa ra một cảm giác sặc mùi chết chóc, như thể không khí bị đông cứng lại. Bảo vệ tổng giám đốc Lâm. Ba người Tiết Phi, Mã Vũ và Hàn Kỳ lập tức phản ứng. Ba người bọn họ đứng đối mặt với người đàn ông nguy hiểm kia, xếp thành một hàng phòng vệ ngăn giữa ông ta và Lâm thư em M, đồng thời cũng bảo vệ luôn Diệp Vô Phong. Nam sát thủ hoàn toàn không quan tâm đến ba người này, ông ta ung dung tiến lại gần. Trong lòng Tiết Phi bỗng nhiên chấn động một cái cao thủ. Kể từ khi thành tài rời khỏi Thiếu Lâm tự, Tiết Phi mới đầu đã trà trộn vào giới quyền anh ngầm. Tuy thi đấu ở đây rất nguy hiểm nhưng lại là một con đường kiếm tiền nhanh chóng. Tiết Phi dù có gặp khó khăn nhưng cũng coi như rất thuận lợi, mãi cho đến khi anh ta gặp một cao thủ. Vị cao thủ này tùy ý đứng đó thôi đã tỏa ra luồng sát khí dọa người. Kết quả trận đấu, Tiết Phi bị người đó nhẹ nhàng đánh bại, anh ta trọng thương sắp chết, thiếu chút nữa là chết thật. Sau khi khôi phục lại thì Tiết Phi cũng bỏ luôn cái nghề đối kháng bán mạng này. Hôm nay tiết phi lại một lần nữa cảm nhận được luồng sát khí khiến lòng người sợ hãi đó luồng sát khí dày đặc này khiến tiết phi cảm thấy đến cả hô hấp cũng thật khó khăn anh ta vô cùng hoảng sợ mà lùi về sau một bước tiết phi chua chát hỏi một câu ông rốt cuộc là ai vì sao lại xuất hiện ở đây nam sát thủ khinh miệt hừ lạnh cút ngay cậu lại cản đường tôi lần nữa là chết thật đấy tuy giọng ông ta nhỏ nhưng lại mang theo một uy quyền khó có thể kháng cự lại đột nhiên Mã Vũ bất ngờ xông tới trước, anh ta vung quyền nhắm ngay ngực ông ta mà đánh. Cơ thể nam sát thủ không nhúc nhích, chỉ thấy Văn Minh Côn đột nhiên mở ra làm mọi thứ mở đi. Mã Vũ cũng không thấy gì cả, chỉ cảm thấy cánh tay phải hơi đau và ngực hơi tê dần. Hóa ra ông ta đã dùng Văn Minh Côn đâm ngay huyệt thiên trung trước ngực Mã Vũ. Đây chính là một trong những tử huyệt trên cơ thể con người. Chương 37, Hoàng tử cứu công chúa ở ngoài đời thực. May mắn thay Mã Vũ là thanh niên trai tráng, cộng thêm anh ta có luyện tập tuyệt kỹ kim trung cháo thiết bố Sam để phòng thân. Nếu không thì chỉ với một chiêu này Mã Vũ hẳn phải chết ngắc rồi. Dù cho có võ công hộ thể nhưng Mã Vũ cũng ngã lăn ra đất, hai mắt anh ta tối sầm, anh ta ho ra một ngụm máu, tất nhiên là nội tạng của anh đã bị thương không nhẹ. Mã Vũ mất khả năng chiến đấu. Đối phương có thể mạnh đến vậy sao? Vừa đối mặt mà Mã Vũ đã bị trọng thương rồi. Tiết Phi vô cùng rõ ràng, chỉ với nhiều đó đã có thể chứng minh trình độ võ công của người này vượt xa đẳng cấp võ sĩ nói cách khác một võ sĩ vừa được lên hạng như tiết phi là hoàn toàn không phải đối thủ của ông ta nhưng mã vũ lại là anh em tốt của tiết phi mã vũ bị người khác đánh anh ta có thể mặc kệ sao vì thế nên tiết phi gào lên một tiếng rồi liều mình xông tới đối chiến với người đàn ông kia đúng là võ công của tiết phi cao hơn mã vũ nhưng khi ở trước mặt nam sát thủ này thì anh ta cũng chỉ cố đỡ được mấy chiêu là đã để lộ ra sở hở đầy mình hàn kỳ nhìn ra vấn đề nên nói diệp vô phong anh tranh thủ thời gian đưa tổng giám đốc lâm rời khỏi chỗ này đi tôi đến hỗ trợ anh phi hàn kỳ vô cùng phấn khích nhào tới liên thủ với tiết phi mà lâm thư âm khi thấy tình hình chiến đấu của ba người thì lòng cô lạnh ngắt một chút hy vọng cũng không có Cô cảm thấy cho dù Hàn Kỳ có đến liên thủ với Tiết Phi thì cũng không cách nào đánh lui được nam sát thủ này cả. Mà tử mạch càng không thể chịu nổi, cô ấy núp ở sau lưng lâm thư âm, toàn thân đều run rẩy. Diệp vô phong, chúng ta phải làm gì bây giờ, chạy trốn khỏi đây không? Sóng lâm thư âm rất là gấp gáp. Diệp vô phong quát lên, chúng ta sẽ không bỏ lại bất kỳ người nào. Nữ sát thủ bị anh khống chết trong tay có lẽ vì thấy đồng bọn đến giúp đỡ nên càng ra sức dẫy ruộng nhưng hai tay của Diệp vô phong lại như sợi xích sắt, cô ta không cách nào giải thoát được. Hiện tại hai người Tiết Phi và Hàn Kỳ đang dìu nhau để đứng, không còn khả năng chiến đấu. Có lẽ nam sát thủ thấy trận đấu này quá mất thời gian, ông ta không kiên nhẫn nữa mà tăng tốc độ đánh lên. Văn Minh Côn trong tay ông ta xé gió mà tới, tốc độ tấn công nhanh đến không thể tưởng tượng được. Dầm, Hàn Kỳ ngã xuống. Tình cảnh của Tiết Phi lại càng thêm gian nan dưới thế tiến công mãnh liệt của đối phương, người anh ta ướt đẫm mồ hôi, áo quần thấm nước trở nên vướng víu hơn, hai chân anh ta càng giã rời hơn, trong thâm tâm anh ta đã tràn ngập tuyệt vọng. Nhưng là một vệ sĩ cao cấp, một khi được thuê thì Thiết Phi vẫn sẽ kiên trì giữ gìn đạo đức nghề nghiệp của anh. Vì thế anh ta không thiết tha mạng sống nữa mà bổ nhào tới ôm eo nam sát thủ, anh ta hô lớn tổng giám đốc lâm chạy mau đi. Ở đó mà nằm mơ, nam sát thủ dẫm một chân lên chóp mũi tiết phi. Tiết Phi bị đau nên buông lỏng hai tay ra, nam sát thủ nhân đó lên gối, đá cơ thể cường tráng của Tiết Phi bay khỏi mặt đất. Anh ta văng xa tận 5 mét rồi ngất luôn tại chỗ. Đã lên sổ Diêm Vương thì phải gặp Diêm Vương, nam sát thủ bỗng dừng phóng người lên trên không trung như một con chim khổng lồ, rồi ông ta xả xuống chỗ Lâm Thư Âm. Ông ta không hề để ý đến Diệp Vô Phong ở bên cạnh Lâm Thư Âm. Thậm chí ngay cả lúc ra chiêu ông ta cũng đâm thẳng văn minh côn đến yết hầu của Lâm Thư Âm, không coi Diệp Vô Phong ra gì cả. Không một ai có thể đỡ được chiêu này của ông ta, một người đẹp nghiêng nước nghiêng thành như vậy lại sắp bị chọc thủng yết hầu, đúng là hồng nhan bạc mệnh mà. Lúc này nam sát thủ có chút thương hại cho cô, nhưng tay ông ta lại không kiêng nể gì mà đâm tới. Đầu cây gậy chỉ còn cách yết hầu lâm thư âm một gang tay. Mãi đến lúc này Diệp Vô Phong mới hành động. Bỗng nhiên bên tai nam sát thủ vang lên một tiếng răng rắc, văn minh côn của ông ta tự dưng lại bị gãy. Sao mà Diệp Vô Phong có thể làm thế được? Anh đã dùng chiêu gì mà không một ai có thể thấy được? Lúc này Diệp Vô Phong bỗng nhiên xoay người đá một cước, chiêu thức anh đang dùng chính là Tuyệt Kỹ Đoạt Quyền Làm Cha. Chân anh nhắm ngay vị trí quan trọng của một người đàn ông. Nam sát thủ giật mình, ông ta nhanh chóng nghiêng hông lách người qua để né cú đá hiểm này. Nhưng dù chiêu này của Diệp Vô Phong rất đơn giản, tốc độ ra đòn của anh lại rất nhanh, đã thế còn mang lực tác động lớn. Vù lão sát thủ bị cú đá thẳng của Diệp vô phong hất bay lên cao. Sau khi lên tới không trung ông ta kêu khẽ một tiếng rồi lại ngã sóng xoài cách đó 7 mét. Cú đá khi nãy vốn có thể đoạn tuyệt nòi giống của ông ta, nhưng màn nghiêng hông trong chớp nhoáng kia của ông ta đã kịp thời tránh được cảnh tượng trứng bể chim tan. Nói vậy không có nghĩa là ông ta tránh được hoàn toàn. Không những thế, Diệp vô phong dồn lực cực mạnh vào cú đá khi nãy, chỉ ít cũng làm gãy được hai cái xương sườn của ông ta. Sau một tiếng hét thảm, nam sát thủ gồng người nhìn xuống, ông ta chỉ thấy lồng ngực đau nhức không thôi. Cảm giác đau đớn này quá mức lạ lẫm đối với ông ta, đã rất lâu rồi ông ta chưa bị đau. Từ khi thành tài đến giờ ông cũng đã chấp hành vài chục cái nhiệm vụ, nhưng xưa nay chưa có một đối thủ nào khiến ông ta sợ hãi đến thế. Lại càng không có một người nào đánh ông ta thảm đến mức này. Hôm nay ông ta té thật đau, vấn đề nhiệm vụ thất bại chỉ là chuyện nhỏ. Mà liệu cái mạng già này có còn giữ được hay không mới là chuyện lớn cần phải lo." Ông ta dùng ánh mắt khó có thể tin được mà nhìn qua Diệp Vô Phong, thằng nhãi này còn đang bận khóa tay một người phụ nữ, nó không dùng tay, chỉ dùng một chân mà có thể đánh mình thê thảm đến như vậy. Người này rốt cuộc mạnh đến mức nào đây? Sau khi nhận thức được tình hình, nam sát thủ này chợt cảm thấy sợ hãi bao trùm lấy ông. Cho tới tận bây giờ ông ta chưa từng cảm nhận được cái chết ở gần ông đến thế thậm chí ông ta không còn mặt mũi nói là do chủ quan khinh địch. Có cho ông ta đánh nhau công bằng với anh thì cũng vẫn sẽ bị anh đập như con ghẻ. Ông ta khẽ cắn môi rồi lên giọng quát lớn, lệnh của Diêm Vương há có thể sửa. Tên đã lên sổ tử thần, ai cũng đừng mong sống. Đang khi nói chuyện, tay của ông ta đặt bên hông. Lúc ông ta rút tay ra thì đã có thêm một khẩu súng đen ngòm. Bằng bằng bằng, ông ta nổ súng về phía Diệp Vô Phong hoàn toàn không lo lắng đến mạng sống của đồng bọn mình. Không ai ngờ được nam sát thủ này dù trọng thương thì vẫn cố dẫy chết. Ông ta không tiếc mạng sống của đồng bọn, cố giết lâm thư âm cho bằng được. Diệp vô phong nhanh tay lẹ mắt vứt nữ sát thủ qua một bên mà ôm lâm thư âm lăn một cái, hai người trốn sau chiếc xe hơi. Ngực nữ sát thủ bị trúng đạn, cô ta ngã xuống, mất mạng tại chỗ. Lâm thư âm kêu một tiếng, lúc Diệp vô phong ôm cô lăn người đi quá nhanh, đến cả thời gian cho cô chuẩn bị tâm lý cũng không có thành ra cô vừa cuống quýt vừa đau chân tử mạch cũng bị dọa đến ngồi xổm ôm đầu run rẩy đúng là đang tìm chết diệp vô phong không muốn ra tay giết người bởi vì anh biết đảo diêm vương này là thuộc tổ chức lính đánh thuê nam dương một thế lực khổng lồ có cả ngàn cao thủ một khi đã kết thù với bọn họ anh thì không sợ gì chỉ sợ lâm thư âm sau này sẽ bị ám sát không ngừng nghỉ ta ở ngoài sáng không ngăn được kẻ địch trong tối làm loạn, anh chỉ cần sơ sẩy một cái thì hậu quả sẽ rất khó lường. Nếu như anh có thể hóa giải được mối thù này thì quá tốt, chỉ là lão sát thủ này không có lấy một chút sĩ diện nào, đánh không lại lập tức rút súng ra chơi. Lần này Diệp vô phong thật sự bị chọc điên rồi, dám chơi súng trước mặt anh à. Đúng là múa rìu qua mắt thợ, tuy Diệp vô phong không mang theo súng, nhưng trên người anh luôn có mấy thứ như đồng xu, vào những lúc mấu chốt anh có thể dùng chúng là ám khí veo diệp vô phong búng ra một đồng xu nam sát thủ kêu lên một tiếng ông ta né không kịp nên cổ tay bị đồng xu ghim trúng cánh tay lập tức gục xuống ông ta còn chưa kịp nâng tay lên thì cơ thể diệp vô phong chạy vút đến trước mặt sắc một tiếng cánh tay cầm súng của nam sát thủ bị diệp vô phong bẻ gãy khẩu súng cũng bị diệp vô phong cướp lấy nam sát thủ bị gãy một tay nhưng vẫn cắn răng chống trả Tay trái ông ta rút một con dao từ bên hông ra rồi đâm về phía Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong đã sớm phòng bị, anh rút lui về sau tránh đòn. Ánh mắt nam sát thủ trở nên tuyệt vọng, cổ tay xoay một cái, con dao đã đâm ngược về phía ngược trái, ngay tim ông ta. Diệp Vô Phong muốn giữ bằng chứng sống, nhưng giờ đã muộn, nam sát thủ quyết tâm muốn chết nên không hề nương tay, con dao đâm lút cán vào ngực trái, chớp mắt một cái, ông ta chết bất đắc kỳ tử. Chương 38, nhẹ giọng vuốt ve an ủi. Lúc này, Tiết Phi và Mã Vũ đều tỉnh dậy, thấy Diệp Vô Phong đã một mình giết chết hai tên sát thủ võ công cao cường thì trong lòng đã vô cùng kinh ngạc và khâm phục. Nếu Diệp Vô Phong thua không chỉ có mình Lâm Thư Âm chết mà có lẽ cả ba ta đều phải bỏ mạng. Ba người cùng dìu nhau đi tới, Tiết Phi liền ôm quyền, "Anh Phong, anh làm tốt lắm. Trước kia là tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, hôm nay tôi phục anh rồi." Diệp Vô Phong khẽ mỉm cười nói: "Anh Phi, tôi cũng là mèo mù gặp phải chuột chết thôi. Nếu không phải mới vừa rồi mọi người dũng cảm xông lên chém giết, làm tiêu tốn hơn nửa sức lực của ông ta, thì có lẽ tôi cũng không thắng được, công mỗi người chúng ta một nửa. Vết thương của mọi người có sao không?" Tiết Phi trong lòng biết rõ thực ra là Vô Phong đang cố ý khiêm tốn, sau đó liền nghĩ về mình trước kia kiêu căng hống hách, so với Diệp Vô Phong thì không là gì. Nghĩ đến đây anh ta đỏ bừng mặt, anh Phong thôi chuyện cũng đừng nhắc nữa từ nay về sau anh em sẽ lấy anh làm tấm gương vì tổng giám đốc lâm của công ty mà nghe đâu làm đấy diệp vô phong gật đầu nói được rồi sau này anh em chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng hơn nữa tính mạng của hai người không phải là chuyện nhỏ đợi lát nữa cảnh sát đến còn cần người để xử lý diệp vô phong ghé gần tai tiết phi mà thì thầm tiết phi liên tục gật đầu tôi biết rồi lâm thư âm vừa rồi trẹo chân nên giờ mắt cá chân vô cùng đau đớn, cô nhíu đôi lông mày sắc xảo hỏi khi nào cảnh sát đến. Cảnh sát rất nhanh đã đến, người dẫn đầu chính là Bạch Tinh Đồng, Bạch Tinh Đồng biết được ở đây có vụ nổ súng giết người nên đã lập tức dẫn đội cảnh sát hình sự đến. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bạch Tinh Đồng hỏi. Tiết Phi đi tới, cảnh sát Bạch, tôi là vệ sĩ của Tổng Giám Đốc Lâm, vừa rồi có hai tên sát thủ muốn ám sát Tổng Giám Đốc Lâm, chúng tôi ra sức chống lại, phòng vệ, Mọi việc là như thế, như vậy, chúng tôi đã làm thương sát thủ. Chúng tôi vốn định đem bọn họ báo cảnh sát, ai ngờ bọn họ lại tự sát. Bạch Tinh Đồng nghe lời khai của vụ án, gật đầu nói, được rồi. Phiền anh cùng tôi đến đồn cảnh sát để lấy lời khai. Lâm Thư Âm khập khiến bước tới, "Đội trưởng Bạch, Tiết Phi là vệ sĩ mà tôi mời từ tỉnh thành tới. Xin cô đừng làm khó anh ấy." Bạch Tinh Đồng nhẹ nhàng nói, "Tôi sẽ xử lý công bằng." Còn Lâm Thư Âm cô không sao chứ? Lâm Thư âm thở dài nói, tên sát thủ đã bắn hai phát súng, tôi suýt phải bỏ mạng tại đây rồi. Chính chủ, dù bạn đọc chung bằng bằng chu mtiuae nặng n.vn bằng bằng. Bạch Tinh Đồng gật đầu, ừm, ngoại trừ Tiết Phi, những người khác có thể trở về điều trị vết thương trước. Diệp Vô Phong đã sắp xếp để Mã Vũ và Hàn Kỳ bảo vệ tử mạch quay trở lại khách sạn lớn Hoàng Triều, còn anh thì đưa Lâm Thư Âm về nhà. Sau khi lên xe, diệp vô phong nhìn thấy lâm thư âm vô cùng đau đớn hỏi thư âm nếu vết thương nghiêm trọng anh đưa em đi bệnh viện nhé lâm thư âm lắc đầu nói em không nghĩ đây là vấn đề lớn chúng ta về nhà trước đi nhà có dầu hoa hồng bôi một chút rồi nghỉ ngơi chắc sẽ không sao đâu vậy cũng được diệp vô phong đồng ý sau khi về đến nhà bàn chân trái bị thương của lâm thư âm vừa chạm đất đã giống như điện giật mà rụt lại lúc ở tại hiện trường vụ án Mắt cá chân của cô không bị tổn thương nhiều, nhưng sau một thời gian lắc lư, vết thương tích tụ lại nhiều máu bầm hơn, làm cho chỗ đó rất đau, ai ui. Diệp Vô Phong vội vàng chạy tới, đỡ lấy cô, quan tâm hỏi, "Thư Âm, em có sao không?" Nhìn thấy trên trán Lâm Thư Âm đổ mồ hôi lạnh, anh đoán chắc vết thương ở chân của cô rất nghiêm trọng, anh bế em lên lầu. Lâm Thư Âm gật đầu nói, "Vừa rồi không phải rất đau, nhưng không biết vì sao, lúc này cả người đều rất đau." diệp vô phong ôm ngang eo lâm thư âm vòng eo mềm mại mịn màng của lâm thư âm bị diệp vô phong ôm thật chặt vào lòng cả người cô cũng dựa vào trên vai diệp vô phong chỗ mềm mại trước ngực đè mạnh vào khuỷu tay của diệp vô phong lâm thư âm đỏ mặt nói diệp vô phong em thật sự không đi bộ được nữa cám ơn anh em là bà xã của anh còn khách sáo với anh làm gì người đẹp nhẹ giọng vốt vẻ muốn được ôm khiến diệp vô phong máu trào lên đỉnh đầu tay trái ôm lấy vòng eo mềm mại của Lâm Thư Âm, tay phải chống đỡ một sự mềm mại đàn hồi. Lâm Thư Âm duyên dáng kêu một tiếng, anh đem cô ôm trọn đi lầu. Lên đến lầu, Diệp Vô Phong đặt Lâm Thư Âm ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, hỏi em đau lắm phải không? Lâm Thư Âm đưa tay vuốt mái tóc dài ướt đẫm mồ hôi trên trán, đôi mắt to tròn tuyệt đẹp chớp chớp, cô nhẹ nhàng di chuyển chân trái, đúng vậy, rất đau. Diệp Vô Phong, em nên làm cái gì đây? Diệp vô phong nói, trước tiên để xem vết thương ở chân em đã. Anh yêu cầu Lâm Thư Âm đưa bàn chân bị thương ra. Sau đôi tất lụa màu da thì hiện ra hình ảnh mờ ảo của đôi chân trắng trẻo, ngọc ngà. Diệp vô phong nắm lấy chiếc tất nhanh chóng tháo ra. Bàn chân của người đẹp trắng nõn như ngọc, mờ u bàn chân cong lên, năm ngón chân duyên dáng hiện ra. Vùng mắt cá chân đã bị bầm đen, rõ ràng là tụ máu bầm nhiều. Diệp vô phong nói, anh có biết một số liệu pháp xoa bóp nếu em bị bong gân mắt cá chân em phải xoa bóp ngay lập tức để làm tan máu từ vết thương nếu không bàn chân của em có thể bị tàn tật nghe nói có thể bị tàn tật lâm thư âm vô cùng sợ hãi trong mắt hiện lên vẻ cầu xin gật đầu đồng ý diệp vô phong nói thư âm không cần sợ anh sẽ xoa bóp cho em trước vừa nói tay trái nắm mu bàn chân và phần trong của bàn chân người đẹp còn tay phải thì nhẹ nhàng xoa nắn mắt cá chân nhưng lâm thư âm cảm thấy trên bàn chân nhỏ bé của mình dường như có một luồng điện đang ập tới điều đó cũng khiến diệp vô phong cảm thấy ngứa ngáy khó chịu bị diệp vô phong nhẹ nhàng xoa nắn như vậy lâm thư âm cảm thấy rất hưởng thụ nên thành ra cũng sinh ra cảm giác xấu hổ nó khác hẳn với cảm giác lần trước diệp vô phong rửa chân cho cô lần trước người đẹp lanh lùng đối với anh nhiều hơn đó là sự chán ghét mà hôm nay diệp vô phong có thể thấy được sự lạnh lùng đã được hòa tan bởi dòng nước ấm bằng đôi mắt xinh đẹp của cô Thư âm, em đỡ hơn chút nào chưa? Ừm, hiện tại cơn đau đã nhẹ hơn rất nhiều. Diệp vô phong xoa bóp được 15 phút, đứng dậy nói, mặc dù đã bớt đau, nhưng máu bầm bên trong vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Anh sẽ đi lấy dầu hoa hồng bôi lên cho em, chắc cỡ hai ngày sẽ khỏi hẳn. Vừa dứt lời anh đi lấy dầu hoa hồng và thoa cẩn thận lên chân cô. Lâm thư âm hỏi, đến cuối cùng là ai chứ? Thật đáng ghét, là ai thuê tay súng muốn dồn em vào chỗ chết? diệp vô phong nói đáng tiếc những sát thủ đều đã chế hết không còn ai sống theo suy luận của anh khách sạn lớn hoàng triều của chúng ta chính là nơi để bọn họ kiếm ra tiền lâm thư âm nói nhưng mà người nhà họ hàn đều đã dọn đi chẳng lẽ bọn họ đang buôn bán bên ngoài sao mà vẫn muốn đối phó với em sao diệp vô phong lắc đầu nói nhất định không phải nhà họ hàn em yên tâm anh sẽ điều tra kỹ xem là ai nếu đã muốn cùng chúng ta đối đầu thì anh chắc chắn sẽ không buông tha bọn họ. Chương 39, đấu giá biệt thự. Ngày hôm sau, Diệp Vô Phong vẫn đến khách sạn lớn Hoàng Triều như mọi ngày, nhưng điều bất ngờ ở đây là thái độ của Tiết Phi đã thay đổi hẳn, hôm nay anh ta lại chủ động pha trà cho Diệp Vô Phong, "Anh Phong, anh uống trà." Diệp Vô Phong cười hỏi, "Tiết Phi, vết thương của anh thế nào rồi?" Tiết Phi nói, không nghiêm trọng lắm, cơ thể tôi có thể chống đỡ tuy nhiên mấy ngày nay không thể chiến đấu kịch liệt được. Diệp vô phong nói, vậy, anh cứ chú ý nghỉ ngơi đi, hôm qua đến đồn cảnh sát hình sự, bọn họ nói thế nào? Tiết Phi cho biết, theo lời dặn của anh, tôi đã nói viên cảnh sát họ bạch rằng tên sát thủ đã bị tôi liều chết đâm trọng thương, sát thủ vì không muốn bị bắt sống để tra ra đầu mối nên đã tự tử. Chính bác sĩ Pháp Y đã xác định vết thương chí mạng là do xương sườn nghiêng đâm phải vào tim. Cảnh sát đã tìm được vỏ đựng đạn ở ven hồ điều này đã chứng minh khẩu súng lục là của tên sát thủ sau khi lấy lời khai thì họ cũng thả tôi ra về diệp vô phong gật đầu nói từ trước đến nay sát thủ ở đảo diêm vương đều thi hành mệnh lệnh chết họ thả tự sát cũng không muốn làm tù binh đây là quy tắc của họ tiết phi lại hỏi anh phong tên ám sát giám đốc lâm hôm qua thật sự là do đảo diêm vương phái tới anh không nghe lời bọn họ nói à nhận được lệnh của diêm vương không ai có thể sống sót Diệp vô phong cười nhẹ nói. Tiết phi cao mày, hít khí lạnh và nói, tôi đã sớm nghe qua đảo Diêm Vương rất mạnh. Một khi lệnh Diêm Vương vừa ra, người trong thiên hạ không thể thay đổi được. Bọn họ đã thất bại trong nhiệm vụ này, còn mất đi hai sát thủ cấp tinh anh không biết có từ bỏ ý định không. Mã Vũ cười nói, anh sợ hãi cái gì thế, có anh Phong ngồi ở đây. Sát thủ của đảo Diêm Vương không đến thì thôi, nếu đến một người thì chúng ta sẽ giết một người. Tiết Phi nói thêm, tôi ngược lại không sợ chết, tôi chủ yếu là cân nhắc đến sự an toàn của Tổng Giám Đốc Lâm. Tổng Giám Đốc Lâm và cô cả của chúng tôi có quan hệ rất tốt. Lần này, cô cả đặc biệt nhờ chúng tôi phải bảo vệ sự an toàn của Tổng Giám Đốc Lâm. Diệp Vô Phong nói, đảo Diêm Vương đúng là rất khó đối phó, nhưng họ không dám trắng trợn đến Trung Quốc của chúng ta để giết người đâu. Ngoài ra, theo tôi biết, có một cách để lệnh Diêm Vương có thể phá vỡ, đó là chi tiền để mua người lệnh Diêm Vương. Khi chi gấp 10 lần số tiền bồi thường thiệt hại đã thanh lý thì có thể rút lại đơn đặt hàng. Anh Phong, người mua lệnh Diêm Vương kia phải rất hận tổng giám đốc Lâm Không, vậy làm sao có thể sẵn sàng bỏ ra số tiền gấp 10 lần để lấy mạng? Chuyện này khó quá, Hàn Kỳ thở dài. Diệp Vô Phong lạnh lùng nói, chỉ cần tôi xác định được là ai mua lệnh Diêm Vương, tôi có thể khiến người đó thu lại. Ba anh mấy ngày nay nới lỏng tin tức, đặc biệt chú ý mọi hoạt động của nhà họ Mạc. Có tin tức đặc biệt gì thì báo ngay cho tôi. Diệp Vô Phong đã để ý đến nhà họ Mạc rồi, nhưng anh một năm qua không có chú ý tới thế giới ngầm của thành phố Tam Giang, nên cũng chỉ có chút hiểu biết về nhà họ Mạc. Vì vậy, trước tiên chúng ta cần hiểu sâu hơn về nhà họ Mạc. Những sát thủ tinh anh trên đảo Diêm Vương đã được thuê với số tiền lên đến 5 triệu, vụ ám sát thất bại và hai sát thủ bị giết, tin tức này khiến Mạc Đông Lôi vô cùng tức giận. 5 triệu tiền thuê người đã trôi theo dòng nước không ngờ muốn ám sát Lâm Thư Âm lại vất vả như vậy. Nghe nói cô ta thuê được ba vệ sĩ cao cấp ở tỉnh thành với mức lương cao. Tối hôm qua, lúc cô ta đang ăn thịt xiên ở hồ Nhạn Tây, cả ba vệ sĩ đã có mặt, hơn nữa còn liều chết bảo vệ cô ta. Thằng cha nó, tại sao sát thủ của đảo Diêm Vương lại vô dụng như vậy? Kế hoạch của Lâm Kiến Ba chính là tìm chị gái và anh rể của Phùng Nhị Biêu đến khách sạn lớn Hoàng Triều để gây rối nhưng bị người khác phát hiện nên vẫn đang bị giam giữ. Cũng may, cặp đôi này cứng miệng nên vẫn không chịu khai gì. Có vẻ như anh ta phải có một cuộc đối đầu với Lâm Thư Âm. Còn một điều nữa khiến Mạc Đồng Lôi lo lắng. Mạc Đồng Lôi vừa mới quen một cô bạn gái tên là Lưu Thư Kỳ, Lưu Thư Kỳ cùng với Lâm Thư Âm, Bạch Tinh Đồng và Mạc Vân Sương được gọi là tứ đại hoa khôi của trường ở thành phố Tam Giang. Cô ta giờ là giám đốc phòng tín dụng của một ngân hàng. Trường Trung học cơ sở số một thành phố Tam Giang có rất nhiều người đẹp, tứ đại hoa khôi của trường năm đó đẹp đến ngỡ ngàng. Thậm chí ngày nay, bốn bông hoa ngày nào giờ đã trở thành những bông hoa quyến rũ của thành phố Tam Giang. Mặc dù Mạc Đông Lôi xuất thân từ gia đình giàu có nhưng điều kiện gia đình của Lưu Thư Kỳ cũng rất tốt nên Mạc Đồng Lôi đã dành rất nhiều tâm sức để theo đuổi Lưu Thư Kỳ. Đặc biệt là hôm nay anh ta hẹn Lưu Thư Kỳ nhất định phải có được khu biệt thự Lâm Giang số 9 ở núi Nhạn Tây. Mạc Đồng Lôi đã lên tính toán từ trước, anh ta cho rằng 700 triệu là đủ để chụp biệt thự này nên đã chuẩn bị 800 triệu vốn lưu động. Sau khi lên kế hoạch chụp ảnh căn biệt thự sang trọng này, anh ta sẽ lái chiếc Bugatti phiên bản giới hạn đó để đưa Lưu thư kỳ đến Ủy ban nhân dân đăng ký kết hôn. Ai mà ngờ buổi đấu giá sáng nay lại bị ngăn chặn bởi một thanh niên xa lạ, dù Mạc Đồng lôi ra giá bao nhiêu, anh ta vẫn luôn ra hơn Mạc Đồng lôi một triệu. Khi mức giá vượt quá 200 triệu, Mạc đồng Lôi đã hơi hoảng. Nhìn mặt mũi tên thiếu niên này, không giống là người trong 10 đại gia tộc tại thành phố Tam Giang, vậy mà lại dám động đến anh cháu của dòng họ Mạc. Anh ta người nhà họ Bạch ở quê à? Hừ, cho dù là nhà họ Bạch rồng mạnh cũng không thể trấn áp được rắn, tên kia từ xa tới, cũng phải cho nhà họ Mạc một chút thể diện. Mạc Đồng Lôi nhìn Lưu thư Kỳ sắc mặt tái nhợt bên cạnh, cắn chặt răng ra giá lần cuối cùng, 230 triệu. Đây đã là giới hạn tài chính của Mạc Đồng Lôi, nếu vượt quá giới hạn này một khi công ty thiếu vốn, chú ba biết chuyện, còn không lột ra anh ta sao? Vẻ mặt người trẻ tuổi kia bình tĩnh giờ bảng số lên, 231 triệu. Anh ta dường như ngay cả nghĩ cũng không nghĩ mà tiền để đè ép. Mạc Đồng lôi tức giận nghiến răng nghiến lợi, lúc này trợ lý bên cạnh liền nhắc nhở, chủ tịch Mạc, không thể thêm nữa. Bằng không bị tam gia biết thì không biết giải thích thế nào. Ngoài ra, anh còn phải đề phòng, bên kia có thể là chủ nhân của vật phẩm đấu giá. Mạc Đồng lôi gật đầu, anh ta biết rõ, giá cả như vậy chính anh ta không dám tăng, cũng có thể nhìn ra bên kia rất quyết tâm có bằng được, cho dù ra giá bao nhiêu anh ta cũng sẽ tăng tiền. Kèm theo đó là giọng nói của người dẫn chương trình, 231 triệu lần thứ ba, đấu giá thành công. Chiếc búa rơi xuống, tất cả mọi chuyện lắng xuống. Lưu Thư Kỳ đứng dậy mà không chào Mạc Đồng Lôi, nhanh chóng rời khỏi hiện trường đấu giá. Mạc Đồng Lôi cũng rất tức giận, nghiến răng nói, trợ lý Trương, Hẹn Lâm Thư Âm cho tôi, tôi muốn cùng cô ấy nói chuyện. Lâm Thư Âm hiện đang có mặt trên công trường, nghe thấy lời hẹn của Mạc Đồng Lôi với mình, cô nói, Mạc Đồng Lôi là cháu ruột của nhà họ Mạc, đồng thời là tổng giám đốc bộ phận dự án phát triển bất động sản của tập đoàn Mạc thị. Không biết anh ta gặp tôi có việc gì. Dù sao Lâm Thư Âm cũng phải cho Mạc Đồng Lôi thể diện, nhà họ Mạc là gia tộc giàu có số 1 ở thành phố Tam Giang, nhà họ Lâm không đụng vào nổi. Lâm Thư Âm không kịp chào Diệp Vô Phong, thậm chí còn không thay quần áo, mặc quần áo đi làm trên công trường, trực tiếp đến phòng trà vip do Mạc Đồng Lôi chỉ định. chương 40, lật ngửa ván bài. Sau khi Mạc Đồng Lôi và Lâm Thư Âm gặp nhau, anh ta đi thẳng vào vấn đề chính, cô Lâm, trước hết xin chúc mừng cô về dự án số 1 của Bích La Loan. Tôi thật ghen tị. Lâm Thư Âm khẽ mỉm cười, Tổng Giám Đốc Mạc quá lời rồi. Chỉ là kiếm chút tiền lẻ nuôi gia đình thôi, làm sao lọt vào mắt anh mạc đông lôi nói hôm nay mời tổng giám đốc lâm đến đây chỉ vì một việc lâm thư âm cười mời giám đốc mạc nói mạc đông lôi gật gật đầu nói mấy ngày trước cả nhà họ hàn đã rời khỏi thành phố tam giang không biết cô đã nghe thấy tin tức này chưa nhỉ lâm thư âm đáp vâng tôi có nghe qua không biết giám đốc mạc có gì nói qua mạc đông lôi cười nhạt châu chấu mà đòi đá xe Nhà họ Hàn cản trở con đường tiền tài của nhà họ Bạch, nhất định sẽ bị loại bỏ. Thực lực của nhà họ Hàn và nhà họ Bạch khác xa nhau. Thực tế cũng giống như nhà họ Lâm các người và nhà họ Mạc chúng tôi, căn bản là kém xa, nhỉ. Ánh mắt Lâm Thư Âm trở nên sắc bén, những lời này của Mạc Đông Lôi mang đầy mùi thuốc súng, khiến cho cô hiểu ngay lập tức, người luôn ở trong tối đối phó cô chính là Mạc Đông Lôi. Lâm Thư Âm không chút biến sắc, chẳng lẽ là khách sạn lớn hoàng triều của tôi cũng cản trở đường phát tài của tổng giám đốc mạc sao mạc đông lôi cười cái này thì không có chẳng qua cô cũng biết đấy nhà họ mạc muốn hợp tác với chính phủ để phát triển bến du thuyền tại bích loa loan mạc đông lôi cố ý nhấn mạnh hai chữ chính phủ chú ba của tôi nhìn chúng khách sạn lớn hoàng triều cùng với các địa điểm xung quanh chúng tôi muốn xây dựng kho hàng và sân bãi ở đây tổng giám đốc lâm hôm nay mời cô đến đây là để nói trước với câu chuyện này Tôi muốn thu mua khách sạn lớn Hoàng Triều, cô ra giá đi." Mạc Đông Lôi nói xong, vô cùng đắc ý nhìn Lâm Thư Âm, hôm nay anh ta triệt để phơi bày mọi chuyện, cũng chẳng thèm giấu giếm cái gì nữa, đại ý là tôi muốn ép buộc cô, cô dám ra giá trên trời với tôi, tôi sẽ khiến cho cô chịu chung cảnh ngộ với nhà họ Hàn, biến mất khỏi thành phố Tam Giang. Tuy Lâm Thư Âm là con gái nhưng thà chết cũng không cúi đầu, nghĩ lại mấy ngày nay, ở khách sạn lớn Hoàng Triều phát sinh đủ thứ chuyện tồi tệ kết hợp với chuyện bản thân gặp sát thủ ở Hồ Nhạn Tây. Cô lập tức đứng phát dậy, lời nói lạnh như băng, tổng giám đốc mạc, anh muốn thu mua khách sạn lớn Hoàng Triều của tôi. Đúng vậy, vậy anh nên chết tâm đi, cho dù anh đem tất cả gia sản của nhà họ mạc ra trước mặt tôi tôi cũng tuyệt đối không chuyển nhượng. Cô, Lâm Thư Âm, gan to lắm, mạc đông lôi nổi giận, cũng đứng phát dậy, anh ta thật sự không ngờ Lâm Thư Âm dám chống đối anh ta. Tưởng rằng hôm nay đổ chút máu, chỉ cần trong phạm vi 50 triệu thì anh ta chấp nhận bỏ ra để mua khách sạn lớn Hoàng Triều, tránh làm chậm chế kỳ hạn của công trình du thuyền. Ai ngờ, Lâm Thư Âm này không chịu cho chút mặt mũi nào, chọc giận Mạc Đông Lôi. Hừ, cả tỷ tài sản cũng không đổi, chắc Tổng Giám Đốc Mạc hiểu lời tôi nói nhỉ, cáo từ. Lâm Thư Âm xoay người rời đi. Mạc Đông Lôi thật sự không thể nhịn được nữa, chỉ là đứa con của gia tộc hạng hai mà dám khinh thường cậu chủ của gia tộc giàu có nhất thành phố Tam Giang. Phải biết rằng, chú ba không có con, dưới gối chỉ có một cô con gái, nên đối đãi với anh ta như con ruột. Chưa từng có người nào dám chống đối anh ta, cho dù là mấy lão già trong tòa thị chính của Tam Giang cũng vô cùng khách khí với anh ta. Lâm Thư Âm này chẳng qua ỷ vào việc có chút nhan sắc, hạng nhất khoa học xã hội của tỉnh, còn có gì đặc biệt hơn người chứ? Mạc Đông lôi giận giữ vơ lấy chén trà trên bàn hất thẳng vào Lâm Thư Âm. Lâm Thư Âm không hề phòng bị, ngay lập tức bị Mạc Đông Lôi hắt đầy nước trà, may mà trà không còn nóng lắm, nếu không khuôn mặt Khuynh Quốc Khuynh Thành này chắc chắn bị hủy rồi. Lâm Thư Âm lau nước trà trên mặt, nghiến răng nói, "Mạc Đông Lôi, anh đừng khinh người quá đáng, chúng ta cứ chờ mà xem." Lâm Thư Âm đi rồi, Mạc Đông Lôi tức tối quăng vỡ ấm trà, hất đổ cả bàn, ông chủ quán trà biết thân phận của anh ta, nên bắt gặp cậu chủ nhà họ Mạc nổi giận, sợ tới mức không dám bắt đền. Hôm nay Lâm Thi Mộng xuất viện, Bà cụ ở nhà mở tiệc để an ủi cháu gái. Bởi vì Diệp Vô Phong có công cứu Lâm Thi Mộng nên cũng trở thành đối tượng được mời. Bà cụ nghe nói khả năng nấu nướng của Diệp Vô Phong rất tốt nên buổi chiều cố ý mời Diệp Vô Phong đến, hợp tác với đầu bếp trong gia đình chuẩn bị đồ ăn. Diệp Vô Phong cũng rất cố gắng, đặc biệt làm cho bà cụ hai món ăn vô cùng đẹp đẽ, hơn nữa còn giới thiệu cho bà cụ. Món thứ nhất gọi là sườn xào chua ngọt, nguyên liệu được chọn vô cùng đặc biệt mỗi một cái xương sườn đều chứa xương sụn, sau khi được Diệp Vô Phong chế biến thành một khối vừa thịt vừa xương, thịt rất ngon, ngoài giòn trong mềm. Bề ngoài nâu đỏ, khiến người ta nhìn là thèm, nghe là thấy mát lòng mát dạ, sau khi ăn một miếng thì hương vị động lại vô cùng khó quên. Món thứ hai tên là cá bơn kho tộ, được chế biến từ cá bơn dưới biển sâu, chế biến theo phương pháp độc nhất vô nhị, trong quá trình nấu sử dụng kỹ thuật hầm như thêm chút nguyên liệu dưỡng sinh bí mật, vừa ngon vừa bổ dưỡng, Thịt cá bơn non mềm, không có xương, hương vị tuyệt hảo, không bị nát khi nấu lâu, không hề tanh. Kết hợp thêm chút rau tươi, giá đỗ, đậu phụ, nấm thịt cá mềm với nước dùng sánh mịn, làm cho người ăn cảm thấy ngon miệng đến bất ngờ, khiến thực khách dư vị bất tận. Rượu và thức ăn đã được chuẩn bị đầy đủ, chỉ chờ Lâm Thư Âm trở về sẽ khai tiệc. Lâm Kiến ba trời em họ, Thư Âm thật là, bà nội đã đích thân gọi điện thoại để cô ta về sớm một chút, sao giờ còn chưa tới vậy? Bà cụ cười tùm tìm nói, không cần vội, chờ thêm một tí cũng không sao. Đang nói thì Lâm Thư Âm từ bên ngoài đi vào, nhưng mọi người đều ngạc nhiên vì sắc mặt của cô rất không bình thường, tóc còn ướt súng, phía trước áo sơ mi cũng ướt một mảng. Bà cụ truy hỏi mãi, Lâm Thư Âm mới trả lời là do bị mạc đông lôi hắt chén trà vào. Lâm Kiến bà vội la lên, Thư Âm, cô điên rồi à? Tổng giám đốc mạc là ai chứ? Sao cô dám thách thức anh ta? cho dù cô không muốn bán khách sạn lớn Hoàng Triều thì uyển chuyển từ chối là được rồi. Tại sao lại phải khiến anh ta mất mặt trước mặt mọi người, không trở lại chút mặt mũi nào vậy? Đắc tội nhà họ mặc thì kết cục của nhà họ Lâm chúng ta chỉ có một, bị đuổi khỏi thành phố Tam Giang giống như nhà họ Hàn. Lâm Vĩnh Kiệt cũng thêm mắm thêm muối, mẹ, con đã nói từ sớm rồi, thư âm còn rất trẻ, làm việc không đủ lý trí. Lần này chúng ta đắc tội người của nhà họ mặc rồi, sao mà nhà họ Lâm có thể tiếp tục làm ăn ở thành phố Tam Giang này được nữa chứ? Niềm vui trên mặt bà cụ cũng biến mất, bà cụ thở dài nói, thưa âm. Bà biết trong lòng cháu âm ức, Mạc Đông Lôi mời cháu đến đàm phán căn bản chẳng phải đàm phán gì, nói trắng ra là muốn thẳng thắn ép buộc mà thôi. Đổi lại là bà bà cũng sẽ tức giận, nhưng mà tức giận thì trở về rồi hắng giận, nhà họ Lâm chúng ta không thể chứng chọi với đá. Lần này cháu quá bốc đồng rồi. Thật ra trong lòng Lâm Thư Âm cũng có chút hối hận, lúc rời khỏi Mạc Đông Lôi, cô vẫn luôn nghĩ chuyện này về sau sẽ biến thành cái gì đây. Nếu Mạc Đông Lôi đã ngả bài với cô thì khẳng định anh ta đã sớm chuẩn bị xong xuôi cách đối phó rồi. Đến khách sạn gây sự, phái sát thủ ám sát, mấy chuyện này đều là chuyện nhỏ. Lâm Thư Âm đoán rằng, bước tiếp theo Mạc Đông Lôi chắc chắn sẽ dùng các biện pháp trả thù mạnh mẽ hơn, bởi vì bản thân nhất thời tức giận làm liên lụy cả gia tộc Lâm thị. Lần này có phải cô thật sự bốc đồng quá rồi không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 40.